Jackie Blinders là một gia đình xã hội đen khét tiếng hoạt động trên địa phận Anh Quốc. Những người đàn ông của gia đình gồm Thomas Arthur và John vừa được giải ngũ trở về quê nhà sau khi Chiến tranh Thế giới thứ hai kết thúc. Bối cảnh Anh Quốc vào năm 1919 lúc bấy giờ không mấy được ổn định, tệ nạn và các băng đảng mọc lên khắp nơi, chưa kể đến nhóm người lao động quyết tâm đình công sau khi tham chiến. Họ đã xả thân vì tổ quốc thân yêu nhưng khi quay trở về thì tay trắng vẫn hoàn trắng tay, đồng thời đến hiện tại vẫn có người bị ám ảnh bởi những trận mưa bom bão đạn từ cuộc chiến. Việc chính quyền phải xử lý quá nhiều việc đã giúp gia đình Picky Blinders dễ dàng hoạt động những trận cá cược đua ngựa. Để thu hút nhiều người tham gia đặt cược, Thomas, thủ lĩnh băng đảng, đã đích thân tìm một cô bé người Hoa khá nổi tiếng về tài xem tướng số. Chỉ cần cô bé thổi một loại bột màu đỏ về phía con ngựa chiến của Thomas, mọi người lập tức tin rằng con ngựa này sẽ là quán quân của cuộc đua. Từ đó, các tay nghiện đỏ đen đã đặt cược không ít vào con ngựa chiến của Thomas. Tuy nhiên, Arthur, người anh của Thomas, lại khá bất mãn vì việc này. Một là do không muốn dây vào người Trung Quốc, trường hợp hai nếu con ngựa thắng thật thì sẽ mang tiếng là dàn xếp kết quả. Điều đó là không tốt khi vua của những cuộc đua Billy Timber chưa cho phép, ông ta là một nhân vật quan trọng nắm nhiều binh quyền trong tay. Cũng vì kế hoạch liều lĩnh của Thomas mà Arthur quyết định mở một cuộc họp nội bộ ngay trong đêm, thế nhưng trước khi cuộc họp được bắt đầu, đang có một chánh thanh tra hàm thiếu tá được cử từ một thành phố lớn đến với lệnh điều tra đối với Thomas, mặc dù trong quân ngũ anh có nhiều huân chương khen thưởng. Song hiện tại anh được biết đến với vai trò là một tên gangster lừa đảo và là nhà cái khét tiếng, do đó tên của anh được đặt trên cùng trong danh sách nghi phạm cướp kho vũ khí của thành phố. Tối đó, tại cuộc họp nội bộ của băng đảng Picky Blinders, Arthur thông báo có hai thành viên vừa trở về từ thành phố và họ mang về những tờ rơi tuyển dụng thêm lực lượng nhằm quét sạch các băng đảng tội phạm. Thomas thừa sức biết ngoài điều đó ra còn liên quan đến vụ cướp kho vũ khí. Nhưng anh lại giấu nhẹm chuyện này trước các thành viên còn lại, chỉ đến khi bị dì Paul phát hiện thằng con trai Finn 11 tuổi có một khẩu súng. Một người phụ nữ đã ở nhà lãnh đạo băng đảng khét tiếng khi cánh đàn ông đang ra chiến trường thì chắc chắn không phải một kẻ bình thường. Bà đã gặng hỏi Thomas và anh đã thú nhận toàn bộ sự thật. Cách đây không lâu anh có một đơn đặt hàng xe máy, do đó anh đã thuê vài tên vô danh tiểu tốt thực hiện việc trộm xe từ một nhà máy làm rượu. Thế quái nào mà chúng lại lấy nhầm lô vũ khí với hàng trăm khẩu súng đủ loại và hàng ngàn băng đạn, đáng lý ra chỗ súng đó phải được mang đến bến xuất hàng. Nhưng chúng đã nhầm và mang lô hàng ấy đến bến kiểm kê, tạm thời anh giấu chúng trong chuồng ngựa và định rằng 3 ngày sau sẽ mang đi tẩu tán. Thế nhưng bất chợt vào tối hôm đó, Arthur đột nhiên bị một nhóm cảnh sát tuần tra bắt cóc về đồn một cách công khai, đã vậy họ còn đánh anh không thương tiếc. Người đứng sau vụ bắt cóc này không ai khác chính là Compel, ông ta cho rằng Arthur là con chó đầu đàn của Picky Blinders. Tuy nhiên đây là lần đầu tiên Arthur nghe về vụ cướp súng kho vũ khí, Campbell nhận thấy Arthur không nói dối nên chỉ dọa vài câu rồi quyết định thả anh về. Thomas nhìn thấy Arthur trở về với hình hài đầy vết thương và bắt đầu gặp ác mộng, những hình ảnh đau thương từ trận chiến đến giờ vẫn in rõ trong tâm trí không thể nào xóa nhòa. Vào ngày trăng khuyết, Thomas quyết định hành động kế hoạch tẩu tán lô vũ khí bằng đường ghe, tuy nhiên vào thời khắc quyết định, anh lại chợt đổi ý với một chiến thuật khác, cho người lái chiếc ghe này đến một kho chứa thuốc lậu cũ của họ. Anh cho rằng hốt được lô hàng này là một vận may và anh không thể nào ném nó đi được, mặc dù phía chính quyền đã cử cả một binh đoàn đến đây chỉ để tìm lại số vũ khí ấy. Ông chú trong băng đảng lo lắng cho Thomas sẽ phải trả giá bởi quyết định liều lĩnh này, thế nhưng anh vẫn giữ quan điểm đến cùng giữ lại toàn bộ lô hàng đó. Người mà anh nhắm đến để thực hiện phi vụ này chính là Danny, anh chàng quân nhân bị ám ảnh nặng bởi trận chiến. Sau khi uống rượu say, anh trở nên mất bình tĩnh và có phần bị kích động, nhìn thấy tâm trạng của Danny không được tốt. Ông chủ cửa hàng cầm một con dao tiến đến nhằm đuổi anh ra khỏi nơi kiếm ăn của ông, để rồi khi Danny hốt hoảng đứng lên tự vệ và khiến ông ta đang xuất ra khỏi trái đất. Lô hàng được chất sẵn lên thuyền, vào rạng sáng hôm sau Thomas đưa Danny đến bến tàu và lạnh lùng ban cho anh một nhát súng. Thế nhưng hóa ra đây chỉ là kế ve sầu thoát xác nhằm lừa báo giới, hiện tại Danny vẫn còn sống và đang trên đường giúp Picky Blinders vận chuyển lô súng đến kho chứa thuốc lá lậu. Lúc này thanh tra Campbell đã và đang cài cắm gián điệp khắp nơi trong thành phố, bao gồm cả một cô gái phục vụ trong quán rượu mà anh em nhà Thomas thường xuyên lui tới. Ngay khi nhìn thấy cô ấy, Thomas đã có một ấn tượng sâu sắc đối với nhan sắc và giọng hát ngọt ngào đầy mê hoặc đó. Tuy nhiên tính đến thời điểm hiện tại, cả hai vẫn chưa có cơ hội tiếp cận đối phương. Rất nhanh sau đó, phía thanh tra Campbell nhận được lệnh rà soát khắp thành phố, cớm bắt đầu xuất quân lục soát khắp các tụ điểm và nơi ẩn nấp có liên quan đến nhà Picky Blinders. Báo hại cặp đôi Freddy và Ada đang chơi xếp hình thì nghe tiếng báo động. Cả hai lập tức cuốn gói nhanh chân bỏ trốn đến nhờ tá túc tại nhà người quen. Phía bên này thanh tra Campbell phải đối phó với Zippo, nào ngờ lúc tra khảo ông lại bị bà ấy cưỡng hôn đoạt cướp mất nụ hôn đầu đời. Nhóm Picky Blinders tụ tập lại một căn nhà cũ kỹ, xác định rằng họ sẽ phải tạm thời lánh nạn bởi gã thanh tra Campbell thật sự rất thông minh. Tuy nhiên Thomas không hề chịu thua kém, ngay trong đêm anh cho mời một nhà báo đến chứng kiến buổi đốt lửa trại của mình. Mục đích để anh ta ghi lại sự kiện diễn ra ngay tại đây,
rằng Thomas tháo hình Đức Vua xuống đốt cũng bởi vì không còn tin vào những gì chính quyền đang làm. Bọn cướp đã vào nhà làm hại và quấy rối vợ con họ, trong khi họ vừa trở về từ cửa tử để bảo vệ Tổ quốc chưa được bao lâu, và ngọn lửa này chính là một lời cảnh báo. Ngay khi tin tức vừa được lan truyền, Campbell lập tức nhận được cuộc gọi về việc hình của nhà vua bị đốt cháy. Mục đích của cuộc điều tra này là để tìm lại lô vũ khí. Nếu để chuyện này bại lộ, e rằng nhà vua sẽ không để ai được yên ổn. Giữa lúc này, dì Poon lại phát hiện Ada có vài điểm bất thường trên cơ thể. Bà dùng ngũ âm bạch cốt chảo kiểm tra hai quả đồi của cô, lập tức biết được cô ấy đang mang thai một sinh linh nhỏ bé trong bụng. Sau khi đưa cô ấy đến nhà bà mụ kiểm tra và có được thông tin chính xác, Ada sợ sẽ bị bắt bỏ đứa bé nên khăng khăng giấu nhẹm danh tính của người đàn ông kia. Tuy nhiên hiện tại anh ta đang ở đâu cô cũng không biết. Đúng thật, thằng anh thì đang căng rái lên chạy nạn. Lần này Thomas còn chơi lớn hơn với ý định gây chuyện với nhà họ Lee. Ngay cả ông chú cũng không còn đủ sức để răn đe đứa cháu này nữa rồi. Thomas cứ như một con ngựa hoang vừa được thả ra khỏi chuồng, mặc sức tất cả những trở ngại và chẳng sợ bất cứ điều gì. Hôm ấy Thomas dắt ngựa đi dạo phố, một âm thanh lớn đã khiến con bạch mã của anh hoảng hồn. Phía bên kia Gray chứng kiến khoảnh khắc Thomas thì thầm vào tai con ngựa. Chỉ trong chốc lát nó đã bình tĩnh trở lại. Cô tò mò đến bắt chuyện làm quen với anh, không ngờ anh cũng nhớ cô chính là người mà anh nhìn thấy trong quán rượu có giọng hát mê đắm lòng người. Trở về sòng cá cược, anh nghe được một tin động trời từ dì Paul. Ngay lúc đó anh đã đến nhà hát đuổi hết khán giả về chỉ để có không gian riêng nói chuyện với Ada. Thằng khứa đó là ai? Freddy, bạn học thân nhất từng cứu mạng anh đó. Đi mà chém anh ta chết đi. Thomas giận đến mức nói không nên lời. Hôm đó lại nghe nói con ngựa của anh đã thua ở trận đua thứ ba. Sau hai lần thắng của nó đã giúp băng đảng hốt được không ít tiền từ các tay cá cược. Tuy nhiên điều đó lại khiến dì Paul tức giận tột cùng. Bà ta sợ việc dàn xếp kết quả sẽ chọc giận đến Billy Kimber. Bà ta thị uy rằng mình là người đã điều hành tổ chức này suốt 5 năm anh đi vắng. Nhưng Thomas vẫn rất bình tĩnh đáp trả, bây giờ con đã về và việc cần giải quyết lúc này chính là bào thai trong bụng của Ada. Bà ta muốn hợp thức hóa cho cuộc tình giữa Ada và gã đàn ông đó, tuy nhiên Thomas lại chẳng bận tâm và nhiệt tình phản đối. Bởi anh cho rằng hắn chỉ đang nhắm đến tài sản và quyền lực của cái nhà này, và rồi một ngày nào đó mọi người sẽ phải công nhận những gì anh nói là đúng. Không ngờ hôm sau Thomas được thanh tra Campbell mời đến để hỏi về toa thuốc nhặt được tại phòng của Ada, trên đó có tên của Freddy và cô em gái anh. Gã Freddy vốn là một tên cộng sản nằm đầu tiên trong danh sách cần loại trừ của chính quyền. Thomas lường trước được điều đó nên dám khẳng định với ông ấy rằng Freddy sẽ không bao giờ quay lại thành phố nữa. Đồng thời đưa ra một lời thỏa thuận sẽ được tự do tung hoành làm những việc phi pháp mà trước giờ Peaky Blinders vẫn đang làm và không bị bất kỳ ai cản trở. Bởi anh đang nắm trong tay toàn bộ lô vũ khí, thứ mà ông tìm kiếm bấy lâu nay, Thomas không quên dặn thêm một câu. Anh đã dặn dò thuộc hạ nếu anh gặp bất trắc gì thì họ sẽ gửi toàn bộ lô hàng đến cho phe Cộng Hòa, khi đó mọi cố gắng của ông đều trở thành công cốc. Chẳng cần quá nhiều thời gian suy nghĩ, Campbell đã có câu trả lời ngay tại đó rằng ông sẽ không bắt tay cùng Thomas trong phi vụ này. Đêm đó ông bí mật gặp gián điệp của mình tại nhà hát, yêu cầu cô phải làm mọi cách tiếp cận Thomas và điều tra ra số vũ khí đang giấu ở đâu. Làm mọi cách ở đây của ông hàm ý bao gồm cả nghĩa đen lẫn bóng. Giờ cô đang thực hiện chiến dịch quân sự nhân danh nhà vua. Cũng không có khó khăn gì cho Gray bởi đây là điều mà cô được đào tạo để thực hiện. Nhận khẩu súng từ Campbell xong, Gray lập tức rời khỏi nhà hát. Giữa đêm mưa có một người đàn ông đến gõ cửa giục Thomas nhanh chóng đi theo hắn ta. Con bạch mã yêu dấu của anh đã mắc bệnh nặng, chẳng mấy chốc nó sẽ không sống nổi nữa. Những người ở đó nói rằng đây chính là lời nguyền mà nhà họ Lee đã gieo rắc lên gia tộc của anh. Để ngăn chặn tin đồn đó, anh cố nén nỗi đau tự tay tiễn bé bạch mã về miền cực lạc. Anh mang theo tâm sự đến quán rượu tìm Gray, yêu cầu cô ấy hát tặng một bài. Theo tâm trạng, Thomas yêu cầu một bài hát buồn và Gray vui vẻ thực hiện. Giây phút cô ấy ngân nga từng câu hát, Thomas chăm chú lắng nghe và bất chợt rơi nước mắt từ bao giờ. Rạng sáng hôm sau, Freddy quay về theo lời yêu cầu của Thomas, thậm chí anh còn được phép dẫn Ada rời khỏi nơi này. Anh quỳ xuống cầu hôn cô ấy một cách đầy trân trọng. Ada vui vẻ xách hành lý chuẩn bị lên tàu, tuy nhiên Freddy lại đột nhiên đổi ý. Khi con tàu rời khỏi bến, anh nói rằng cả hai sẽ tiếp tục sinh sống ở đây và cùng làm đám cưới. Từ giờ anh sẽ không sợ Thomas nữa. Giữa lúc quán rượu của Thomas đang hoạt động sôi nổi, Billy Kimber đưa thuộc hạ đến nổ súng làm loạn mục đích chỉ để gặp được Thomas. Ngay khi nghe thấy tiếng súng, Thomas nhanh chóng yêu cầu mọi người rời khỏi quán và trực tiếp chiêu đãi Billy Kimber. Ông ta tức giận vì Thomas đã cho dàn xếp kết quả trước khi Billy kịp rời đi. Thomas đã ném cho ông một viên đạn có khắc tên anh, nhưng nó lại thuộc quyền sở hữu của nhà họ Lee, một băng đảng đến từ Trung Quốc và cũng là phe đối thủ của ông. Thật tốt nếu ông đồng ý bắt tay cùng nhà Peaky Blinders để dẹp gọn nhà họ Lee, bởi cả hai giờ đã có chung một kẻ thù. Cuộc đàm phán có vẻ thành công tốt đẹp, mặc dù trước khi rời khỏi đó, Billy đã sỉ nhục Thomas là bọn di gan. Nhưng anh vẫn nhịn nhục để kế hoạch sớm đi vào quỹ đạo, mãi một lúc Arthur mới nhận ra,
Đây cũng chính là lý do Thomas gây hấn với nhà họ Lee. Từ lúc Ray tiếp cận được với Thomas, trở thành nhân viên phục vụ tại quán rượu anh làm chủ, cô bắt đầu nghe ngóng mọi thứ thông tin liên quan đến anh và nhóm Peaky Blinders. Trong một lần tình cờ, cô đã nghe được có 3 gã đàn ông từ băng đảng khác đến hỏi mua lô súng từ Thomas. Giờ đây tin tức này không còn là bí mật nữa, hầu như băng đảng nào cũng đều nghĩ rằng lô súng đó là do nhóm Peaky Blinders cướp về. Thế nên họ đồng ý trả một khoản rất hậu hĩnh để sở hữu được chúng. Tuy nhiên Thomas vẫn giả điên rằng mình không biết gì cũng như không liên quan đến vụ súng ống. Sau buổi tiếp khách đó, Ray nhận được một ít tiền từ Thomas. Anh muốn cô sắm một bộ trang phục thật đẹp để giới thiệu cô cho ngài Billy. Trên đường đi, Ray bí mật theo dõi những vị khách đặc biệt của Thomas. Một con hẻm nhỏ, cô bất ngờ đến bị gã còn lại tấn công. Trước khi hắn ra tay thì cô đã kịp dùng khẩu súng tự vệ. Trong khi đó, Thomas và dì Paul lại xảy ra xung đột vì việc của Ada. Dì Paul không muốn đứa bé sinh ra không có cha bên cạnh. Cũng như việc Ada một mình nuôi con là điều khá tồi tệ, thế nhưng Thomas vẫn giữ quan điểm yêu cầu phải sớm xử lý Freddy vì anh đã thỏa thuận với thanh tra Campbell. Dùng Freddy làm con mồi để đổi chác một món lợi khác cho băng đảng, nếu dì Paul không giải quyết được việc này buộc lòng anh sẽ tự ra tay. 36 kế chạy là thượng sách, dì Paul gom một ít tiền đưa cho Freddy và Ada, đồng thời mua sẵn vé tàu để cả hai đến Mỹ sinh sống. Ada thật sự rất thích kế hoạch này. Cô thậm chí diện sẵn bộ lễ phục cô dâu và chuẩn bị xong hành lý, chỉ đợi Freddy gật đầu nữa thôi là được. Freddy khá bất ngờ vì anh chưa thể từ bỏ được tham vọng của mình. Trước mặt họ, Freddy xin được suy nghĩ thêm một đêm, tuy nhiên sau lưng thì anh tiếp tục đứng lên kích động nhóm công nhân đình công nhằm chống đối chế độ. Kể từ khi trở về đến giờ, Thomas đã làm không biết bao nhiêu chuyện khiến gia đình bất mãn, từ dì Paul cho đến Arthur đều không hài lòng với anh. Tuy nhiên anh vẫn muốn khẳng định vị trí độc tôn của mình, đã đến lúc mọi người phải nghỉ ngơi. Câu nói đó mang hàm ý đừng nên xen vào việc mà anh đã quyết. Thomas một mình vừa đối nội lại phải đối ngoại, Campbell phàn nàn về những cuộc biểu tình gần đây của Freddy. Do đó, Thomas được thông báo rằng thỏa thuận có chút thay đổi, giao nộp Freddy để đổi lại sự tự do cho em gái anh Ada. Hôm ấy, Thomas hẹn Freddy đến bờ sông để thương lượng. Hắn xuất hiện với một khẩu súng chĩa về phía anh và ném trả toàn bộ số tiền. Hắn chắc chắn sẽ không rời khỏi đây. Thomas bất chợt đá văng khẩu súng trên tay Freddy, động tác nhanh như tên bắn lập tức rút súng ra. Hai khẩu súng đối đầu nhau không ai chịu nhượng bộ. Tuy nhiên, Freddy đang có Ada và đứa con làm bia đỡ. Thomas dù tàn ác cỡ nào lương tâm cũng không muốn em gái mình bị tổn thương, chỉ trách lòng trắc ẩn của dì Paul không đặt đúng nơi đúng chỗ, kêu mang Freddy để rồi vô tình đẩy Ada vào tình thế nguy hiểm. Thomas dù chịu đủ áp lực và rắc rối nhưng gương mặt vẫn không có chút biến động, chỉ khi buông lỏng cơ thể chìm vào giấc ngủ, cơn ác mộng mới thật sự hiện về. Hôm sau, Thomas tiến hành kế hoạch cùng Gray đến trường đua, nơi cá cược dành cho những nhà quý tộc giàu có đến đốt tiền. Địa điểm này chưa từng mất đi sự náo nhiệt. Lợi dụng lúc nhạc nổi lên, Thomas mời Gray ra sàn khiêu vũ nhằm phô diễn sự quyến rũ của cô. Quả nhiên, chiếc đầm đỏ đã khiến Gray nổi bật giữa đám đông, từ đó thu hút kích thích sự tà dâm của Billy khiến hắn nhìn cô không rời mắt. Lúc này, Arthur dẫn theo thuộc hạ đến đột kích vào nhà vệ sinh, đánh tên tay sai nhà họ Lee tơi bời hoa lá, còn cướp đi toàn bộ số tiền đặt cược của trận đua. Sau khi kế hoạch thành công, Thomas đề xuất với Billy rằng nhà họ Lee không còn phù hợp làm bảo kê của trường đua nữa. Vì vậy, từ giờ anh muốn đưa người của mình vào đây làm bảo kê với hình thức ăn chia lợi nhuận. Billy không quan tâm đến những gì Thomas nói mà chỉ tập trung vào vẻ đẹp của Gray. Ông giao việc đàm phán lại cho cố vấn rồi đến mời người đẹp khiêu vũ. Lần này trực tiếp đối diện với cô ấy, từng đường nét trên gương mặt đều rất hài hòa, thêm mùi thơm cơ thể và bộ đầm quyến rũ càng mê đắm lòng người. Billy không kìm lòng được chỉ hỏi qua loa về phi vụ làm ăn rồi đề cập với Thomas vấn đề ăn tối cùng Gray. Địa điểm sẽ là tại nhà riêng của ông ấy. Nhìn ánh mắt dâm tà của ông ta, Thomas thừa biết ông ta đang muốn biến Gray thành bữa tối. Thế nên anh đã cho Gray thêm tiền để cô vui vẻ thực hiện điều đó. Nếu muốn gia nhập vào tổ chức, cô phải chịu hy sinh. Đối với Gray mà nói thì cô đúng là một con chốt thí cho cả Campbell và Thomas. Không còn cách nào khác, cô đành miễn cưỡng chấp nhận mệnh lệnh. Vừa đến nơi, Billy đã sổ sàng ôm chầm lấy cô. Gray vì nhiệm vụ nên cũng chỉ có thể viện cớ chống cự. Đang hồi gây cấn thì Thomas bất chợt xông vào. Anh trình bày với Billy rằng mặc dù rất ham tiền nhưng lương tâm không cho phép anh làm điều này. Thực chất Gray đang mắc bệnh giang mai, một căn bệnh đặc sản của ngành gái điếm. Đúng thật là cay khi miếng thịt sắp đưa vào mồm lại bị tát một phát rơi xuống. Nghe xong, Billy có vẻ hơi ớn, đành để Thomas đưa Gray rời đi. Trở về, anh đột ngột nghe dì Paul thông báo thằng John lại sắp kết hôn với một ả điếm. Mỗi lần bà dì này báo tin gì thì đúng rằng méo bao giờ có tin tốt. Đang chưa biết xử lý thế nào thì có người hớt hải đến báo họ vừa bị nhà Lee tấn công. Chúng đã cướp mất 4 hộp tiền và phá nát mọi thứ. Chỉ để lại duy nhất một chiếc kìm cắt dây. Mọi người sợ đái ra máu, không ai dám động đậy vì đây chính là lời nhắn của chúng. Kìm cắt dây cho kíp nổ.
Trực giác đột nhiên mách bảo Thomas rằng anh mới đúng là mục tiêu của chúng. Thomas vội chạy ra bãi giữ xe thì phát hiện thằng nhóc Finn, con của dì Paul, đang ngồi trên nó. Anh yêu cầu thằng bé nhanh chóng nhảy ra ngoài. Ngay khi kíp nổ được kích hoạt, Thomas đã kịp thời ném nó ra ngoài. Cũng may không có người bị thiệt hại. Nhà họ Lee đã có ý trả thù, vậy nên Thomas cũng phải tìm cách xoay sở. Nhờ vào mối quan hệ của mình, anh gặp quý bà nhà họ Lee trao đổi một ý tưởng và lấy về được thông tin của một tên trùm khét tiếng Stanley. Anh đã mang thông tin đó đến gặp thanh tra Campbell nhằm thế chỗ cho Freddy. Được biết Stanley là người giữ tiền trợ cấp cho Đảng Cộng sản thuộc quyền chính phủ Nga. Sức ảnh hưởng của hắn còn quan trọng hơn cả Freddy. Chỉ cần ông đồng ý tha cho Freddy và Ada, ông sẽ có được Stanley. Campbell đồng ý với thỏa thuận này, nhưng ông lại dọa Thomas rằng nếu không nhanh chóng tìm được lô súng, ông có thể bị đuổi và đó là lỗi của anh. Với một người thù dai như ông ta thì ngày cuối cùng tại nhiệm ông sẽ tìm đủ mọi cách để trả thù lên anh và cả gia đình. Từ đứa bé trong bụng cho đến bà dì Paul, còn thằng bé Finn sẽ phải chịu cảnh tù đầy khổ sai, để nó sống mà không bằng chết. Thomas chưa từng biết ngán ai, nhưng lần này anh thật sự cảm thấy bất an đối với Campbell. Ông ấy đúng là một tên cáo giả mưu mô xảo quyệt. Nhờ có thông tin chỉ điểm từ Thomas, thuộc hạ của Campbell đã thành công bắt được Stanley và toàn bộ bằng chứng của hắn, mặc dù ông đã hứa sẽ tha cho Freddy. Thế nhưng ông vẫn yêu cầu thuộc hạ truy tìm Freddy đến cùng, làm cảnh sát tuyệt đối không thể nhân nhượng với tội phạm. Stanley bị tra khảo thương tích đầy người nhưng không chịu hé lấy nửa câu. Đến độ bị chấn thương não dẫn đến động kinh, Campbell chỉ đạo thuộc hạ viết báo cáo đổ thừa cho hắn té cầu thang nhằm che đậy sự man rợ trong việc dụng hình ép cung. Lúc này Freddy và Ada đang trốn chui trốn nhủi tại một căn hầm tồi tàn cũ kỹ, thời gian cứ thế trôi đi, đứa bé trong bụng cũng ngày một lớn. Dì Paul và Ada thay phiên nhau khuyên nhủ Freddy hãy rời khỏi đây, nhưng cuối cùng hắn vẫn nhất mực muốn ở lại. Một hôm Thomas mời Gray đến nhà thờ và vạch tẩy mánh nói dối của cô ấy, không một cô gái công giáo nào vào nhà thờ mà không làm dấu thánh. Gray cố biện minh việc che giấu thân phận chỉ để dễ hòa nhập với môi trường mới, không ngờ Thomas lại tin vào điều này và cho cô ấy một cơ hội trở thành người thân cận bên cạnh anh. Từ giờ cô được thăng chức lên làm thư ký của tổ chức Peaky Blinders, tức cảnh sinh tình cả hai còn trao nhau nụ hôn kiểu Pháp lãng mạn. Sau khi giải quyết Gray, anh đến tìm cô gái điếm mà John chết mệt muốn cưới làm vợ, anh đưa cho cô một số tiền xem như quà cưới. Đổi lại yêu cầu cô phục vụ anh lần cuối cùng, trong suốt 2 năm qua anh là khách hàng thân thiết của cô. Do đó không lý nào cô có thể từ chối số tiền lớn như vậy, đối với anh mà nói bất cứ vật gì còn có thể mua bằng tiền thì thứ đó rất rẻ. Và anh sẽ không ngại tiết lộ thỏa thuận giữa hai người cho John biết, còn việc cậu ấy có quyết định cưới cô nữa hay không lại là chuyện khác. Nhân lúc John đang trang hoàng lại cỗ xe cưới, anh nhận được tin báo từ Thomas về vị hôn thê của mình. Ngoài mặt John vẫn tỏ ra ổn nhưng sâu bên trong lại là nước mắt, cuối cùng không thể vượt qua được sự thật. John tìm đến thuốc phiện để giải sầu, anh thừa nhận Thomas đã nhận xét đúng về cô ấy. Một vài chị em làm chung với vị hôn thê của John đã tiết lộ cô ấy vẫn đang qua lại cùng vài tên quan chức cấp cao để đổi lấy sự bình yên. Điếm thì cuối cùng vẫn là điếm. Nhân lúc này Thomas dụ John ra ngoài và cài lên áo anh một bông hoa trắng. Đây sẽ là tin vui cho tất cả mọi người và kết thúc được sự đau khổ của John. Hóa ra Thomas đã thay mặt John đồng ý đính hôn với con gái nhà họ Lee. Biết được việc này John vô cùng bức xúc. Thomas dọa nhà họ Lee không phải dạng vừa. Việc John từ chối hôn ước sẽ khiến họ mất mặt. Từ đó một trận chiến kinh hoàng sẽ xảy ra. Từ giờ phút này chiến tranh hay hòa bình đều tùy thuộc vào sự quyết định của John. Chỉ cần đồng ý kết hôn hai gia đình sẽ liên kết mãi mãi. John còn quá non nớt để chống lại sự áp đặt của Thomas, do đó anh đành miễn cưỡng chấp nhận trở thành con cờ trong kế hoạch củng cố quyền lực. Ngay khi đưa John đến ra mắt với quý bà nhà họ Lee, bà ta đã gật gù hài lòng với chàng rể tương lai này. Đậu phộng, không lẽ Thomas ác đến nỗi bắt John lái máy bay bà già? Tối đó họ lập tức tiến hành tổ chức hôn lễ. Cô dâu xuất hiện diện trên người bộ lễ phục màu trắng tinh khôi. Lúc tháo khăn vôn ra, John thở phào hú hồn chim én. Nhìn nhan sắc này ít ra Thomas cũng chưa đến nỗi tán tận lương tâm. Đêm đó pháo hoa bắn sáng một góc trời, gia tộc họ Lee và tổ chức Peaky Blinders giờ đã trở thành người một nhà. Sự liên kết này sẽ giúp Thomas thuận lợi hơn trong các kế hoạch sắp tới, ai nấy cũng đều vui mừng cho họ. Ada uống rất nhiều rượu nên không kiểm soát được cảm xúc. Cô ca hát nhảy múa tưng bừng đến độ bể ối suýt lọt con ra ngoài, buổi tiệc tàn sớm hơn dự định để tập trung nhân lực đưa Ada về nhà. Thomas thông báo với dì Paul rằng kế hoạch đã thành công, hiện tại Freddy đã được an toàn. Dì Paul hớn hở thông báo gọi Freddy đến bên cạnh lúc Ada chuyển dạ. Sau hồi dặn 7769 lần thì đứa bé cũng ra đời một cách khỏe mạnh, pha vượt cạn thành công mỹ mãn khi hai mẹ con đều bình an vô sự, lại có cả thằng bố kế bên. Đúng lúc gia đình họ đoàn tụ trong niềm hạnh phúc thì cảnh sát đập cửa xông vào. Ada bất lực nhìn Freddy bị bắt đi, suýt tí thì lên cơn sản hậu. Dì Paul bức xúc đến tính sổ với Thomas và cho rằng anh là một thằng bỉ ổi khốn nạn vì hám danh mà lợi dụng cả em gái và cháu ruột. Mặt Thomas nghệch ra vài giây, thật sự không hiểu chuyện gì.
cho đến khi anh ngầm hiểu ra gã thanh tra Campbell đã phản bội lại lời hứa. Hôm ấy vô tình Arthur gặp lại bố tại một sàn đấu và 10 năm trước ông ấy đã bỏ đi. Vậy mà nay lại xuất hiện tại thành phố này, hai bố con không hẹn mà gặp trong lòng có biết bao điều để nói. Arthur vui mừng khôn xiết đưa ông về đoàn tụ cùng gia đình, thế nhưng Thomas vừa nhìn thấy ông ta đã lập tức bảo ông cút ra khỏi căn nhà này. Cũng hiểu được rằng một người bố bỏ lại các con và gia đình mình suốt 10 năm thật sự không đủ tư cách để được chúng đón nhận. Nhưng liệu hành động của Thomas có cực đoan quá hay không? Mặc kệ ai có nói gì thì đối với Thomas ông ta vẫn là một gã khốn ích kỷ, nếu Arthur muốn thì cứ việc đi theo ông ấy. Một lúc sau Arthur đến quán rượu kiểm tra sổ sách thì nghe Gray hỏi về một lá thư, người gửi đến có tên là Danny, chẳng phải gã đó đã bị Thomas bắn chết rồi sao? Còn xây cả huyệt mộ đàng hoàng nữa cơ mà, Arthur nói rằng cái chết của Danny chỉ để làm vừa lòng các băng đảng khác, cô buộc miệng hỏi vậy dưới mộ Danny chôn những gì? Cảm thấy Gray khá nhiều chuyện nên Arthur đã cảnh cáo cô, đừng nên hỏi quá nhiều, nhất là những việc không liên quan đến mình. Arthur từ lâu vốn đã bất mãn với Thomas, anh bàn công việc cùng bố, chúng ta sẽ tìm được cả một gia tài trong phi vụ này. Tiền bạc trên toàn thế giới đều sẽ đổ về gia đình chúng ta. Nghe đến đây Arthur thật sự quá sung sướng vì cho rằng đây là một cơ hội ngàn năm có một. Tuy nhiên bố đề nghị cậu hãy hỏi ý Thomas trước khi quyết định, điều này khiến Arthur phát ngấy lên được. Thomas không phải là người duy nhất trong nhà có óc kinh doanh. Do đó anh sẽ tự ý chịu trách nhiệm cho việc này. Tiền của anh cũng sẽ là tiền của cả dòng tộc. Hai bố con uống rượu mừng chán chê rồi lôi nhau lên võ đài đánh đấm túi bụi. Đây là cách ông ta thể hiện tình yêu và niềm tự hào đối với con trai mình. Được bố quan tâm nên Arthur cũng để mặc cho ông ấy đánh không một chút phản kháng. Lần này lại có người đến hỏi Thomas về lô súng. Hắn là chỉ huy lữ đoàn IRA phía Nam Akma, có thể nói nôm na là một trong số những tên cộng sản rất có giá trị trong danh sách truy nã. Thực chất mục đích của hắn ta là muốn trả thù việc em trai của hắn bị bắn chết. Để trục lỗi hắn yêu cầu Thomas phải giao toàn bộ số vũ khí đó ra. Thomas cũng thừa nhận rằng chúng đang là gánh nặng của anh, do đó anh đã đồng ý giải quyết gánh nặng này nhanh nhất có thể bằng cách mang tin tức đến báo cho Campbell. Việc bắt được hắn sẽ giúp ông có thêm chiếc huân chương danh dự, đổi lại ông không được tiết lộ anh là người chỉ điểm. Đây sẽ là phi vụ hợp tác hòa thuận giữa tội phạm và cớm. Nhân lúc còn hòa thuận, Thomas đã hỏi Campbell rằng ai đã tiết lộ cho ông thông tin về Freddy. Ông thản nhiên đáp người đó chính là cậu. Anh trở về quán rượu với vẻ mặt vô cùng khẩn trương. Hết lấy súng ra nạp đạn lại dặn dò Gray cẩn thận. Hóa ra chỉ vài phút nữa hai tên lính IRA sẽ đến đây lấy mạng anh. Khi ấy anh sẽ ngồi im đợi và Gray chỉ việc ngăn hắn lại, dùng súng chĩa vào chúng chứ đừng nên bắn và đợi cảnh sát xuất hiện. Quả nhiên những gì anh đoán đã diễn ra, hai tên lính đến quán rượu gặp Thomas. Sau khi nhận được thứ chúng muốn, chúng lập tức rút súng ra, Gray nấp bên trong đợi hiệu lệnh từ Thomas. Bất ngờ xông ra bắn chết một tên lính không kịp ngáp, tên còn lại may mắn thoát chết. Hắn vật lộn cùng Thomas trên sàn nhà, anh bị hắn ta bịt mặt lại suýt thì đã chết ngạt. Quá khứ hiện về khiến anh không tài nào quên được, tình hình lúc ở chiến trận cũng không khác gì hiện tại. Anh cố gắng chống cự thoát ra được rồi dùng chiếc bình cổ đập nát mặt hắn ta. Sau khi mọi thứ kết thúc thì cảnh sát mới vào, đáng ra họ phải đến ngay khi cuộc giao dịch vừa kết thúc. Nếu hôm nay không có Gray có lẽ người nằm đó sẽ là anh. Và cái ôm giữa hai người đã khiến Gray thay đổi suy nghĩ, cô cũng không lý giải được vì sao lúc đó lại đột nhiên nổ súng. Chỉ biết là từ giờ phút đó sự thù hận trong cô đã hoàn toàn biến mất, cô không còn muốn trả thù cho cha, cũng không muốn làm gián điệp cho Campbell nữa. Ngày tiếp theo cô đến gặp cấp trên và nói với ông rằng khi tìm được chỗ vũ khí kia, cô sẽ xin từ chức và lấy lại sự tự do. Tuy nhiên cô muốn Campbell phải hứa sẽ không làm hại đến Thomas. Đây là chút lòng thương cảm còn sót lại bởi anh ấy đối xử với cô rất tử tế, không còn cách nào khác Campbell đành miễn cưỡng đồng ý với Gray. Thỏa thuận xong cô đã tiết lộ cho ông biết lô súng hiện đang được giấu dưới huyệt mộ của gã Danny. Bởi trước đó khi bị Arthur cảnh cáo cô đã tò mò đến đó điều tra. Vì vậy đây là tin hoàn toàn chính xác. Canh lúc nửa đêm lực lượng cảnh sát lập tức tiến hành việc đào mộ và thu hoạch được kết quả như mong muốn. Và đó cũng là lúc cô được phép rời khỏi nhiệm vụ. Tuy nhiên Campbell lại nhân cơ hội này tặng cô chiếc nhẫn cầu hôn. Đây là điều mà ông muốn làm bao lâu nay. Chỉ cần cô gật đầu đồng ý thì mọi chuyện còn lại ông sẽ giải quyết. Nhìn thái độ do dự của Gray, ông thừa biết cô đã phải lòng tên Thomas kia. Vậy là Campbell đã bị Thomas cướp mất cơ hội gặm cỏ non. Cùng lúc đó Arthur phát hiện bố đã ôm tiền bỏ trốn, đó là số tiền anh đưa cho ông ấy để đầu tư mua Vietlott. Báo ơi là báo, à không, bố ơi là bố. Arthur vô cùng đau lòng nhưng không thể làm gì khác, thậm chí có solo cũng không đánh lại ông ấy. Chưa bao giờ anh cảm thấy bản thân mình tồi tệ và thảm hại đến thế. Nhìn bộ dạng của anh, dì Paul cũng đoán được việc gì đã xảy ra, tuy nhiên bà sẽ không nói cho Thomas biết mà để anh tự thú tội. Hôm ấy Thomas cùng Finn đến ngôi mộ thì mới biết lô súng đã bị kẻ nào đào mất. Dự cảm có điểm chẳng lành sắp xảy ra, Thomas dặn dò Finn phải thật cẩn thận và tự chăm sóc mình. Vì anh phải tạm đi xa một thời gian, phía bên này Campbell tuyên bố trước thuộc hạ,
quyết tâm thực thi công lý quét sạch thành phố này và khiến dòng họ nhà Thomas phải trả giá. Thomas trở về nói cho Gray biết ý định bỏ trốn, tuy nhiên phía cảnh sát lại đến sớm hơn dự định, có vẻ họ đang rất khao khát bắt được anh. Gray lập tức đưa anh theo đến một nơi bí mật mà cảnh sát sẽ không truy lùng ra được. Bên ngoài, cảnh sát đang không ngừng càn quét khắp các hang cùng ngõ hẹp. Tuy nhiên khi biết Thomas đã đi cùng một cô gái, Campbell đoán ra rằng cô gái ấy chính là Gray và lập tức hạ lệnh hủy nhiệm vụ. Thomas có nằm mơ cũng không ngờ, tại đây anh được chủ nhà tiếp đãi tận tình, còn được nướng khoai tận giường. Sau khoảnh khắc đó, trái tim anh đã chấp nhận sự xuất hiện của Gray trong cuộc đời. Và anh mong rằng từ nay cô sẽ bên cạnh giúp đỡ anh về mọi mặt. Trong khi hai người đang vào ba ra bảy thì phía bên này, Arthur mượn rượu giải sầu đến mất đi lý trí. Anh chọn cách treo cổ Quyên Sinh nhưng sợi dây lại đứt thật đúng lúc. Ăn ở sao mà đến lúc tự vẫn còn bị thần chết chê, chắc phải kiếm gương soi rồi tự kiểm điểm lại bản thân mới được. Campbell đã hoàn thành nhiệm vụ, đáng lý ra ông sẽ rời khỏi thành phố này. Tuy nhiên trước khi đi ông phải dọn dẹp sạch sẽ đống cặn bã nhà Peaky Blinders đã. Hôm ấy anh đến tìm một cô gái bán hoa để xả xui, trong lúc không kìm chế được nỗi nhục mà Gray mang lại, ông đã trút hết sự hận thù lên cô gái ấy. Khi Thomas biết chuyện xảy ra giữa bố và Arthur, anh không những không trách Arthur, trái lại còn động viên anh trai rằng đây là việc làm ăn của cả ba anh em, lợi nhuận sẽ được chia đều làm ba. Thế nên anh cũng là một cổ đông, và dù có chuyện gì chúng ta vẫn mãi là một gia đình. Nghe xong, Arthur lập tức hừng hực lại ý chí, nguyện sẽ không báo đời nữa và nghe theo mọi quyết định từ Thomas. Thật mệt mỏi khi chuyện trong hay ngoài đều phải đến tay mình, thế nhưng Thomas lại cảm thấy đó là một niềm hạnh phúc, anh cho tập hợp tất cả mọi người lại. Cả John đang trả bài cho vợ cũng bị gọi đi, vì chưa đủ thời gian nên John xin thêm vài phút nữa, trong lúc chờ đợi Thomas đưa thuộc hạ đến nhà chứa dạo một vòng. Nghe nhân viên ở đó nói có chuyện vui, anh đã bỏ một khoản tiền ra để mua lại tin tức, không ngờ thanh tra Campbell nổi tiếng liêm chính quyết tâm làm sạch thành phố mà lại đến nhà chứa chơi gái. Campbell mặc xác lời nói của Thomas, ông hỏi anh có biết vì sao ông tìm ra lô súng chưa, anh cho rằng ông chỉ ăn may được một lần mà thôi. Câu nói đó khiến Campbell tin rằng Gray vẫn chưa bị lộ thân phận và vẫn an toàn. Trước khi đi ông chỉ để lại cho Thomas một câu, rồi có ngày anh sẽ cô đơn và tan vỡ trái tim. Campbell trở về báo cáo với cấp trên và nhận được lời khen ngợi, tuy nhiên trong hồ sơ vụ án còn vài điểm chưa sáng tỏ. Chẳng phải ông từng nhắc đến một đặc vụ nữ bí mật tham gia vào vụ án hay sao, nếu vậy cô ấy cần xuất hiện trong bảng báo cáo chi tiết. Hơn nữa chẳng lẽ ông định để băng đảng Peaky Blinders tự do? Câu hỏi của cấp trên tuy ngắn gọn nhưng lại mang đầy hàm ý. Campbell biết rằng bản thân không còn đường lui, giờ đây ông phải tự tìm đường cứu lấy chính mình. Thomas thông báo công ty hiện giờ đã được gia nhập Liên Hợp Quốc gia, nhờ sự hy sinh của John mà hai nhà Lee và Selby hợp tác với nhau rất hòa thuận. Đây là lúc thể hiện sức mạnh của sự đoàn kết. Cùng hợp lực triệt hạ băng đảng của Billy Kimber và chỉ để lại nhà cái, từ đó tuyên bố khắp London rằng nhà Selby muốn việc làm ăn hợp pháp hoạt động yên bình. Sau khi tuyên bố lý do của cuộc họp, mọi người chào đón thành viên mới chào đời là con trai của Ada. Cô giờ đã tha thứ cho Thomas bởi anh đã hứa với cô một việc vô cùng ý nghĩa. Hóa ra anh đã đặc biệt cài cắm người vào nhà giam. Trong lúc áp giải Freddy đến nhà tù quốc gia, gián điệp đã cởi trói cho Freddy dễ dàng chạy thoát. Đến địa điểm được định sẵn, Danny dẫn theo người đến đột kích xe chở tù nhân và thành công giúp Freddy đào tẩu. Gia đình chưa kịp sum họp thì có người thông báo rằng Billy đang trên đường đến đây. Ngay cả Thomas cũng không hiểu được vì sao nơi bí mật của tổ chức lại dễ bị phát hiện như vậy, và chính dì Paul là người đã cho anh biết được lý do. Đơn giản là sướng con này thì mù con kia, anh vốn rất thông minh và sáng suốt, nhưng từ khi dính đến chuyện tình yêu với cô hầu bàn kia thì dần như trở nên mù quáng hẳn đi. Biết cháu trai đã phải lòng cô ấy, dì Paul đích thân đến quán rượu vạch mặt Gray, bà có châm cài tóc làm vũ khí thì cô cũng có súng. Nhìn thấy dì lưỡng lự, Gray quyết định ném súng đi và đề nghị được đánh tay đôi. Tuy nhiên sau đó bà lại đổi ý muốn ngồi xuống uống rượu như những quý cô lịch lãm. Qua đó, Gray thừa nhận cô đối với Thomas là thật lòng, tuy nhiên qua những gì cô làm thật khó chấp nhận. Bà sẽ không bao giờ tha thứ hay cho phép cô gia nhập tổ chức nữa, nội trong ngày mai cô phải biến khỏi thành phố, nếu không bà sẽ có cách khiến cô biến mất khỏi vũ trụ. Lúc bấy giờ Thomas thật sự khẩn trương hơn bao giờ hết, anh yêu cầu mọi người chuẩn bị vũ khí chỉ trong thời gian 10 phút. Đây sẽ là trận chiến đích thực giữa nhà Selby và Billy Kimber. Trong 10 phút đó, Thomas ngồi xuống hút điếu thuốc lấy lại bình tĩnh và nhớ đến lúc ở cùng Gray. Cho đến khi có thông báo băng đảng Billy đã đến, anh lập tức đứng lên dẫn đầu tổ chức Peaky Blinders, xem như kế hoạch liên minh cùng nhà họ Lee đã không kịp triển khai. Phía bên kia, Billy đằng đằng sát khí đưa đến một đội quân đông hơn gấp rưỡi, thế nhưng anh em nhà Thomas vẫn không hề sợ hãi, chỉ cần chỉ huy ra lệnh họ sẵn sàng chôn xác cạnh nhau. Campbell được thông báo rằng hai băng đảng sắp tàn sát lẫn nhau, nhưng ông lại chọn cách làm ngơ để họ tự sinh tự diệt, vì ông biết Thomas đã lén giấu một khẩu súng máy hạng trung trong lô vũ khí. Và có vẻ như ông chính là người đã kích động hai bên giao chiến. Phía bên kia, Freddy cầm khẩu súng máy đứng đầu bên cạnh Thomas.
Bất thình lình Ada đẩy chiếc nôi mang theo đứa trẻ đến chắn ngang giữa hai bên. Cô đã mặc sẵn đồ đen để chuẩn bị chịu tang cho chồng. Hình ảnh này sẽ giúp thuộc hạ của Billy suy nghĩ lại, họ cũng có người nhà chờ đợi họ quay về, và nếu nổ súng thì ai sẽ là người mặc bộ đồ chịu tang này cho họ. Đúng là người nhà Shelby thì đều có những sự điên không tưởng, cô ấy dám dùng tính mạng của mình và con ra để đánh cược. Nhưng tên Billy vốn không có nhân tính, hắn bất ngờ nổ hai phát súng liên tục về phía băng đảng đối thủ, ngay lập tức có hai thuộc hạ của Thomas bị thương. Thời khắc này mọi người vô cùng hoảng loạn và lo lắng cho sự an nguy của mẹ con Ada, phần chưa được Thomas ra lệnh nên không ai biết phải giải quyết thế nào. Rất nhanh sau đó Thomas đã lấy lại bình tĩnh, giương súng lên bắn một phát xuyên trán Billy, nhìn thủ lĩnh của mình ngã xuống, thuộc hạ của Billy toàn bộ đều đứng đơ người. Thomas đồng ý tha mạng cho họ, thế là hết mọi người đều có thể về đoàn tụ với gia đình. Sự bình tĩnh và gương mặt không chút biến động của Thomas thật đáng sợ. Trong số hai người bị trúng đạn trong cuộc chiến có một người đã không qua khỏi, và người đó lại chính là anh chàng Danny. Bây giờ Danny đã được sử dụng cái huyệt mà mọi người đào cho anh, người còn lại được các anh em khác hỗ trợ gắp đạn và dùng rượu sát trùng vết thương, xem như đã tai qua nạn khỏi. Campbell nghe thuộc hạ báo cáo rằng phe Peaky Blinders giành được chiến thắng, hơn nữa chúng còn cài cắm người để giúp Freddy vượt ngục, ông không kìm chế được sự sỉ nhục này. Tối đó khi Gray đang trên đường ra bến xe chuẩn bị rời đi, Campbell bất ngờ xuất hiện dùng một khẩu súng chĩa về phía cô, cuối cùng thì ông cũng đã chọn được đường đi cho mình. Thế nhưng sự thật lại khá đau lòng, Gray giấu khẩu súng trong chiếc cặp hướng về phía Campbell. Một tiếng nổ vang lên, thanh tra Campbell lập tức ngã xuống, Gray không mảy may gì đến ông ta lập tức quay đầu bỏ chạy. Cuộc sống này người không vì mình trời chu đất diệt, có lẽ thanh tra Campbell cũng đã rút ra được một bài học cho mình, hy vọng mọi thứ vẫn còn kịp. Hai năm sau, một cơn đại dịch vừa quét qua thành phố khiến nơi đây không còn hoa lệ như trước đây, và cũng trong đợt dịch bệnh đó Freddy đã ra đi mãi mãi. Chiếc áo tang ở phần 1 đã được Ada sử dụng, bên cạnh đó có hai kẻ lạ mặt nào đó đã phóng hỏa quán rượu của Thomas, hiện tại mà nói băng đảng Peaky Blinders đang ăn nên làm ra. Nhưng cũng vì đó mà họ có kẻ thù khắp mọi nơi, nhất là sau vụ Thomas nổ súng bắn hạ vua của nhà cái Billy Kimber. Do chỉ muốn yên ổn làm ăn, anh quyết định đến gặp hai người Ireland bàn về hiệp ước hòa bình, trong tay anh đang nắm giữ thông tin người thân của họ. Cũng đến lại ông thần đi cầu hòa mà dùng lời đe dọa để thương lượng, tuy nhiên Thomas chưa bao giờ phải hối hận với những quyết định của mình. Bởi anh biết rằng nếu thuộc hạ không thấy anh quay về, không biết họ sẽ làm gì với người thân của hai gã Ireland ở đây. Người đàn ông Ireland đồng ý hợp tác với Thomas đầy vẻ miễn cưỡng. Việc mở rộng thị trường sang phía Nam là điều Thomas hướng tới, chỉ cần mô hình kinh doanh của anh phát triển. Chẳng mấy chốc băng đảng Peaky Blinders sẽ trở thành nhà cái mạnh nhất đứng đầu thế giới. Kế hoạch nghe có vẻ như đầy tham vọng, nhưng thuyền to sẽ gặp sóng lớn. John với việc nắm sổ sách của tổ chức nên muốn lên tiếng, hàng ngày họ có thể kiếm được 150 bảng thậm chí còn hơn thế nữa, vậy thì tại sao phải thay đổi? Thomas cho phép vợ của John phát biểu, dù cô không phải thành viên trong gia đình và là phụ nữ, nhưng Peaky Blinders là tổ chức coi trọng sự bình đẳng với phụ nữ. Vợ John bày tỏ sự lo lắng, cô có người thân ở phía Nam nên phần nào nắm được tình hình ở đó. Hiện giờ London khá hỗn loạn với các phe phái băng đảng, người ngoại quốc khắp nơi, rõ là không nên liều lĩnh vào lúc này. Chúng ta còn chưa đặt chân lên mảnh đất đó mà quán rượu đã bị đánh bom, thật sự điều này là quá nguy hiểm. Tuy nhiên Thomas cho rằng những điều cô ấy lo lắng, anh và Arthur có thể giải quyết được, cho nên anh đưa ra hai lựa chọn. Nếu ai muốn can dự vào việc của công ty thì mời rời khỏi đây ngay lập tức. Cứ việc về quê trồng rau nuôi gà làm những gì mình muốn, còn ai có tham vọng thì ở lại cùng các anh em khác nam tiến nắm chùm toàn bộ thị trường cá cược. Mai là ngày tổ chức trường đua ở phía Nam, chắc chắn các nhà cái khác cũng sẽ tụ tập ở đó. Được biết hiện tại các nhà cái khác cũng đang tranh giành địa bàn làm ăn. Do vậy chỉ cần chúng ta thừa nước đục thả câu, liên minh với một trong số họ như cách mà Thomas từng làm đối với Billy Kimber. Và dĩ nhiên lần này anh cũng sẽ phải đối đầu với ông trùm nhà cái phía Nam Sabini, một nhà cái thậm chí còn khét tiếng và khó đối phó hơn Billy Kimber lúc trước. Do vậy dì Paul cũng lại giở thói cũ dùng quyền người lớn ra để hù dọa Thomas, người quá thông minh thường không có kết cục tốt. Có lẽ nỗi đau trong quá khứ đã khiến bà trở nên sợ hãi trước những mất mát, thậm chí đã hơn 10 năm trôi qua, bà vẫn không sao quên được hai đứa con từng bị thất lạc. Đêm đó, dì Paul tìm một bà đồng để hỏi về tung tích của đứa con gái lớn, bởi dạo gần đây bà liên tục gặp ác mộng về đứa con gái ấy. Vốn dĩ đã rất đau lòng, nhưng sau khi nghe bà đồng nói kết quả xong, dì Paul đã khóc một trận đau thấu tận tim gan. Đêm đó, Thomas đi ngang lò rèn, nhìn những tia lửa phát ra chói lóa, anh đột nhiên giơ súng lên bức tử người thợ rèn tên Duggan. Hắn ta chính là mục tiêu mà anh cần tiêu diệt nhằm thỏa thuận hợp tác với người Ireland, xử lý xong cái xác rạng sáng ba anh em lên đường đến miền Nam Tổ quốc khuếch trương thanh thế. Đến nơi đáng ra họ đã bị chặn bên ngoài, nhưng chỉ cần vài đồng lẻ Thomas đã dễ dàng mua chộc được vệ sĩ. Khung cảnh bên trong quả nhiên thắc loạn hơn những gì anh từng thấy, đến nỗi Arthur cũng phải thản thốt lên cái lề gì thốn.
nhóm anh em nhà Selby tìm được chỗ ngồi tốt thì bất chợt bị phục vụ mời ra khỏi đây. Hóa ra hắn đã sớm nhận ra đây chính là băng đảng Peaky Blinders. Theo quy định thì các băng đảng phía Bắc sẽ không được đến địa bàn phía Nam khi chưa được cho phép, và việc anh em nhà Selby có mặt tại đây chẳng khác gì hành động khiêu khích. Ngay lập tức hai bên lao vào chiến nhau túi bụi, bất chợt một tiếng súng vang lên khiến mọi người ngừng lại. Thomas nói chúng tôi đến đây không phải để trả thù mà là để kết bạn, ai đang đứng trên đỉnh cao sẽ bị dìm xuống, còn ai đang ở dưới đáy sẽ vùng lên bằng mọi cách. Nói rồi ba anh em nhà Selby bỏ đi như một lời cảnh cáo. Ra ngoài Arthur luôn miệng phàn nàn, trận chiến vừa rồi khiến gãy hết mấy cái răng, cứ đà này chắc phải đi thay nguyên hàm tiền đạo quá. Campbell đến bàn bạc với cấp trên, xin phép được dùng Thomas như một quân cờ cho kế hoạch sắp tới, mặc dù trước đây hai người từng có mâu thuẫn. Cũng nhờ vậy mà ông mới nắm được yếu điểm để uy hiếp Thomas nghe theo, và để tránh hậu quả về sau, dĩ nhiên khi kế hoạch hoàn tất, Thomas cũng sẽ được cho bốc hơi một cách gọn gàng. Lúc này sau khi trở về, Thomas đồng ý thuê Lizzie làm thư ký cho tổ chức. Ngoài ra cô còn phục vụ anh như một cái lò nướng khoai những lúc đói khát, đúng là một công đôi việc. Tối hôm đó, Ada bất ngờ bị một băng đảng đến từ phía Nam bắt giữ. Hắn nhận ra cô là em gái nhà Selby nên quyết dạy cho cô một bài học. Phía bên kia Thomas cũng không thể tránh khỏi. Chúng là người của Sabini đến đây để đáp trả lời khiêu chiến mà anh em nhà Thomas đã gây ra ở khu vực phía Nam vừa rồi. Thomas bị đánh đấm túi bụi, song còn phải chịu hình phạt nhổ răng. Giữa lúc đau đớn tột cùng, bất chợt một tiếng súng vang lên, tổ chức Sabini lập tức bỏ chạy để Thomas nằm lại một mình. Hóa ra thời gian qua Campbell luôn theo dõi mọi hành tung của anh, thế nên mới xuất hiện kịp thời cứu anh thoát khỏi nguy hiểm. Bên cạnh đó, Ada cũng được giải thoát bởi một người tự xưng là thành viên của Peaky Blinders. Thế nhưng cô lại từ chối việc nhận mình là người của nhà Selby, có lẽ cô thừa biết có ngày cũng sẽ bị liên lụy bởi những gì dòng họ Selby gây ra. Nằm viện chữa trị một thời gian, Thomas cũng đã tỉnh lại, có vẻ như anh biết vết thương ở chân Campbell là do Gray gây ra. Dù sao thì bị người phụ nữ mình yêu thương bắn quả thật rất đau khổ. Nghe đâu cô ấy đã lấy một chủ ngân hàng giàu sụ, chắc hẳn bây giờ đang sống hưởng giàu sang phú quý. Cuộc tái ngộ này là kế hoạch do Campbell sắp xếp từ trước. Ông có đầy đủ thông tin về việc Thomas ám sát người thợ rèn và phi tang xác chết. Từ giờ phút này nếu không muốn vào nhà đá ngồi, anh phải ngoan ngoãn phục vụ theo những gì Campbell yêu cầu. Đêm đó anh đến bên thuyền nhờ người chú trong tổ chức chuẩn bị phương tiện để rời khỏi thành phố. Đêm dài đăng đẳng cũng đã qua. Thomas tỉnh lại trên con thuyền cập bến đến thị trấn Camden thuộc London. Nơi anh tìm đến là một ông chủ lò rượu nổi tiếng Solomons. Anh vốn muốn bàn chuyện làm ăn với ông ta, tuy nhiên tiếng xấu đồn xa, việc anh làm với Billy Kimber và Sabini đã sớm đồn thổi đến tận đây. Giữa Solomons và Sabini vốn có mối tư thù sâu nặng, cũng bởi vì Sabini luôn dùng cảnh sát hậu thuẫn nên gần như hắn chưa bao giờ thua, ngoại trừ bị cướp hết các nhà cái. Thậm chí các cơ sở nhập rượu của Solomons về bán cũng bị Sabini đóng cửa. Vừa nghe Thomas muốn liên minh, Solomons lập tức rút súng ra phòng thủ. Việc anh phản bội lại Billy Kimber không thể khiến hắn tin tưởng. Tuy nhiên sau khi nghe hết kế hoạch, thấy được những lợi ích về đội quân tinh nhuệ và tình báo cảnh sát, hắn cũng bị Thomas thuyết phục. Sắp tới vì có khá nhiều tiền nhưng không bỏ vào ngân hàng được, anh đã quyết định mua nhà cho Ada và dì Paul đứng tên. Đây có thể cũng là một hình thức tẩu tán tài sản nhỡ có chuyện chẳng lành xảy ra để chiều lòng người phụ nữ của gia đình. Anh còn hứa sẽ giúp dì Paul đoàn tụ lại cùng những người con bị thất lạc. Phía bên này Sabini thuê cảnh sát xử Thomas. Nhưng nhìn anh ta do dự, ông cũng đủ hiểu anh ta đã bị mua chuộc. Ông nổi trận lôi đình đuổi đi, sau đó giao nhiệm vụ theo dõi Thomas lại cho trợ lý thân cận. Không ngờ lúc này Thomas lại giở đến chiêu tiên hạ thủ vi cường, gửi điện tín đến cho cấp trên của Campbell với nội dung khoe thành tích anh từng là lính đào hầm ở trận chiến Verdun và Summer, được thưởng huân chương chiến đấu xuất sắc cứu hàng nghìn lính đồng minh. Do đó anh yêu cầu văn phòng thuộc địa cung cấp cho anh một giấy phép xuất khẩu đế quốc, xuất khẩu một số mặt hàng thành phẩm đến các nước đế quốc láng giềng. Cấp trên định sẽ đồng ý vì muốn ra lệnh cho Thomas thực hiện một vụ ám sát nhân danh đức vua. Tuy nhiên Campbell cảm thấy lo lắng vì Thomas là một kẻ giang hồ giết người, nhưng cấp trên đã quyết nên ông không còn cách nào ngăn cản. Campbell đành miễn cưỡng đồng ý để Thomas thực hiện nhiệm vụ nhân danh đức vua tạm thời cho đến khi mọi việc kết thúc. Mặt khác, Thomas đã tìm ra được người con trai còn lại của dì Paul và đến đó để mang thằng bé về. Tuy nhiên người mẹ nhất quyết không cho anh gặp thằng bé. Hơn nữa, theo quy định của pháp luật, anh không được phép mang thằng bé đi khi nó vẫn còn ở tuổi vị thành niên. Do đó, Thomas đành đợi đến khi thằng bé tròn 18 tuổi sẽ đến hỏi xem thằng bé sẽ quyết định như thế nào. Phía bên này, Finn được huấn luyện đánh nhau, nhưng không ngờ Arthur lại đến đánh chết thằng bé đối thủ của Finn. Khi Thomas biết chuyện, anh đã phải gọi bọn trẻ đến để giải quyết, nghe chúng nói Arthur dạo gần đây tâm thần không ổn định, thường xuyên nổi điên, thậm chí còn quên cả tên mình. Anh dặn dò bọn trẻ ghi nhớ rằng vụ này chỉ là một tai nạn, sau đó dàn xếp cái chết để bác sĩ nói nguyên nhân do yếu tim mà chết. Phần người mẹ của nạn nhân anh sẽ cho người thay phiên chăm sóc. Thomas muốn Arthur tỉnh lại, dùng đủ mọi biện pháp từ nhẹ đến mạnh nhưng cũng không ăn thua.
Lúc này Campbell còn phát hiện thuộc hạ thân cận của mình chỉ vì vài đồng lẻ mà trở thành tay sai cung cấp tình báo cho Thomas, dì Paul sau khi có được hai tệp hồ sơ thông tin của con mình. Bà đã xúc động đến mức không dám động đến chúng. Thomas thấy vậy đành thay bà đọc những dòng chữ ấy lên. Đứa con gái thật sự đã có khoảng thời gian tồi tệ khi bị bắt làm con tin. Nhiều lần trốn thoát bất thành và cuối cùng đã mất mạng trong một trận bệnh dịch, còn đứa con trai hiện đang ở nhà bố mẹ nuôi. Dì Paul nghe đến đây không kìm lòng được đã dùng súng đe dọa Thomas, buộc anh phải nói cho bà biết hiện giờ thằng bé đang ở đâu. Không ngờ vào sáng hôm sau, bà vừa trở về nhà sau một bữa tiệc thác loạn thì nhìn thấy một chàng trai chưa đầy 18 tuổi xuất hiện trước cửa. Cậu ta nói đến đây tìm mẹ, nghe xong Paul không kiềm chế được đánh rơi cả sâu chìa khóa trong tay, đứng nhìn Henry không chớp mắt. Sau tất cả thì tình mẫu tử không ngăn được thằng bé đến tìm người mẹ mang nặng đẻ đau. Tên thật của cậu là Michael, cái tên được chính dì Paul đặt 17 năm về trước. Kể từ khi bị bắt đi đến nay, đây là lần đầu tiên Michael được gặp lại người thân của mình, đang cô độc bỗng đâu có thêm anh em họ. Đối với cậu ta mà nói đây đúng là một giấc mơ, may mắn là những người anh Arthur, Thomas, John cũng đều rất hoan nghênh sự trở lại của cậu ấy. Tuy nhiên có một điều khiến Thomas lo lắng đó chính là Michael chưa đủ 18 tuổi, việc cậu xuất hiện ở đây có lẽ sẽ khiến mẹ nuôi không hài lòng. Michael trấn an Thomas rằng chỉ vài tuần nữa thôi là cậu tròn 18 tuổi, đến lúc đó cậu sẽ tự quyết định cuộc đời mình và cậu thật sự muốn trở thành một phần của Peaky Blinders. Trong thời gian này, Thomas đến thị trấn Camden thuộc London tham gia vào kỳ tuyển chọn thợ làm bánh cùng với Solomons. Vì danh tiếng của Solomons nên có rất nhiều người đến đầu quân. Thomas thông báo nơi này sẽ được dùng làm kho chứa rượu ngoại nhập lậu, do đó tất cả cần phải giữ kín mồm miệng. Ngoài ra còn có một số kíp nổ cài sẵn phòng trường hợp bất chắc cần tiêu hủy chứng cứ. Tuy nhiên khi họ biết người đứng đầu là Thomas, họ bắt đầu tỏ thái độ cười cợt khi nghe Thomas cất lời bởi giọng nói sặc mùi vùng miền. Nhìn thấy nét mặt Thomas lạnh như băng, cả Solomons cũng chẳng dám xem nhẹ. Hắn lập tức lôi một tên thợ ra trừng trị thể hiện thị uy. Đây cũng là bài học cho những ai không tuân thủ luật. Ở đây luật chính là miễn bàn tán. Ngay lúc này Arthur đang ngồi tại quán rượu. Bất chợt có một người phụ nữ mặc đồ tang đến có ý định ám sát anh. Hóa ra bà là mẹ của cậu bé đấm bốc từng bị Arthur đánh chết trên sàn đấu. Anh đứng im trước nòng súng của bà ấy, còn thách thức bà bắn vào sọ mới nhiều máu, bắn vào bụng thì mấy ngày sau mới chết. Quả nhiên tay bà ta càng lúc càng run rẩy. Đột nhiên trời xui đất khiến sao khẩu súng lại bị cướp cò bắn về phía quầy rượu. May là viên đạn không bắn trúng Arthur. Anh nhanh tay giật khẩu súng rồi hứa sẽ lo cho những đứa con khác của bà và bà cũng sẽ không phải đi làm nữa. Càng làm Arthur càng khiến bà ta khinh bỉ. Đối với anh ta tiền có thể giải quyết được tất cả hay sao? Người mẹ đau đớn lật ngã chiếc bàn. Trước khi bỏ đi còn nguyền rủa phải có ai đó giúp dẹp bọn Peaky Blinders này đi. Ngoài việc bỏ tiền để mua mạng người, anh em nhà Selby còn dùng tiền để cho người làm hình nhân thế mạng. Họ trả giá cao cho một chàng trai trẻ tuổi có đời sống trong sạch chưa từng có tiền án. Lý do dạo gần đây phía cảnh sát cần lập chiến công trong việc bắt giữ người tổ chức cá cược. Và chàng trai ấy sẽ là con chốt thí cho sự thỏa thuận giữa nhà Selby và cảnh sát. Thomas hứa rằng với lý lịch trong sạch của cậu, chỉ cần ngồi tù một vài tuần cậu sẽ được thả ra. Chàng trai vì kinh tế khó khăn nên miễn cưỡng đồng ý. Và cậu thật sự không biết được bản thân sẽ phải đối mặt với điều gì sau khi bị bắt nhốt vào những chiếc song sắt. Phía bên này Sabini sớm nhận ra được mối đe dọa từ Thomas, anh ta sắp xếp kết quả trận đua khiến người chơi thắng nhiều hơn. Từ đó kể cả những khách hàng thân thiết nhất cũng trở mặt bỏ Sabini sang ủng hộ Peaky Blinders, không thể để mọi việc lún sâu hơn nữa. Sabini yêu cầu thuộc hạ phải nhanh chóng xử lý Thomas càng sớm càng tốt. Nhờ quen biết với giới cảnh sát, họ được tiết lộ thông tin người của Peaky Blinders hiện đang bị nhốt trong nhà giam quận. Ngay trong đêm đó, người ngồi tù thay cho nhóm Peaky Blinders đã bị một nhóm tù nhân khác âm thầm ám sát. Hôm sau, Thomas khẩn trương tổ chức cuộc họp thảo luận về vụ việc vừa xảy ra. Thomas rất tiếc khi phải thông báo rằng người của mình đã bị băng nhóm Sabini cắt cổ. Đây chính là lời đe dọa. E rằng người tiếp theo sẽ là Thomas. Anh lo lắng cái chết của chàng trai kia sẽ khiến lòng quân hỗn loạn. Nghĩ rằng nhà Selby không còn khả năng lo cho thuộc hạ, từ đó họ sẽ mất lòng tin vào tổ chức. Do vậy, anh nhất định phải giải quyết vụ này triệt để. Thomas cử hai người đi phá làng phá xóm để bị bắt vào nhà tù, từ đó điều tra về những tên nào đã ra tay ám sát. Ngoài ra anh cũng sẽ lập quỹ cho gia đình thằng bé. Thêm một phần nữa anh đề xuất dì Paul trích ra một số tiền lớn để đấu giá mua một con ngựa lai. Sau đó sẽ dùng chính con ngựa đó làm tấm vé vàng tiếp cận với giới thượng lưu phía nam. Michael nghe lén cuộc nói chuyện từ bên ngoài. Cậu khá thích ý tưởng táo bạo này của Thomas nên cũng yêu cầu được tham gia. Tuy nhiên dì Paul nhất quyết không muốn con trai mình dính vào bất kỳ vụ làm ăn nào của nhà Selby. Bởi bà biết đây không phải là con đường dễ đi, một khi đã bước chân vào rồi không thể quay đầu lại được nữa. Tuy nhiên sau đó Michael vẫn bí mật thuyết phục Thomas cho cậu cùng đi, vài ngày tới cậu sẽ tròn 18 tuổi. Đến lúc đó kể cả mẹ ruột hay mẹ nuôi cũng không ai có thể can thiệp vào điều mà cậu lựa chọn, ngày diễn ra buổi đấu giá. Nhà Selby cố tình đến muộn chỉ để xem đúng con ngựa họ cần,
Điều này đã sớm bị tiểu thư May phát hiện, cô tích cực tranh giành liên tục kích giá. Tưởng chừng đâu con ngựa cái lai xấu xí không ai thèm mua, nào ngờ giờ đây Thomas phải trả gấp đôi so với dự định ban đầu mới chốt được nó. Sau khi rời khỏi phiên đấu giá, May cố tình tiếp cận Thomas bằng thân thế đầy hào nhoáng, vừa là chủ trại giống và cũng là tay huấn luyện ngựa đua chuyên nghiệp. Mặc dù những anh em khác đang gọi, Thomas vẫn nán lại để trao đổi cùng May. Cô nhét tấm danh thiếp vào tay anh, hy vọng có cơ hội được hợp tác giúp anh huấn luyện ngựa. Nào ngờ trên đường về, nhóm Thomas đột nhiên bị đột kích. Arthur không may trúng đạn nhưng điều đó chỉ càng khiến anh nổi máu chó điên lao vào đánh tên sát thủ ra bã. Lần đầu chứng kiến cảnh hỗn loạn này, Michael vẫn bình tĩnh như không có gì. Cậu còn đề nghị cầm lái chuyến xe này đưa mọi người về nhà một cách an toàn. Quả là dòng máu nhà Shelby không lẫn vào đâu được. Tại Birmingham, Thomas đến gặp Campbell, không ngờ lại gặp hai gã người Ireland cũng ở đó. Vậy ra chính họ đã thông đồng với nhau cho nổ quán rượu của anh. Ngay từ đầu đây đã là một cái bẫy, họ muốn mượn tay Thomas ám sát một nhân vật bí ẩn. Thế nhưng anh đã thẳng thừng từ chối nhiệm vụ này. Campbell đuổi theo ra ngoài cố thuyết phục anh, nhưng Thomas đã chỉ ra rằng hai gã bên trong chính là gián điệp của Ireland, làm việc cho quân không chính quy phản đối hiệp ước. Nếu điều anh nói là thật, Campbell sẽ cho người xử lý họ. Lúc này Thomas chỉ cần bằng chứng hai tên gián điệp đó chết thì anh mới đồng ý thỏa thuận với Campbell. Nhân lúc Thomas vắng nhà, Arthur đã đưa thuộc hạ đến tấn công hộp đêm của Sabini. Hộp đêm đang sôi nổi náo nhiệt bỗng trở nên điêu tàn. Arthur dõng dạc tuyên bố nhân danh Peaky Blinders thời của Sabini đã hết, từ bây giờ nơi đây sẽ nằm dưới ách quản lý mới của Peaky Blinders. Một hôm trụ sở bí mật nhà Shelby đột nhiên có khách lạ đến viếng thăm, vợ John vô cùng ngạc nhiên bởi quý cô này lại chính là khách của Thomas, anh ta vốn chưa từng để người lạ đến đây. Nhất là một người phụ nữ lạ kể từ khi Gray đi mất, lúc này Thomas đang bận tiếp chuyện cùng Michael trong văn phòng, thằng bé muốn đến đây làm thư ký. Và nó muốn đưa việc làm ăn của Peaky Blinders trở thành việc làm hợp pháp đáng tự hào. Tuy nhiên anh cần phải xem xét lại bởi anh biết chắc gì Paul thế nào cũng sẽ lại ngăn cản. Sau khi ra ngoài gặp May, anh đưa cô đi xem con ngựa cái lai vừa đấu giá về. Tiếp theo đưa cô đến quán rượu nghỉ ngơi, nhân lúc còn tỉnh táo, anh đã đề cập đến chuyện nhạy cảm, cô cần gì ở anh. May cho rằng anh có một con ngựa và cô có thể nhận tiền để huấn luyện nó, chỉ đơn giản vậy thôi, chốt phi vụ làm ăn này lại. Thomas đặt tên cho con ngựa là bí mật của Gray rồi cho phép nó theo chân May chạy huấn luyện. Đêm đó, dì Paul than phiền với Thomas rằng Michael có ý định đến London xin việc làm. Nếu thằng bé đi thật và chẳng may gặp phải một cô gái nào đó, có thể nó sẽ định cư luôn ở đó chẳng về nữa. Nắm bắt được yếu điểm này, Thomas thả mồi để dì Paul cắn câu, đồng ý để Michael vào làm kế toán cho Thomas, miễn sao không để hai mẹ con phải xa nhau nữa là được. Ngày hôm sau, Thomas thông báo cho mọi người ngày mai sẽ là đợt hàng xuất nhập khẩu đầu tiên của công ty. Bên ngoài là 1.000 bộ chế hỏa khí xe Riley nhưng được giấu kín trong bao bì sẽ là 500 chai rượu hảo hạng. Đã có giấy phép do bộ trưởng cấp nên không lo bị lục soát. Cả việc Michael làm sổ sách cũng sẽ không bị liên lụy, bởi đây là một vụ làm ăn hợp pháp. Ngoài ra Thomas đã phát hiện Arthur cấu kết với nhóm bán cocaine. Từ trước đến giờ nhà Peaky Blinders không trực tiếp bán hàng và chỉ ăn chia phần trăm lợi nhuận, bộ nội vụ hiện đang lùng sục sát sao vụ này. Thomas không muốn nó làm ảnh hưởng đến việc lớn của anh, nếu Arthur không kiểm soát được, e rằng quyền quản lý sẽ giao lại cho John phụ trách. Lần này Thomas lại tiếp tục đến nhà Ada, và anh hơi ngạc nhiên khi phát hiện có trai lạ trong nhà. Theo những gì cô giới thiệu, anh ta là một nhà văn nghèo kiết xác. Thomas lịch sự bắt tay chào rồi xin được gặp riêng em gái. Ada dửng dưng trước sự hiện diện của Thomas, tuy nhiên thái độ của anh rất chân thành. Thomas biết mình không có con cái nên đã quyết định lập một thẻ tín dụng giao toàn bộ tiền cho con của John và Ada thụ hưởng. Tất cả thủ tục đã hoàn tất, chỉ còn thiếu chữ ký của cô nữa là xong. Thấy anh chu tất chuyện hậu sự như vậy, Ada bỗng cảm thấy bất an. Nhưng Thomas cho rằng đó chỉ đơn giản là việc đàn ông nên làm. Không ngờ ở bên kia chiến tuyến, Sabini lại đến gặp Solomon thỏa thuận hợp tác, đồng thời hắn còn hạ mình xin lỗi về việc sỉ nhục người Do Thái. Đây là một điều có nằm mơ cũng không bao giờ xảy ra. Nhưng nay Sabini vì muốn liên minh hợp tác chống lại dân Zigan, cụ thể là Peaky Blinders, nên bất kể việc gì hắn cũng đều có thể làm, đồng thời còn chấp nhận thêm một vài thỏa thuận của Solomon. Lúc bấy giờ Thomas đến tìm May và xui rủi sao chiếc xe lại bị hết nhớt. Hoàn cảnh éo le buộc Thomas phải ở lại qua đêm. Và rồi anh lại không thể từ chối được cái lò hư hỏng ấy. Trong khi nướng khoai cùng May, anh không biết đêm đó Michael bị một tên tay sai rủ dê đến quán rượu trong thành phố. Do đây không phải là quán gia đình nên họ bị kỳ thị là người da màu. Hai bên xảy ra xung đột lao vào đánh nhau sứt đầu mẻ trán. Ông chủ quán khó khăn lắm mới tách họ ra được và thông báo thằng bé này là con của dì Paul. Nghe nhắc đến nhà Peaky Blinders, chúng lập tức xin lỗi díu dít rồi đánh bài chuồn mất dạng. Arthur biết được việc này lại nổi máu chó điên, anh đưa người đến quán rượu đổ vài thùng xăng xung quanh rồi thản nhiên phóng hỏa. Ông chủ quán chỉ biết bất lực đứng nhìn không dám hó hé một lời. Thomas trở về gặp Campbell và được ông ấn định cho thời hạn 3 tuần để thực hiện kế hoạch.
đồng thời hứa sẽ không để lại hậu hoạn gì. Có lẽ đây là lý do chính khiến anh phải hoàn tất chuyện hậu sự. Đêm đó anh trở về với tâm trạng buồn như chó cắn, anh nốc thật nhiều rượu và bất chợt nhấc điện thoại lên quay số. Đầu dây bên kia cất lên giọng nói của một người đàn ông, Thomas thất vọng không buồn trả lời rồi đột ngột dập máy, nào ngờ đây lại chính là tổ ấm của Gray. Cô nàng hiện đang hạnh phúc cùng người chồng đẹp trai và giàu có, đó cũng là nguyên nhân khiến Thomas gác máy. Lúc này nhóm Arthur được Solomons mời đến dự một buổi tiệc hợp tác, do đã tin tưởng nhau nên Arthur chỉ đi cùng hai người, đang ăn uống vui vẻ nói về chuyện thế sự. Người của Solomons đột nhiên dẫn một con dê ra giới thiệu đây là nhân vật chính cho buổi hiến tế và hắn đã đặt tên cho nó là Thomas Shelby. Ngay lập tức ngài dê bị cắt tiết tại chỗ. Hầu cận của anh cũng nhanh chóng bị bắn chết. Arthur không kịp phản kháng đã bị thuộc hạ Do Thái bắt giữ. Bên ngoài Sabini bước vào với vẻ mặt đầy đắc ý. Kế hoạch trả thù của hắn đã thành công. Nhóm cảnh sát theo sau nhận nhiệm vụ áp giải Arthur về đồn. Phía bên kia thanh tra Campbell cũng vừa đưa quân đến bắt Michael đi trước sự đau khổ của dì Polly. Thomas vừa được báo tin lập tức đến gặp Campbell hỏi cho ra lẽ, không phải chúng ta đã thỏa thuận rồi sao? Campbell dửng dưng như không có chuyện gì xảy ra. Còn đe dọa Thomas rằng ông có bằng chứng việc anh ám sát Billy Kimber, đồng thời Michael cũng đã thừa nhận tiếp tay giúp Arthur đốt quán rượu. Với bao nhiêu đây tội danh e rằng thế lực của anh tại London đã sụp đổ, vậy nên Thomas không còn lựa chọn thứ hai, đành miễn cưỡng chấp nhận tiếp tục ngoan ngoãn để Campbell chi phối. Thomas trở về văn phòng với một cảm xúc khó tả. Đang không biết giải quyết như thế nào thì anh nhận được một cuộc gọi từ Gray, cô nàng muốn biết vì sao anh gọi cho cô. Thomas biết hiện cô đang hạnh phúc bên chồng nên cũng không muốn níu kéo, ấy vậy mà cô lại chủ động muốn gặp anh. Thomas không hề do dự chỉ là anh cần phải giải quyết một số vấn đề riêng trước. Bởi tình hình của Peaky Blinders hiện giờ đang rơi vào bế tắc, toàn bộ số rượu của tổ chức đã bị lấy đi sạch, cả xe tải chở hàng và nhà kho cũng đang bị phong tỏa. Tuy nhiên đó không phải là vấn đề khiến dì Paul trở nên điên loạn, dì ấy muốn bằng mọi cách phải đưa Michael trở về an toàn, sau đó bà sẽ đưa Michael vĩnh viễn rời khỏi cái gia đình chết tiệt này. Ngày hôm sau không cần ai chỉ bảo, dì Paul một mình tìm đến gặp Campbell, có vẻ như ông đã biết chắc rằng bà sẽ đến gặp nên đã chuẩn bị lệnh thả người từ trước. Chỉ cần bà đồng ý giao dịch một thứ gì đó bà có thể cho để nhận lại ân huệ này, dì Paul tỏ ra cứng cựa bên trong không phục nhưng bên ngoài vẫn cầu xin ông ấy thả Michael ra. Đến lúc này bà đã thật sự đánh mất chính mình, Campbell nói gì bà cũng nghe theo, thậm chí ăn tát một phát cũng không phản kháng. Campbell biết chắc rằng đã nằm kèo trên nên không ngại chén luôn bà ấy. Dù có tắm rửa gội sạch vết nhơ trên người vẫn còn đó, cuộc đời bà sống đến từng tuổi này, chưa bao giờ nghĩ mình sẽ phải chịu nỗi ô nhục lớn như vậy. Sáng hôm sau bà đến trước cửa nhà giam rất sớm đón Michael trở về, thằng bé vừa nhìn thấy mẹ cũng không mấy vui mừng. Lại còn nói rõ ràng từng chữ rằng cậu biết lý do vì sao mình được thả, xem ra Campbell không để lại cho bà một chút sĩ diện nào. Nhưng điều đó đối với bà chẳng còn quan trọng nữa. Chỉ cần Michael yêu dấu của bà trở về một cách an toàn. Cùng lúc đó, Gray viện lý do nói dối chồng để đến gặp Thomas. Vì cô đã là hoa có chủ nên anh cũng cố giữ khoảng cách. Tối đó anh đưa cô đến một buổi tiệc sang trọng để cô được gặp thần tượng của mình. Trước khi trở về anh đã âm thầm gọi điện cho Campbell. Chọc tức ông rằng tối nay anh có buổi nướng khoai thâu đêm cùng Gray. Nghe giọng nói giận dữ run lên bần bật của Campbell, Thomas càng tỏ ra đắc chí. Phía bên này Gray theo chân Thomas về nhà. Tình cũ không rủ cũng đến. Đứng trước Thomas, trái tim cô không tránh khỏi sự thổn thức để rồi lại một lần nữa sa vào lòng anh ấy và cắm lên đầu chồng cô một cặp sừng to tổ trạng. Hóa ra bao lâu nay cô và chồng đang chữa bệnh hiếm muộn, mà theo bác sĩ nói thì vấn đề có thể nằm từ phía của cô. Thomas bất chợt hỏi anh còn cơ hội gặp lại cô không, thấy Gray im ỉm không trả lời. Thomas hỏi một câu nữa dạo này em còn hoạt động ngầm không, lập tức liền bị Gray vã cho một phát méo mồm. Kể từ ngày Arthur bị bắt, mọi quyền hành của Arthur đều được giao lại cho John phụ trách. Hôm ấy cậu ta phối hợp cùng thuộc hạ dụ lính gác ra khỏi tòa nhà rồi lén phóng hỏa đốt cháy nơi ở của thống tướng. Cũng vì việc này mà Campbell phải vội đến tìm Thomas. Rõ ràng anh đang giở trò không muốn thực hiện nghĩa vụ ám sát mục tiêu. Tuy nhiên Thomas nói rằng anh không trốn chạy. Nhưng anh muốn thực hiện nhiệm vụ theo cách của riêng mình vì anh là lính và có nhiều kinh nghiệm hơn. Tuy nhiên Campbell không đồng ý. Ông cần biết rõ Thomas sẽ làm gì tiếp theo để báo cáo chi tiết hoạt động cho ngài Churchill. Biết rõ điều đó nên Thomas mới bày trò để John phóng hỏa nhà thiếu tướng. Để thiếu tướng phải di chuyển đến nơi trú ẩn bí mật khiến kế hoạch của Campbell bị phá sản. Và giờ đây nếu muốn thực hiện được nhiệm vụ này, ông ta phải hoàn toàn nghe theo sự sắp đặt của Thomas. Lúc bấy giờ Thomas nghiêm túc soạn một lá thư kể về những tội ác mà Campbell đã gây ra đối với anh và gia đình Shelby. Sau tất cả anh chỉ là một con cờ bị ông ấy đe dọa buộc phải ám sát thiếu tướng. Nếu chẳng may anh có mệnh hệ gia đình anh không liên can gì đến vụ này. Viết xong anh đưa lá thư cho Ada dặn dò cô kỹ lưỡng, sau ngày hôm nay nếu anh không quay về, hãy mang nó gửi đến thời báo New York. Cũng trong hôm đó Arthur đột nhiên nhận được tin anh đã tự do, toàn bộ số nhân chứng chống lại anh đều đã rút lại lời tố cáo.
Dù không biết lý do gì nhưng đây cũng là một tin tốt. Mà tất cả những điều này đều do một tay Thomas sắp đặt. Anh cùng người bạn nhà văn của Ada đến gặp Solomons, thuộc hạ của Solomons yêu cầu chỉ cho một mình Thomas vào trong. Vì vậy anh nhà văn buộc phải đứng đợi bên ngoài. Ngay khi được dắt vào kho chứa rượu, Thomas giả vờ ngồi xuống cột dây giày một lúc rồi tiếp tục đi, vào đến phòng gặp Solomons. Anh nhận được cuộc gọi xác nhận rằng Arthur đã rời khỏi nhà giam. Lúc này anh mới bắt đầu đưa ra thỏa thuận để đôi bên hợp tác cùng có lợi nhờ vào giấy phép xuất nhập khẩu mà bộ trưởng cấp. Anh có thể giúp Solomons che giấu toàn bộ số rượu này và xuất hàng đi một cách an toàn. Thế nhưng gã Solomons lại nổi lòng tham muốn 100% việc làm ăn của Peaky Blinders phải thuộc về hắn. Nghe điều kiện xong, Thomas cười một cách khinh bỉ. Anh nói vốn dĩ ban nãy khi đi ngang qua kho chứa rượu, anh đã ngồi xuống cột dây giày. Thật ra đó chỉ là động tác giả để anh giấu một quả lựu đạn dưới những thùng phi đó. Sợi dây kích nổ nối từ quả lựu đạn ấy ra đến bên ngoài. Chỉ cần không thấy anh trở về, thuộc hạ của anh sẽ lập tức kích nổ quả lựu đạn ấy. Solomon không tin và cho rằng Thomas đang nói dối. Tuy nhiên thuộc hạ của Solomon lại run như cầy sấy vì chính hắn chứng kiến cảnh Thomas cột giày. Nhìn thái độ của hắn chẳng khác gì đứa con nít khiến Solomon nổi cáu. Solomon lập tức đuổi hắn ra ngoài. Đây là chỗ làm ăn của đàn ông chứ không phải chỗ chơi đồ hàng của con nít chưa cai sữa. Lúc này Solomon vẫn một mực cho rằng Thomas sẽ không dám cho nổ khu này. Anh chỉ nhẹ nhàng ném chốt quả lựu đạn lên bàn, đồng thời thông báo thời gian anh hẹn quay về với thuộc hạ chỉ còn 4 phút. Solomon lập tức giảm tỷ lệ ăn chia xuống nhưng vẫn chưa đủ để Thomas hài lòng. Sau nhiều phiên ép giá còn hơn các bà bán hàng tôm hàng cá, cuối cùng Thomas đã thành công trả giá từ 100% xuống còn 35%. Quả nhiên Solomon đã có một quyết định đúng đắn, vì hắn cũng thừa biết rằng người mà hắn đang đối diện chính là gã trùm của băng đảng Peaky Blinders. Nhà cái đứng đầu miền Bắc châu Âu, anh em thuộc hạ dưới trướng của Thomas không phải quá nhiều nhưng phải nói đều là những người xuất chúng. Sau khi trở về, Thomas nhanh chóng tập hợp anh em chuẩn bị vũ khí để tổng tiến công trường đua Empton, khu vực phía nam do Sabini cầm quyền để các anh em thoải mái hoạt động. Anh tình nguyện trở thành con mồi dụ cảnh sát rời khỏi hiện trường. Trong thời gian đó, Arthur chỉ cần tịch thu tiền và tiêu hủy giấy phép của Sabini. Tại trường đua, những người trong giới quý tộc không ngừng rót tiền vào các canh bạc khiến không khí càng nhộn nhịp. Thomas gặp lại May bên trong chuồng ngựa. Anh đề nghị cô mặc một chiếc váy màu đỏ thật nổi bật. Đợi anh giải quyết xong công việc sẽ quay về gặp cô. Thế nhưng không ngờ một lúc sau anh lại gặp Gray ở ngay trường đua. Cô đích thân tìm đến báo cho anh biết rằng cô đã có thai. Và đó có thể là con của anh. Thomas khuyên cô nên thuyết phục người chồng hiện tại tin rằng đứa con này là của chồng cô. Tuy nhiên Gray cảm thấy hổ thẹn với lương tâm của mình, bởi cô biết bản thân vẫn còn tình cảm với Thomas. Nghe vậy Thomas cũng không đành lòng từ bỏ. Anh đề nghị cô đợi anh ở chỗ đặt cược. Sau khi giải quyết xong việc riêng, anh sẽ lại đến tìm cô. Từng bước đều diễn ra theo đúng kế hoạch mà Thomas sắp đặt. Anh ra lệnh cho Lizzie dùng mỹ nhân kế dụ gã thống tướng háo sắc đến một nơi vắng vẻ. Quả nhiên vừa nhìn dáng vẻ là lôi của cô, hắn đã bị thuyết phục cùng theo cô vào chuồng nhảy ngựa. Thomas sớm đánh lạc hướng lính canh tìm đến nơi. Tuy nhiên chưa kịp ra tay, anh đã bị hắn phát hiện. Mức độ cảnh giác của thống tướng thật sự đạt đến cảnh giới đỉnh cao. Mặc dù một người lão luyện như Thomas muốn ám sát hắn ta cũng phải chảy ra chóc vẩy. Lizzie thật sự hoảng loạn khi chứng kiến cảnh vừa rồi. Phần nữa cô cũng trách cứ Thomas đến trễ hơn dự định. Suýt tí cái lò nướng của cô đã bị gã thống tướng phá banh chành. Thomas đuổi Lizzie đi để cô tránh bị vạ lây, sau đó đưa súng lên trời bắn chỉ thiên 3 phát. Anh chạy ra ngoài nói với lính canh rằng nhìn thấy một người Ireland ám sát thống tướng chạy về phía bên kia. Chẳng mấy chốc tin án mạng được lan truyền khắp cả trường đua. Mọi người náo loạn bỏ chạy tứ phía. Arthur cũng bắt đầu hành động cho thuộc hạ vây bắt người của Sabini, gom hết tiền của rồi đốt luôn cả giấy phép của chúng. Trong lúc đó Thomas đến tìm Sabini thách thức, phe này ông tiêu đời là cái chắc. Nhìn thấy Sabini có hành động rút súng, Thomas lại dọa dẫm nếu giờ ông rút súng ra, ông sẽ bị coi là hung thủ giết người đó. Tưởng đâu lời nói của anh có trọng lượng, nào ngờ Sabini chỉ vừa đập nát chai rượu. Một đội cảnh sát lập tức ập vào bắt Thomas đi trước mặt tất cả mọi người. Xem ra ngày tàn của Thomas và Peaky Blinders đã đến. Cảnh sát đưa anh lên xe đồng thời tịch thu lại khẩu súng. Phía bên này Gray vẫn đang đợi Thomas quay về. Nào ngờ lại gặp được May ở đó. Ban đầu Gray cũng không để tâm gì đến người phụ nữ mặc đầm đỏ này, nhưng chính vẻ đẹp mặn mà và quý phái của cô lại khiến May chú ý. May tiếp cận Gray và thông báo cho cô biết Thomas sẽ không đến đâu, bởi cô là người phụ trách trong ban điều hành nhà Peaky Blinders. Biết rõ hôm nay Thomas thực hiện kế hoạch phá hủy giấy phép của toàn bộ nhà cái phía Nam, nghe những điều này trong lòng Gray không tránh khỏi bất an. Bởi cô đoán chắc rằng giữa Thomas và người phụ nữ này chắc hẳn phải có mối quan hệ mật thiết gì đó, chẳng hạn như cô và anh lúc trước. Cùng lúc này dì Paul tìm đến gặp Campbell. Trong một căn buồng nhỏ dường như giữa hai người là không có khoảng cách, bà áp sát ông ấy và chuẩn bị ra tay. Campbell luôn miệng nói những lời đường mật để trấn an bà nhưng chỉ đổi lại một tiếng súng nổ, đừng nhơn với nhà Peaky Blinders và kể cả đó có là phụ nữ. Quay trở lại với Thomas,
anh được chở đến một cái huyệt đã được đào sẵn, xung quanh vắng vẻ, người cảnh sát cho anh một điếu thuốc hút xem như ân huệ cuối cùng. Khoảnh khắc tận hưởng chỉ vỏn vẹn trong vài ngao thuốc, Thomas ngoan ngoãn bước xuống huyệt đứng rồi nhắm mắt ngước mặt lên trời. Một trong ba tên cảnh sát đột nhiên nổ súng bắn chết hai người đồng đội. Không ngờ ngài Churchill cấp trên của Campbell muốn giữ Thomas lại, thế nên ông ấy đã tha mạng cho anh và lập nên vở diễn này. Thomas thoát khỏi huyệt mộ một cách chưa từng ngờ tới, dù là sau này có trở thành công cụ của Churchill thì giữ được mạng sống là tốt lắm rồi. Lúc đó Arthur đã làm chủ được Empton và độc chiếm toàn bộ khu cá cược của Sabini. Thomas trở về văn phòng thì phát hiện Michael vẫn còn đang ở đó. Vốn dĩ dì Paul đã đưa cho Michael một số tiền yêu cầu cậu rời khỏi nơi đây và tìm kiếm một cuộc sống mới yên bình hơn. Thế nhưng Michael đã chọn ở lại đồng hành cùng Thomas để kiếm tiền từ miếng bánh béo bở này. Chớp mắt một nhoáng đã 2 năm, con của Thomas và Grace cũng đã lớn, đến lúc này hai người họ mới hợp thức hóa mối quan hệ bằng một cái đám cưới. Bởi vì chồng của Grace không biết vì lý do gì lại đột nhiên tự sát, có lẽ cái chết của anh ta chính là sự giải thoát dành cho Grace. Gia đình Selby cũng như tổ chức Peaky Blinders giờ đã nắm trong tay một cơ ngơi đồ sộ từ Bắc đến Nam. Do đó ngày trọng đại của thủ lĩnh cũng không được lơ là, đàn trai ăn vận lịch sự đến tham dự không thiếu một ai. Tuy nhiên so với đàn gái thì có phần hơi chênh lệch, bởi dòng họ nhà Grey là người của đội kỵ binh quý tộc. Nhìn phong thái của họ kiểu gì cũng đều rất lịch thiệp và sang trọng, vì có khoảng cách như vậy nên Thomas cũng khá lo lắng sợ sẽ làm Grey mất mặt. Anh đích thân dặn dò các anh em của mình không được để lộ ra bản chất thật, nghiêm cấm hàng trắng bài bạc coi bói hay thậm chí không được gây sự trước đám đông. Thomas muốn bữa tiệc ngày hôm nay phải thật trọn vẹn và đầy ý nghĩa, qua đó cũng thấy được trong cuộc đời của anh Grey quan trọng như thế nào. Thế nhưng vì là thủ lĩnh của tổ chức nhà cái lớn nhất châu Âu, Thomas không tài nào che giấu được vẻ mặt lo lắng cho công việc, cũng may Grey là người biết thông cảm và lắng nghe. Chỉ cần có cô bên cạnh, Thomas lập tức trút bỏ được những tâm sự trong lòng. Bên cạnh đó Arthur cũng đã tìm được người kìm hãm sự điên rồ của anh. Cô ấy là Linda, một cô nàng cá tính mạnh mẽ và đặc biệt rất biết cách khiến Arthur nghe lời. Việc Arthur muốn kết hôn với ai Thomas không quản. Nhưng Thomas chỉ dặn dò anh trai mình rằng không phải lúc nào cũng nên nghe lời vợ, bởi anh nhận ra dạo gần đây Arthur có vẻ ủy mị và mềm yếu hơn trước. Bên cạnh đó, Michael cũng tiếp nhận truyền thống của những người đàn ông trong nhà Selby, tìm cho mình một cô gái trẻ trung xinh xắn để chinh phục. Rất nhanh chóng người đẹp đã rơi vào lưới tình của cậu ấm Michael. Mặt khác lúc này trên bàn tiệc, dì Paul đang để ý đến một người đàn ông mặc vest xám trông rất an toàn và đáng tin cậy. Thế nhưng người đến làm quen với bà lại là một gã đàn ông khác mặc vest đen. Sau khi giao tiếp vài câu, ông ta tự nhận mình là người Nga, còn nhắc đến chuyện làm ăn của Thomas ngay trong lễ cưới của anh. Điều này khiến dì Paul cảm thấy không mấy thoải mái. Không rõ ông ấy là ai và có danh tính như thế nào, thế nhưng mục đích ông trà trộn vào đây là để tìm mối quan hệ làm ăn với Thomas. Ông ấy tiết lộ rằng hiện tại Thomas đang bị một nhóm thế lực rất mạnh theo dõi ở khắp mọi nơi. Theo như thỏa thuận thì Thomas sẽ nhận được một số tiền 10.000 đô cho cuộc giao dịch này. Tuy nhiên ông ấy lại không mang tiền theo mà để một công nương tên Tatiana mang đến. Cuộc gặp gỡ được diễn ra ở trong rừng. Tatiana bước xuống xe với gương mặt trẻ trung nhưng không kém phần sắc sảo gai góc. Phải có lá gan to thế nào mới khiến một cô gái xuất hiện giữa đêm với số tiền lớn như vậy mà không chút sợ hãi. Tuy nhiên cô ta lại từ chối đưa tiền cho Thomas nếu như chưa gặp được ngài Kalezin. Thomas không biết Kalezin là gã quái nào, chỉ biết anh không chấp nhận cô gái này xuất hiện trong buổi tiệc cưới quan trọng nhất cuộc đời anh. Sau khi lấy được số tiền như mong muốn, Thomas cũng nhận ra gã mặc vest đen khi nãy là gián điệp của Cộng sản. Do hiện tại Thomas đang làm việc cho Churchill thuộc phe Cộng hòa, cho nên nếu muốn yên ổn làm ăn anh cần phải xử lý tên gián điệp đó càng sớm càng tốt. Thomas không thể tự tay làm chuyện đó trong ngày trọng đại của mình nên nhờ Arthur ra tay. Tuy nhiên Arthur cũng đã có vợ nên không muốn đôi tay lại nhuốm máu. Thomas nói đến một trong các tội danh của tổ chức, chỉ cần một trong số đó bị Churchill hay nhà vua khởi tố thôi cũng đủ khiến cả họ nhà Selby bị treo cổ. Arthur suy nghĩ một lúc rồi nhanh chóng đưa ra quyết định, anh gọi mục tiêu ra ngoài để gặp công nương Tatiana. Nhân lúc đi được nửa đường anh bất chợt tấn công lôi ông ấy xuống nhà kho. Thế nhưng Kalezin cũng không phải dạng vừa đâu, hắn suýt tí đã có cơ hội vật chết Arthur chứ chẳng chơi. Tuy nhiên Arthur có súng trong tay nên đã sớm kết thúc mọi chuyện. Lúc này Thomas đứng trên cao cùng Grey nhìn ra cửa sổ thật lãng mạn, thấy cỗ xe ngựa chở hàng rời khỏi khuôn viên ngôi nhà, đó là dấu hiệu cho việc tên gián điệp đã được Arthur giải quyết. Thomas ôm chặt Grey vào lòng thở phào nhẹ nhõm. Ngay trong đêm đó cái xác được đưa vào rừng tiêu hủy, Arthur đi tìm Linda và bắt gặp cô ấy đang trong nhà thờ. Đối diện người đẹp và nhất là đấng tối cao trước mắt, Arthur cảm thấy hổ thẹn với hành vi giết người vừa rồi. Trong phút chốc anh đã thật sự thành tâm sám hối về tội lỗi mình gây ra. Hôm sau Thomas có cuộc họp với người của tổ chức kinh tế về việc kêu gọi chương trình từ thiện. Tuy nhiên cuộc họp đã bị bãi bỏ vì hai ông lớn không xuất hiện mà chỉ để cho người đại diện là một mục sư đến gặp Thomas. Hắn ta sau khi nói vài câu đe dọa liền lấy ra một tờ giấy chỉ đạo Thomas phải tìm gặp người nhà Romanov.
Trước khi đi, anh đã đến thư viện tra sách báo để tìm hiểu kỹ về gia tộc đó. Thomas là vậy, luôn cẩn thận và suy nghĩ thấu đáo trong mọi tình huống. Mặt khác, dì Paul đến gặp John phàn nàn về việc một gã tên Angel, con trai của một tay đại gia, đang nguyền rủa John khắp nơi. Hóa ra trước đó John đã dạy cho Angel một bài học chỉ vì hắn đang cặp bồ với Lizzie. Việc gây thủ chuốc oán không cần thiết, thật sự thiếu khôn ngoan trong lúc này. Arthur định sẽ xin lỗi gia đình họ để mọi chuyện được êm đẹp, còn dì Paul lại muốn gửi Lizzie đến đó thỏa hiệp với họ. Điều này đối với John thật sự rất điên rồ. Hiện tại nhà Selby đang nắm quyền khắp Nam Bắc, thế nên anh cho rằng chúng ta không cần phải khoan nhượng hay cúi đầu trước bất kỳ lời đe dọa nào. Trong khi đó, Thomas tìm đến gặp nhà Romanov và được nhân viên thông báo ông ấy đang thiếu một khoản tiền phòng và hóa đơn ăn uống. Nếu muốn gặp ông ta, e rằng anh phải thay ông thanh toán số tiền đó. Thomas bất cần biết đó là bao nhiêu, liền rút ra một cọc tiền để lên bàn. Nhân viên há hốc mồm nói từ giờ sẽ đưa anh vào danh sách khách VIP của khách sạn. Đến nơi gặp gã người Nga nhà Romanov, anh đã tiết lộ sự thật ông không có mối quan hệ huyết thống nào với người trong dòng họ. Thậm chí nhà của ông cũng do hoàng gia anh tặng theo diện nhà từ thiện miễn tiền thuê, nếu vậy lấy đâu ra tiền để thuê anh làm sát thủ. Nghe xong, ông ấy lập tức lấy ra một viên kim cương xanh đưa cho Thomas và nói vợ con ông vẫn còn rất nhiều loại đá quý này. Thomas tin tưởng vào giá trị của viên sapphire đó. Anh nhận lấy rồi chấp nhận thỏa thuận với nhà Romanov. Tuy nhiên anh không biết rằng quý bà Isabella, nữ công tước, đã ra lệnh sau khi xong việc Thomas cũng sẽ bị trừ khử để diệt khẩu. Sau khi trở về nhà, Thomas nghe thấy việc rắc rối của John và cách giải quyết của Arthur. Anh liền nổi máu điên lên, cho rằng Arthur đã xử lý một cách mềm yếu dễ dãi, bởi vì một khi chúng ta càng nương tay, chúng sẽ càng lấn tới và tấn công chúng ta. Một lần xin lỗi sẽ phải xin lỗi suốt đời. Do đó ngay trong đêm, Arthur lại một lần nữa tìm đến tính sổ đốt quán rượu của gã Angel. Dường như từ khi có con, Thomas đã muốn từ bỏ hết những việc máu me tanh tưởi. Ban đêm anh cùng vợ bàn chuyện làm từ thiện và xin giấy phép từ thị trưởng để xây sửa thêm khu vui chơi trong nhà. Ban ngày anh cùng vợ con ngắm ngựa rồi cho cá ăn, cuộc sống vốn dĩ rất êm đẹp và hạnh phúc. Thế nhưng một ngày không ngờ tới lại xảy ra, cảnh sát London đột nhiên ập đến bắt cả vợ chồng John và Thomas về đồn. Sau đó anh mới biết người đứng sau vụ này là gã mục sư người Ý, đại diện cho Ott. Hắn yêu cầu anh tránh xa cô em gái Ada, bởi cô ấy có thể là lỗ hổng an ninh có liên hệ với sứ quán Xô Viết. Không chỉ thế, hắn còn đe dọa đến sự an nguy của thằng con trai cưng đang ở nhà, khiến Thomas sợ khiếp vía. Được thả ra, anh chạy một mạch về kiểm tra. Cũng may thằng bé vẫn an toàn, thế nhưng dưới gối lại có một tấm danh thiếp của công ty mai táng. Mặc dù rất lo lắng và sợ hãi nhưng anh không dám để cho vợ biết, đành giấu mọi thứ trong lòng rồi nói với cô ấy tất cả vẫn ổn. Dạo gần đây dì Paul dường như có ý định hồi xuân, bà thử thay đổi kiểu tóc và mặc một bộ dạ hội trắng trông không khác gì cô dâu. Nào ngờ outfit này lại khiến người họa sĩ Oliver rung động, ông ấy muốn được tặng bà một bức chân dung miễn phí ngay và luôn, nhưng dì Paul vẫn tỏ ra giữ khoảng cách trước mặt người lạ. Để rồi Ada ngồi bên cạnh phải thay họ kết tóc xe duyên, lên tiếng mời Oliver đến buổi tiệc từ thiện sắp tới do nhà Selby tổ chức. Được biết Gray đã rất kỳ công chuẩn bị cho buổi tiệc này, ngay cả việc gửi thiệp mời cũng phải được viết bằng tay mới đủ bày tỏ hết thành ý. Hôm ấy Gray chuẩn bị một bộ dạ hội bằng vải lụa sang trọng và quyến rũ, đeo thêm sợi dây chuyền đá sapphire màu xanh mà Thomas vừa tặng. Hai vợ chồng vô cùng hạnh phúc cùng nhau đến tham dự buổi tiệc để gặp gỡ những người giàu có và có tiếng trong giới làm ăn. Không ngờ trong số các khách mời lại có sự xuất hiện của gã mục sư thuộc tổ chức liên đoàn kinh tế. Gray không biết họ là ai, cô cho rằng có thể ngài thị trưởng đã đề cử họ đến đây. Thomas hiểu rõ sự xuất hiện của họ có ý nghĩa như thế nào đối với mình, anh rời khỏi buổi tiệc để đi theo họ vào một căn phòng trống. Cùng nhau bàn về những chiếc xe chứa đạn dược và một mẻ vũ khí nằm bên phía quân đội Thổ Nhĩ Kỳ, cần có cách để đưa hết tất cả lên tàu mang về London. Thomas cho rằng chỉ cần lợi dụng việc đình công, nhưng công tước muốn kiểm tra số hàng trước, do vậy ông đã gửi cháu gái Titania đến đây. Và Thomas có nhiệm vụ đưa cô ấy đi tham quan lô hàng đó, lại một ca khó khiến Thomas phải trầm ngâm khá lâu để trả lời, bởi dạo gần đây anh đang bị theo dõi rất chặt chẽ. Thomas trở lại buổi tiệc thì nhìn thấy Titania đã đến và thậm chí còn đang chào hỏi vợ anh. Thomas cảm thấy vô cùng căng thẳng và có đôi lời không phải đối với Titania. Thế nhưng cô ấy lại càng được nước lấn tới, nói rằng sợi dây sapphire rất quen đối với cô. Điều đó khiến Gray suy nghĩ mông lung về mối quan hệ giữa chồng mình và cô công tước trẻ trung xinh đẹp kia. Ngay khi nghe thấy có một quý bà sẵn sàng quyên góp một số tiền lớn, Gray vội rời đi để xử lý công việc và để Thomas ở lại cùng người đẹp. Lúc này Titania không ngần ngại thổ lộ, cô ấy sẵn sàng ngủ với anh để đạt được mục đích. Tuy nhiên Thomas tỏ ra không mấy quan tâm đến những gì Titania nói. Anh chỉ cho rằng việc tham quan nhà máy là một việc vô cùng sai lầm, cho đến khi Titania tiết lộ viên sapphire vợ anh đang đeo đã bị nguyền rủa. Thomas chợt khựng lại, nhìn kỹ nét mặt của Titania có vẻ không giống như đùa giỡn. Anh lập tức chạy đến cố thuyết phục Gray tháo nó ra. Bằng những lời mật ngọt và mùi mẫn, hai vợ chồng lại phát một bát cơm chó ngay giữa đám đông. Bất thình lình một gã lạ mặt nhân danh trả thù cho Angel xuất hiện nổ súng thẳng về phía Thomas.
Không may Arthur đẩy hắn ra lại làm lệch họng súng, viên đạn bay thẳng vào người Gray khiến cô ngã xuống ngay tại đó. Anh em nhà Shelby đấm tên sát thủ ra bã, còn Thomas thì chỉ biết ngồi đó ôm chặt lấy vợ trong tay. Đám đông khách mời dường như bị tiếng súng dọa cho hoảng sợ bỏ chạy tán loạn. Kể từ sau đám tang của Gray, hành tung của Thomas dần trở nên thất thường khó đoán. Lý do vì mẹ mất nên cậu con trai Charlie đêm nào cũng quấy khóc khiến Thomas nhiều đêm mất ngủ. Từ đó dẫn đến tinh thần bị vắt kiệt quệ và chìm trong nỗi ám ảnh day dứt vì cái chết của vợ. Ngoài mặt Thomas phải đối diện với thảm kịch bi đát. Nhưng đó lại mang đến cho công ty Shelby tin vui. Số tiền từ thiện được quyên góp dưới tên Gray cho việc xây dựng viện mồ côi đã tăng gấp 3 lần. Mọi người đề nghị lấy tên cô ấy làm tên của ngôi trường. Đó cũng là cách để họ tưởng nhớ và biết ơn đối với những gì Gray đã làm khi cô còn sống. Thomas chủ trì buổi họp với các cổ đông của mình chỉ chóng vánh chưa đến 5 phút. Tất cả những gì anh cần nói đều được viết lại vào một tờ giấy rồi đưa cho dì Paul xử lý. Ai cũng thấy được Thomas đang rơi vào trạng thái đau khổ và tất cả đều cần anh ấy trở lại bình thường để chỉ đạo mọi việc. Nếu cứ tiếp tục như vậy, chẳng mấy chốc phe cánh Sabini và Solomon sẽ lại nổi dậy. Arthur đến báo tin cho Thomas rằng đã trả thù được cho Gray, gã Angel đã bị cứa cổ khi đang nằm bệnh viện. Nghe tin này, Thomas như chút đi bớt được một chút gánh nặng trong lòng. Ngoài ra anh cũng cần xử lý luôn cả bố mẹ của Angel. Điều này thật sự khiến John và Arthur bất ngờ. Bởi dù sao mẹ hắn cũng đang là giáo viên dạy bọn trẻ ở viện mồ côi, thêm nữa bà ấy cũng là người tốt, Thomas không cần quan tâm đến việc đó. Nếu bà thật sự là người tốt thì sau khi chết sẽ được lên thiên đàng, hai người chỉ việc xử lý bà ấy, còn ông chồng Thomas sẽ đích thân tự ra tay. Cái chết của Gray có lẽ đã khiến Thomas mất đi lý trí, thật sự khiến John cảm thấy bất mãn. Anh so sánh vì sao Michael vào sau nhưng lại giữ được nhiều quyền lợi hơn. Trong khi đó anh chỉ toàn bị Thomas ra lệnh, tuy nhiên Thomas có lý do khiến anh ưu tiên cho Michael bởi anh cần ưu tiên những việc làm hợp pháp. Hôm ấy sau khi cuộc họp kết thúc, Thomas lẻn đưa con trai bỏ trốn trên một chiếc xe ngựa. Người ở nhà chỉ nhận được một lá thư do Thomas để lại. Trong thư anh nói có việc cần trở về Birmingham giải quyết. Thời gian đó Michael ở lại và bắt đầu quan tâm đến súng ống. Nhìn thấy Arthur và John tự do dùng súng, Michael cũng cảm thấy mình nên học cách bóp cò và đã đến lúc nên sở hữu một khẩu súng bên cạnh. Thế nhưng khi ý định bị mẹ phát hiện, bà đã kịch liệt phản đối và cấm không cho phép ai được dạy cậu sử dụng súng. Điều này khiến Michael cảm thấy không vui. Cậu nói nhỏ bên tai bà rằng con không còn là con nít nữa. Lời nói ngắn gọn nhưng xúc tích và đủ khiến Polly lo lắng. Sáng hôm sau, cỗ xe ngựa đưa Thomas đến gặp một bà đồng người Di Găng. Anh lấy ra sợi dây chuyền Sapphire và kể về lời nguyền đã làm cho người vợ xinh đẹp của anh phải bỏ mạng. Anh cần giải thoát bản thân khỏi ám ảnh đầy tội lỗi đó, rằng sợi dây chuyền thật sự bị nguyền rủa chứ không phải do anh khiến vợ qua đời. Cuối cùng cái gật đầu của bà đồng cũng giúp Thomas cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Anh tặng bà ấy sợi dây chuyền rồi cùng con trai quay về. Lúc này trên con tàu có đôi vợ chồng già lấm lét nhìn ráo rác xung quanh. Họ chính là bố mẹ của Angel, vừa nhìn thấy có người lạ áp sát. Họ lập tức gọi cầu cứu cảnh sát vì sợ sẽ bị Thomas trả thù. Cảnh sát ngay lập tức đưa họ vào vòng bảo vệ còn tận tình hộ tống xuống tàu an toàn. Thế nhưng không ngờ cảnh sát cũng đã bị nhà Shelby mua chuộc. Hắn ta đưa đôi vợ chồng ra đến gặp John và Arthur ở bến tàu bên kia. Người vợ vừa nãy còn hạnh phúc vì nghĩ rằng hai vợ chồng đã được cứu, không ngờ tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa. Mẹ của Angel từng là giáo viên dạy John và Arthur khi còn nhỏ, thậm chí cũng đã từng cho họ bánh kẹo. Thế mà giờ anh em họ báo đáp vợ chồng bà bằng cách này đây. Arthur cho rằng việc tha mạng cho bà là đã làm trái lệnh Thomas. Do đó họ buộc lòng phải đưa người chồng đi. Dù không muốn và rất đau lòng nhưng một trong hai người họ cũng phải có một người trả giá. Nếu không, cơn thịnh nộ của Thomas sẽ chẳng bao giờ nguôi. Theo như sắp xếp của họ, người vợ sẽ được đưa lên tàu để đến Mỹ định cư, còn người chồng được nhốt xuống một căn hầm để Thomas xử lý. Ban đầu Thomas đã rất tức giận, anh muốn dùng dao cắt từng bộ phận trên người ông ấy để hiến tế vong linh của Gray, nhưng sau đó anh lại không thể ra tay. Nhìn thấy Thomas dần vặt đau khổ, Arthur bất ngờ nổ súng kết liễu ông ấy để giúp Thomas giải thoát. Anh biết để giết một người không liên quan thật sự rất khó. Bởi dù sao nhà Shelby cũng không phải mất hết nhân tính, John cũng thừa nhận anh đã trở lại cho vợ ông ta một con đường sống, mọi chuyện đến đây có thể đã chấm dứt được rồi. Thomas bắt đầu quay lại guồng công việc vận hành các hoạt động trong công ty. Anh đến gặp Ada để hỏi cô về những công việc mà anh đã giao. Qua đó cô tiết lộ đã nghe ngóng tin tức từ một người bạn cũ của Freddy rằng lãnh sự quán Xô Viết đã cài cắm gián điệp vào tổ chức. Vì sự an nguy của những người anh, Ada đã khai ra tên của người cung cấp tin tình báo. Lấy xong tin tức, Thomas cũng thông báo với cô rằng anh đã sắp xếp cho cô một vị trí ở văn phòng Hoa Kỳ. Lần này cô sẽ kinh doanh mỹ phẩm Paris tại Mỹ một cách hợp pháp. Ngày hôm sau, người mà Ada tiết lộ nhanh chóng bị Thomas bắt giữ. Anh cần ông ta cho biết gián điệp của Liên đoàn Kinh tế là ai. Nếu không, chỉ chưa đến 12 giờ tới e rằng ông sẽ khó giữ được tính mạng. Đứng trước lời đe dọa này, khó ai có thể giữ kín bí mật. Cuối cùng ông ấy cũng đã nói cho Thomas biết sự thật.
Cùng lúc đó, Arthur được vợ thông báo tin vui, từ nay anh đã được lên chức làm bố, vì vậy cô mong rằng anh sẽ không phải làm việc đêm nữa. Đối với Arthur, đây quả thật là một tin tốt lành. Anh trịnh trọng mở cuộc họp thông báo cho toàn thể anh em biết vợ mình đã có thai. Mọi người ai nấy cũng đều chúc mừng. Riêng Thomas biết từ nay cần phải để Arthur tránh xa các hoạt động nguy hiểm. Là một lãnh đạo của băng nhóm xã hội đen thật sự không dễ gì. Nếu anh không có bản lĩnh, chắc hẳn anh em đã chẳng ai chịu phục tùng mệnh lệnh như vậy. Hôm ấy, Thomas đến gặp liên đoàn kinh tế. Chủ nhân là bà Elizabeth, người đã trả công cho anh bằng viên đá quý sapphire màu xanh đầy nguyền rủa. Anh đến để báo cáo tình hình hoạt động cho họ. Kế hoạch là kích động một cuộc tổng đình công ở Anh. Các công nhân từ biểu tình sẽ hóa thành bạo động nhằm gây sự chú ý của cảnh sát sạch. Từ đó anh sẽ lái chuyến tàu chở số xe thiết giáp đi London ngay trong đêm, còn lô đạn dược sẽ được chuyển đến Istanbul nếu ở đó người của anh không thể đến để giúp đưa anh quay về. Anh sẽ cho dốc toàn bộ số hàng xuống biển. Trước khi rời đi, Thomas bí mật viết lên khăn tay chi phí phát sinh trong kế hoạch và đưa cho nữ công tước, thế nhưng đó lại là lời nhắn nhủ của anh. Bà ta ngay lập tức ra lệnh cho cô cháu gái tiễn Thomas ra về. Nhân lúc đó anh đã tiết lộ gã mục sư kia chính là gián điệp của Cộng sản. Chính hắn đã cung cấp thông tin mật cho kẻ thù. Chỉ cần bà Elizabeth ra lệnh, anh sẽ lập tức tiễn hắn ta về nơi chín suối sau chuyến đi ấy trở về. Thomas nhận được thư báo cha anh đã chết. Thật trớ trêu khi đến giờ phút cuối cuộc đời, ông ấy cũng chỉ được một con điếm nào đó rũ lòng thương xót gửi thư báo về đây. So với những gì mà một người cha nên làm cho con, ông chẳng đáng để ba anh em họ tưởng nhớ đến hay thậm chí xây mộ phần. Họ thản nhiên săn một con hươu, sau đó xẻ thịt ăn uống rượu rồi cho ông ấy một phút mặc niệm. Kể từ đây, sự tồn tại của ông cũng được họ cho vào dĩ vãng. Không lâu sau đó, cuộc đình công bắt đầu diễn ra. Linda, vợ Arthur, báo tin cho cánh phụ nữ nhà Selby biết tin. Đến cả những công nhân ngoài kia còn dám đứng lên biểu tình giành quyền lợi để phụ nữ được quyền xây toilet riêng. Việc gì họ phải ở lại văn phòng úp mặt vào sổ sách. Mọi người nhanh chóng khăn gói theo chân dì Polly đến tham gia vào cuộc biểu tình trên phố. Phía bên này, Thomas có cuộc hẹn với Titania. Cô ấy đến văn phòng gặp anh và nguyện hiến dâng thân xác. Đây là cách phụ nữ Nga thường làm trong các buổi làm ăn nhằm tạo thêm niềm tin cho cả hai phía. Mỡ dâng đến miệng không mèo nào dám chê, Thomas cũng không ngoại lệ. Dù vợ chết mộ còn chưa xanh cỏ, đối diện trước vẻ đẹp ma mị của Titania, quả thật anh không thể nào từ chối. Đêm đó anh đưa Titania về nhà nướng khoai, nhưng địa điểm lại không phải phòng ngủ riêng của anh và Gray ngày trước. Titania vốn thông minh đến độ sắc sảo, cô ta biết rõ trong lòng Thomas vẫn chưa quên được vợ. Cô đột nhiên nổi điên giật súng của anh rồi bỏ chạy xuống nhà. Thomas chưa bao giờ cảm thấy lo lắng như vậy kể từ khi đối diện với cái chết của Gray. Nếu Titania tự sát khác gì anh sẽ mang tội giết cháu của công nương Nga. Thấy gương mặt anh lo lắng, cô càng thêm đắc chí, đưa súng lên đầu bóp cò nhưng không ngờ súng lại kẹt đạn. Người đẹp thì Thomas thấy nhiều nhưng người vừa đẹp mà điên thế này thì đúng là khiến anh sợ khiếp vía. Cuối cùng Titania cũng đã đồng ý cho anh giết chết gã mục sư. Tuy đã ăn nằm với nhau nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc Thomas sẽ tin vào cô ấy. Anh luôn tìm đến phương án dự phòng nếu chẳng may đối phương lật kèo. Thế nên anh đã vạch ra kế hoạch cướp kho báu của bà Elizabeth. Việc này anh chỉ mới tiết lộ cho Arthur và John biết, không ngờ Arthur lại kể cho Linda nghe. Chẳng mấy chốc tin tức đã lan truyền khắp hội phụ nữ nhà Selby. Vì việc này mà một lần nữa dì Paul đã cảnh tỉnh Thomas về cô nàng người Nga kia, khuyên anh nên cẩn thận trước sắc đẹp. Bởi trước đây sự xuất hiện của Gray từng khiến anh mắc sai lầm, Thomas khẳng định anh chỉ cố đào bới thông tin từ cô ta chứ không có ý gì hơn. Sau vụ này, Thomas biết Linda chính là mối nguy hại đối với Arthur, vậy nên anh đã đến gặp Linda dò la tin tức. Cô ấy thậm chí đã nhẩm tính trước số tiền công mà Arthur được nhận khi kế hoạch thành công. Không biết có một người vợ tháo vát thông minh như vậy là phúc hay họa. Nhưng cô ấy dường như được quyền sắp đặt tất cả mọi thứ. Cô đã đặt sẵn vé và kế hoạch đến Cali định cư cùng Arthur nếu số tiền ăn chia không sòng phẳng. Chắc chắn cô ta sẽ cấm cản Arthur tham gia. Do vậy, Thomas đã đề xuất một con số hợp lý để cô ấy hài lòng. Cuối cùng, vụ thỏa thuận cũng diễn ra như ý anh muốn. Thomas lùi một bước để tiến một bước. Thả con tép để bắt con tôm luôn là biện pháp khôn ngoan để anh đạt được những mục tiêu to lớn phía trước. Đến thời khắc quan trọng phải xử lý tên gián điệp, anh theo dõi gã mục sư vào đến nhà vệ sinh, nhưng không ngờ đến nơi anh lại là người bị tấn công từ phía sau. Hóa ra hôm trước khi dì Paul biết việc bà sắp phải ám sát một gã mục sư, cảm giác day dứt khôn nguôi khiến bà tìm đến nhà thờ xưng tội với cha xứ, và gã đó lại chính là người của tên mục sư mà Thomas cần thủ tiêu. Thomas bị đánh đến mê man bất tỉnh. Chúng dùng ống tiêm bơm vào cổ anh một chất thuốc gì không rõ, sau đó xác nhận những gì anh nghi ngờ là hoàn toàn chính xác. Hắn là kẻ đã cung cấp tin tức cho lãnh sự quán Xô Viết theo chỉ thị của khu D và để giữ lại mạng sống. Anh buộc phải đính chính trước mặt Liên đoàn Kinh tế Nga rằng đây chỉ là hiểu lầm, nếu không con trai anh sẽ có kết cục giống mẹ của nó. Không ngờ chúng đã cài cắm người ở cạnh Thomas mà anh không hề hay biết. Đêm đó chúng thả anh ra giữa đường rồi bỏ đi. Thomas trở về nhà trong tình trạng chỉ còn lại 50% sự sống.
anh đuổi hết cựu quân nhân chỉ để lại mỗi mình bà quản gia lâu năm và đáng tin tưởng nhất. Tất cả cũng chỉ vì sự an toàn của Sally, anh gọi điện thông báo với Arthur rằng vụ cướp đã bị hủy bỏ, sau đó gọi cho Ada nhờ cô kết nối để được gặp lãnh sự Xô Viết. Ngay trong đêm, Thomas chơi một ít thuốc giảm đau để giữ dáng vẻ trông ổn nhất có thể đến gặp bà Elizabeth. Đứng trước mặt họ, anh đính chính việc nghi ngờ gã mục sư là hoàn toàn nhầm lẫn, đồng thời cúi đầu xin lỗi như lời hắn yêu cầu. Tên khốn ấy còn cố làm khó anh bằng cách yêu cầu đọc một bài kinh sám hối. Thomas thật sự không còn đủ sức để thở, anh vội vàng rời khỏi đó và tìm đến nhà Ada. Bên trong đã có cố vấn lãnh sự Xô Viết ngồi đợi sẵn. Anh thông báo cho họ biết thành viên của cơ sở Anh Quốc và những người Nga trắng lưu lạc đang lên kế hoạch cướp xe bọc thép từ một nhà máy ở Birmingham. Toàn bộ kế hoạch được tường thuật lại để họ nắm tình hình. Vụ cướp chỉ là mồi nhử để họ có động thái bạo lực trên nước Anh đối với những người biểu tình. Lý do anh tiết lộ cho họ biết là vì tính mạng anh và người nhà đang bị đe dọa, đến giờ Thomas không chịu được nữa. Anh cố bò ra ngoài nhờ Ada giúp đưa đến bệnh viện, thế nhưng đầu óc anh vẫn còn minh mẫn để nhận ra bản thân rất có thể đã bị xuất huyết não. Quả thật kết quả không nằm ngoài dự đoán của Thomas, anh phải nằm viện trị liệu mất một thời gian dài và trên đầu còn mang một vết sẹo mổ hệt như con rết. 3 tháng sau, tình trạng sức khỏe của Thomas cũng đã hồi phục, anh trở về và phải đối mặt với những lời đồn đoán rằng anh bị thần kinh. Ngay cả Solomons cũng vượt hàng ngàn cây số để đến tận nơi xem thủ lĩnh Peaky Blinders sống chết ra sao. Sau cuộc nói chuyện riêng, Thomas gọi mọi người vào phòng cùng họp. Arthur vừa nhìn thấy Solomons đã vội vàng tránh mặt, rõ ràng đối diện với kẻ từng phản bội và đưa mình vào khám là một cảm giác không mấy dễ chịu. Tuy nhiên lần này vì sự hợp tác với Thomas, Solomons đã chủ động nói lời xin lỗi với Arthur và mong anh sẽ tha thứ. Arthur vì đại cuộc nên miễn cưỡng đồng ý, nhưng anh không hiểu vì sao cần phải hợp tác với Solomons. Đã vậy, Thomas đành phải cho Arthur chứng kiến sự bệnh hoạn của những tên Nga ngủ ấy. Ngoại trừ việc thích vodka ra thì phụ nữ Nga còn có niềm đam mê sưu tập súng lạ. Họ yêu cầu Arthur và John phải để họ kiểm tra mức độ an toàn của bộ súng đạn. Nhìn John có vẻ hào hứng thích thú nhưng đây lại là một nỗi sỉ nhục với Arthur, bởi dù sao anh cũng cảm thấy việc này là có lỗi với vợ. Cảm thấy đủ tin tưởng, họ bắt đầu cho phép Thomas lựa chọn phần thưởng sau khi nhiệm vụ kết thúc để chắc rằng những món trang sức đó là hàng thật. Anh đã nhờ Solomons thẩm định giá trị với thân phận là thợ kim hoàn. Số trang sức được chọn sẽ có giá trị tương đương với số tiền công anh lãnh được. Họ sẽ đóng hộp chúng cho đến khi kế hoạch thành công. Sau một lúc gom góp cảm thấy vẫn còn thiếu một ít, Solomons yêu cầu lấy thêm quả trứng Faberge. Đó là vật phẩm có giá trị cao đối với Sa Hoàng và gần như là quả trứng đắt nhất thế giới. Bàn xong việc làm ăn, anh em nhà Selby được mời ở lại dự tiệc, mà trong buổi tiệc này cả ba anh em đều thất tiết với vợ. Nhưng người khó nhọc nhất phải kể đến Thomas, việc hầu hạ cháu gái nữ công tước quả thật không dễ dàng. Cô ta sướng quá hóa rồ, suýt tí đã dùng chiếc khăn choàng xiết cổ anh. May sao phước lớn mạng lớn và đó chỉ là một trò đùa của cô ta nhằm giúp anh quên đi người vợ quá cố. Phía bên kia, bức tranh chân dung của dì Paul cũng đã hoàn thành. Nó đẹp một cách xuất sắc khiến bà vui phát khóc. Đây là lần đầu tiên có người dùng ngòi bút tả bà một cách chân thực đến thế. Giá trị của nó không tài nào so với tiền bạc được. Vì vậy, Polly đã quyết định trả công cho ông họa sĩ bằng một nháy tàu nhanh. Sáng ra, ba anh em nhà Thomas hẹn gặp một nhóm lính đào hầm. Họ cần những người lính này giúp thực hiện kế hoạch thụt kết cung điện của nữ công tước. Đề phòng trường hợp họ không nhận được thù lao, anh sẽ đột nhập vào nơi chứa kho báu và lấy đi phần thưởng thuộc về mình. Những người lính bắt đầu công việc đào bới, Thomas và anh em trở về tham dự lễ kỷ niệm thành lập trại trẻ mồ côi. Cũng là để tưởng nhớ đến những công lao của Gray ngày trước, hội các bà quá phụ vây quanh khen ngợi Thomas nức nở. Hiếm khi thấy đàn ông ra ngoài lại chịu khó ẵm theo con như thế này, Thomas không đành lòng từ chối tình cảm mà họ dành cho mình. Miễn cưỡng đưa con trai cho người khác bế rồi cầm bức tượng hình con ngựa trên tay chụp hình cùng mọi người, để rồi khi chụp hình xong cũng là lúc con trai anh biến mất. Thomas chạy khắp nơi hỏi có ai đang bế Charlie không nhưng tất cả đều ngơ ngác. Có người nói họ đã thấy Charlie đã bị đưa lên một chiếc xe chạy về phía nam. Lúc này John và Arthur lo lắng hơn ai hết, họ sẽ truy tìm tung tích chiếc xe đó. Tuy nhiên rất nhanh sau đó đã có người đến tận văn phòng báo tin cho Thomas. Hiện chúng đang giữ con trai anh và đề nghị anh lên xe. Việc bắt cóc thằng bé là lời cảnh cáo cũng như đe dọa để Thomas không dám phạm thêm sai lầm nữa. Chúng đã biết anh lén liên hệ với quân Xô Viết ngăn cản kế hoạch cho nổ tàu. Nếu muốn gặp lại con trai, anh phải nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ. Đồng thời giải giấy tung tin bất lợi cho phía quân Xô Viết khắp đống đổ nát. Không ngờ từng là một thủ lĩnh băng đảng khét tiếng tại Birmingham, nay Thomas lại trở thành tay sai chống cộng cho chính phủ. Khi nào chính phủ anh cắt đứt quan hệ đối ngoại với Liên minh Xô Viết, khi đó anh mới được giải thoát. Thế nhưng không ngờ kế hoạch đào hầm của anh cũng bị gã mục sư nắm thóp. Hắn yêu cầu anh thực hiện vụ cướp xong phải đưa hết số trang sức về văn phòng cho chúng. Nếu không, tiếng chuông báo sáng sẽ là hồi chuông báo tử cho con trai anh. Không lý nào tất cả bí mật đều bị bại lộ như vậy, Thomas bắt đầu nghi ngờ trong số người thân có ai đó đã phản bội.
vợ của hai thằng em hoặc Ada, dì Polly và ông họa sĩ. Đây đều là những người biết về kế hoạch đào hầm và vụ cướp trang sức. Lúc này anh thà tin những người lính đào hầm còn hơn tin anh em của mình, bởi những người lính đó không biết gì về vụ cướp trang sức. Tất cả đều bất mãn vì bị Thomas nghi ngờ. Sau khi anh dùng phương pháp loại trừ, chỉ còn lại một mình gã họa sĩ đang cặp kè với dì Polly. Anh đặt nghi vấn vì sao một tên có họ Vấn như hắn lại theo đuổi người như bà. Những lời của Thomas như đòn sát thương chí mạng khiến Polly đau đớn đến gục ngã. Đêm đó bà đợi Oliver nhưng ông ta không đến. Lẽ nào do bà đã hết giá trị lợi dụng nên hắn cũng quất ngựa truy phong? Bà chút giận lên bức tranh khiến nó vỡ vụn hệt như trái tim bà hiện tại. Thomas có cuộc hẹn gặp Solomons để lấy danh sách những nhà quý tộc muốn sở hữu quả trứng đắt nhất thế giới. Tuy nhiên sau khi xem xong danh sách, anh biết vẫn còn thiếu một cái tên. Một lần bất trung trăm lần bất dung, hắn đã từng lừa dối và phản bội thì chắc hẳn lần này cũng không ngoại lệ. Anh cho rằng chính hắn là kẻ đã kể cho khách hàng nghe về kế hoạch từ đường hầm cho đến vụ cướp để khẳng định giá trị của quả trứng. Lúc này Solomons cũng không ngại thừa nhận việc mình đã làm. Tuy nhiên hắn không hề biết rằng con trai của Thomas đã bị bắt. Trong lúc Thomas nóng giận muốn bắn chết Solomons, Michael đã làm dịu tình hình bằng cách tiễn tên thuộc hạ của Solomons về nơi chín suối. Dù biết gã Solomons rất đáng chết nhưng Michael vẫn cố ngăn cản Thomas nông nỗi, bởi giữa họ còn có lệnh đình chiến ở London. Solomons cho rằng thế giới mà họ đang sống vốn rất tàn bạo, đây có thể gọi là quả báo nhãn lồng, thế nên đừng trách người khác tàn nhẫn. Tuy nhiên hắn thú thật rằng hắn không biết gì về việc thằng bé bị bắt cóc, lời nói đó giúp tâm trạng Thomas trở nên bình tĩnh hơn. Đêm đó ông họa sĩ đột nhiên đến tìm Polly thì sững sờ với bức tranh bị rạch nát. Polly chĩa khẩu súng vào đầu ông và hỏi lý do vì sao hôm qua ông không đến. Oliver giải thích ông thật sự chưa sẵn sàng dấn thân vào thế giới của bà. Nhưng giờ ông đến đây để nói rằng ông thật sự muốn sống cùng bà quãng đời còn lại. Những lời đường mật đó đã khiến dì Paul ấm lòng. Một lần nữa bà ngã vào lưới tình nằm gọn trong vòng tay người họa sĩ tài hoa tri thức. Tình yêu của họ đã vượt qua khỏi ranh giới của sự phân biệt tầng lớp và tri thức xã hội. Sau khi trở về, Thomas gấp rút tìm đến con đường mà các thợ đào đang hoạt động. Anh lao vào đào như một con chuột chũi chăm chỉ. Thời gian không cho phép anh ngừng lại thêm một giây phút nào nữa. Không khí bên trong ngột ngạt lại chật hẹp. Có người đang đào đột nhiên lên cơn co giật do thiếu oxy trầm trọng. Những đồng đội khác phải di chuyển anh ta ra ngoài nghỉ ngơi. Thomas ở lại cố hoàn thành xong con đường dẫn đến kho báu. Trong lúc này, Michael cùng Finn tìm đến nhà thờ để trả thù tên mục sư. Trước khi đi, Michael đã hứa sẽ chính tay tiễn hắn xuống suối vàng. Do đó, cậu đã yêu cầu mọi người đợi bên ngoài. Một mình Michael cầm súng bước vào, gã mục sư nhận ra được sự run rẩy từ đôi tay đó. Hắn bất chợt tấn công Michael và chiếm thế thượng phong. Lẽ nào việc để một con cừu non như Michael đối mặt với con sói già này là một sai lầm? Bất chợt một tiếng nổ vang lên, Thomas đã đào xong đường hầm dẫn đến nơi giấu kho báu. Anh nhanh tay gom số trang sức quý giá ấy vào túi mang đi. Bên này Arthur và John đợi đúng thời điểm cho nổ con tàu để có được 6 người tử vong. Michael bộc phát dùng dao phản công chiếm lại ưu thế. Mọi người vào trong muốn hỗ trợ nhưng cậu không đồng ý. Một mình cắt tiết gã mục sư và cứu được Charlie an toàn. Nếu Finn báo tin này cho Arthur sớm hơn, có lẽ họ đã không phải cho nổ con tàu. Vốn dĩ Peaky Blinders kinh doanh nhà cái kiếm tiền, nhưng sâu trong họ vẫn chưa đến mức mất nhân tính giết người bất chấp đúng sai. Lúc này Thomas đã thành công trở về với túi trang sức, Charlie cũng đã ở nhà an toàn, kẻ thù cũng được xử lý xong, mọi chuyện đến đây xem như đã chấm dứt. Càng trải qua sóng gió, Michael càng muốn giúp sức cho công ty đối với cô bạn gái vừa báo có thai nhưng lại không muốn kết hôn. Cô ấy thậm chí còn chưa muốn làm mẹ ngay lúc này. Michael đã đưa ra quyết định để cô ấy tự giải quyết và cũng kết thúc mối quan hệ giữa hai người. Thomas giao trả lại số hàng cho Titania để đổi lấy tiền mặt. Không ngờ vừa quay đi, cô ta lại đòi anh trả tiền phục vụ trên giường. Thomas muốn giải quyết dứt điểm cho xong, vội rút ra một sấp tiền trả cho cô ấy mà không hề mặc cả. Bản lĩnh của đàn ông là nằm ở đây ăn bánh chấp nhận trả tiền. Vừa đi khỏi, cô ta bất ngờ rút súng ra bắn chết người giám định trang sức. Vậy là không còn ai làm chứng cho cuộc giao dịch giữa cô và Thomas. Qua đó cô ta sẽ ôm số trang sức này cao chạy xa bay, hưởng thụ một cuộc sống tự do và giàu có. Không lâu sau, vợ John cũng đã hạ sinh cho cậu một đứa con kháu khỉnh. Thomas tổ chức cuộc họp đại gia đình nhà Shelby thông báo về những gì đã xảy ra. Anh xin lỗi vì đã kéo Arthur vào vụ nổ tàu, sau đó đưa thêm tiền cho vợ anh như chuộc tội. Từng người đều được phát lương cho việc mà họ đã làm cho tổ chức. Trải qua vô vàn biến cố được và mất, Thomas học được lũ khốn kia còn tệ hơn những gì anh làm. Chúng ta có đàng hoàng đến thế nào cũng không thay đổi được thân phận thật sự. Dù đã cố gắng làm ăn hợp pháp nhưng vẫn bị những tên quan chức chính quyền lợi dụng. Luật chơi trong giới này là nhận tiền của ai thì phải làm việc cho người đó. Bất kể nhiệm vụ có giết 5 người hay 50 người, ta vẫn phải làm. Dì Paul không đồng ý với quan điểm này. Tuy nhiên Michael lại cho đó là điều đương nhiên. Cả phòng họp chỉ có Michael ủng hộ với Thomas. Nào ngờ Thomas lại đột nhiên thông báo, cảnh sát trưởng Birmingham đã cho lệnh bắt anh về tội mưu sát bạo loạn âm mưu gây nổ. Tất cả những người ở đây không ai là không có tội.
Arthur và John âm mưu gây nổ và giết người đốt quán rượu, dì Polly giết chết tránh thanh tra Campbell, Michael giết chết gã mục sư, Thomas điềm tĩnh trước sự hoảng loạn của người thân, anh xin mọi người hãy tin tưởng vào kế hoạch của mình, hãy cứ để cảnh sát bắt giữ. Vợ của John và Arthur nhìn Thomas như kiểu muốn ăn tươi nuốt sống anh, hóa ra anh đã biết trước tất cả mọi chuyện nhưng lại cố tình che giấu. Rất nhanh sau đó cảnh sát ập vào áp giải cả nhà Shelby, họ như cá nằm trong lưới không thể kháng cự đành phó mặc cho số phận bị Thomas sắp xếp. Với những tội danh mà nhà Shelby đã gây ra họ thật khó thể tránh khỏi tội chết. Theo luật hiện hành chắc chắn sẽ phải bị treo cổ tập thể giữa lúc các lính cái áp giải gia đình Shelby ra pháp trường. Phía bên kia có người thông báo với bộ trưởng, Thomas đã gửi đến một lá thư tố cáo những vụ án anh tham gia đều có liên quan đến nhà vua và nữ hoàng. Thư ký lập tức gọi điện hỏi ý kiến nhà vua xem xử lý vụ này như thế nào. Theo như điều kiện thỏa thuận mà Thomas nhắc đến trong thư, anh yêu cầu trả tự do cho tất cả thành viên trong gia đình, đồng thời phải được cấp một danh hiệu vinh dự OBE. Đây là danh hiệu được trao tặng bởi nữ hoàng Anh dành cho những cá nhân nổi tiếng và có đóng góp lớn cho xã hội. Vì những thành tựu và đóng góp của anh trong việc giành được sự tôn trọng và quyền lực trong thế giới ngầm tội phạm ở Birmingham, nay khi cổ đã đưa vào dây thòng lọng, lính hầu của triều đình cũng kịp thời xuất hiện với lệnh thả người trên tay. Vậy là cả nhà không cần phải đợi đến suối vàng mới được đoàn tụ, tuy nhiên tình cảm giữa họ lại có sự rạn nứt không hề nhỏ. Dù là giang hồ thì họ vẫn sợ chết, bao lâu nay những pha vào sinh ra tử nhiều không đếm xuể, hơn nữa cả John và Arthur cũng đều lên chức cha. Chính bi kịch từ Thomas đã khiến họ mềm lòng đồng ý theo vợ bỏ phố về vườn trồng rau nuôi cá. Cuộc sống bình yên cứ trôi qua mỗi ngày như thế là đủ, rời xa thị phi tiền tài danh vọng để làm ông bố bỉm sữa chân chính. Riêng đối với Michael, thành viên thất lạc nhiều năm nhưng lại vô cùng hứng thú với việc kinh doanh của gia đình. Do John và Arthur rời đi nên Michael cũng được nắm giữ một vài vị trí quan trọng. Hiện tại Shelby đã trở thành một công ty lớn mạnh với nhiều xưởng và nhà máy sản xuất kinh doanh hợp pháp. Thế nhưng ẩn sâu bên trong bản chất của mafia giữa các ông chủ là không thay đổi. Việc trả lương cho nữ công nhân thấp hơn so với nam đã khiến Thomas dính vào nghi án bóc lột người lao động nữ. Eden, người của hội bảo vệ phụ nữ đã đến gặp Thomas thương lượng về việc điều chỉnh mức lương phù hợp. Nếu không cô sẽ kích động hàng loạt công nhân xuống đường biểu tình đòi lại quyền lợi. Tuy nhiên Thomas cho rằng chỉ vài ngày nữa là đến Giáng sinh, mùa đông ở Anh Quốc thật sự rất lạnh. Nhu cầu sưởi ấm tăng cao kéo theo giá mua nhiên liệu khí đốt cũng không hề rẻ. Liệu những người lao động nghèo có dám bỏ việc xuống đường dưới cái rét mùa đông như vậy không? Hơn nữa nếu muốn công bằng theo ý của Eden, anh sẽ tăng thêm 5 đồng cho các nhân công nữ, bù lại sẽ cắt bớt 5 đồng của công nhân nam. Nghe đến đây Eden cũng đành hạn hán lời. Tuy lúc này gia đình đang diễn ra nội chiến thầm lặng, nhưng tiền đồ của Thomas phải nói không ai sánh bằng. Quan trọng hơn hết là con trai anh vẫn sống khỏe mạnh mỗi ngày, liệu rằng ở đời có ai làm nhiều chuyện sai trái mà vẫn được nhận phúc báu hay không? Nếu có thì chắc chắn đó không phải trường hợp của Thomas. Một ngày nọ anh đột nhiên nhận được bưu thiếp khủng bố do ân oán nhiều năm trước. Có ngờ đâu anh trai của tên Angelo lại là Luca, một tên trùm mafia Ý khét tiếng. Vào thời khắc Thomas giết chết bố của họ, Luca đang bị bắt giam ở Mỹ vì tội khủng bố. Việc Arthur và John tha mạng cho người mẹ đã khiến gia đình họ đoàn tụ. Dĩ nhiên một tên mafia Ý sẽ không tha thứ cho kẻ đã giết chết em trai và bố mình. Mặc dù chưa từng chạm trán nhưng chỉ vừa nghe đến tên của băng nhóm khủng bố, Thomas lập tức toát mồ hôi vì sợ. Anh cố liên lạc với từng người thân trong gia đình để cảnh báo cho họ biết nguy hiểm đang rình rập. Tuy nhiên họ lại cố giấu điều đó trước mặt vợ vì không muốn họ thêm phần lo lắng. Linda có thể không biết nhưng đối với Esme thì không. Vợ của John cũng là người trong giới và cô thật sự hiểu được mức độ nguy hiểm của bức thư khủng bố lần này. Hai vợ chồng chuẩn bị súng ống sẵn sàng nghênh chiến bất cứ lúc nào. Riêng Arthur phải lén lút nhận khẩu súng từ Ada để phòng thân. Dì Paul lúc này không chỉ bỏ bê tổ chức mà còn bỏ cả bản thân. Bà tự nhốt mình trong nhà không đoái hoài gì đến nhân tình thế thái cũng chẳng hơn thua tranh giành với đời. Nghĩ vậy là tốt nhưng nếu không duy trì thuốc an thần chắc chắn bà sẽ lại lên cơn hoảng loạn. Đã đến lúc Michael cần phải thay đổi đại cuộc giúp mẹ thoát khỏi ám ảnh trong quá khứ. Riêng với Thomas lúc này điều anh sợ nhất chính là khủng bố. Không biết khi nào băng đảng mafia của Luca sẽ tìm đến đây trả thù. Anh tập trung cao độ cho việc phòng thủ. Ngay cả một tiếng động ngoài cửa cũng có thể khiến anh cảm thấy bất an. Giờ là lúc mọi người phải cùng nhau đoàn kết lại để đối phó kẻ thù. Do đó Thomas đề nghị những người đang ở ngoài phải từ bỏ tất cả để quay về đây. Một cây làm chẳng nên non, cả nhà họp lại đấu tra thằng nào trả thù được. Ngay trong đêm, Ada lập tức đến thông báo cho Michael và dì Paul biết. Phía bên kia Thomas dặn dò quản gia chuẩn bị thực đơn đón khách. Tuy nhiên bà lại hỏi anh rằng khách sẽ đến vào lúc nào, trước hay sau khi đức vua đọc tuyên ngôn. Nghe đến đây Thomas đã thấy có gì đó sai sai. Hóa ra người đặt câu hỏi này chính là bếp phó. Anh nói sẽ trực tiếp báo với nhà bếp rồi yêu cầu quản gia ra ngoài. Tại đây anh bắt đầu điều tra về lai lịch về nhân sự trong bếp của mình. Cách đây vài tháng anh có tuyển thêm đầu bếp mới, nhưng hắn không đến đây một mình mà còn mang theo một bếp phó để hỗ trợ. Lần này Thomas đích thân xuống bếp kiểm tra, nhìn thấy gã bếp phó người Ý đang ngồi gọt rau củ.
Thomas lấy ra 10 bảng thưởng cho gã nhưng thái độ của gã khá dửng dưng, thử hỏi lương của gã được trả bao nhiêu mà chảnh chọe đến thế. Thomas vào phòng mổ tìm gặp bếp trưởng, đích thân xác nhận mọi thông tin có phải ông được Sabini phát đến hay không. Nhìn nét mặt sợ hãi không còn miếng máu, Thomas biết chắc ông ấy không liên quan gì đến việc này, vậy vấn đề chắc chắn nằm ở chỗ gã bếp phó kia. Ông ăn tiền của Sabini để giúp đưa tên bếp phó vào đây làm việc với nhiệm vụ ám sát Thomas, anh cho người nhân danh bếp trưởng gọi tên bếp phó đến phòng mổ. Quả nhiên hắn mang theo một khẩu súng để chuẩn bị lấy mạng Thomas, không ngờ Thomas cao thủ hơn nấp sau cửa đợi sẵn, gã bếp phó vừa bước vào lập tức bị Thomas xông ra xiên táo tại chỗ. Anh cho hắn một cơ hội sống để tiết lộ chủ nhân đằng sau là ai, tuy nhiên hắn lại ngoan cố mắng chửi anh bằng một tràn tiếng Ý để rồi nhận lấy cái kết đắng. Thomas giữ lại mạng sống cho bếp trưởng, yêu cầu ông quay về báo cho Sabini rằng hắn đã chọn sai phe trong cuộc chiến này. Sau khi xử xong bọn mafia Ý, Thomas sẽ đến tìm Sabini. Thay vì mang xác đi hỏa thiêu như mọi lần thì lần này, Thomas yêu cầu thuộc hạ ném xác xuống sông để cho Luca biết đây chính là lời cảnh báo dành cho hắn. Tình hình giờ đây đã vô cùng nguy kịch, chúng trà trộn được vào nhà của Thomas từ 2 tháng trước mà nay anh mới phát hiện ra. Một lần nữa Thomas gọi điện thông báo họp gia đình khẩn cấp, nhưng phía bên kia Esme lại ngăn cản không muốn rời khỏi tổ ấm của hai vợ chồng. Trong lúc Michael và Arthur cố thuyết phục thì bất ngờ một nhóm mafia trên xe ngựa xuất hiện giương súng ra bắn xối xả về phía họ. Người nhà Shelby chống trả nhưng không ăn thua, để rồi John và Michael là hai nạn nhân lãnh đạn nhiều nhất. Nhìn thấy hai người họ ngã xuống chúng mới chịu bỏ đi, rất nhanh sau đó John và Michael được đưa vào bệnh viện chữa trị. Tuy nhiên không có may mắn nào dành cho John, nghe tin xấu càng khiến tâm trí dì Paul hoảng loạn. Tình trạng của Michael giờ đây như ngàn cân treo sợi tóc, không biết có qua khỏi mùa đông này không. Arthur và Thomas đứng trước cái xác lạnh lẽo của John không khỏi tự trách bản thân. Tưởng chừng như người đau đớn nhất là Esme nhưng điều đó là không đúng. Cô thậm chí còn mạnh mẽ và bình tĩnh hơn bất kỳ ai, một tay cô tháo hết trang sức trên người John. Phải rồi, là một cái xác thì anh không cần những thứ phù phiếm xa hoa đó nữa, nhưng đó lại là thứ vật chất cần thiết để hai mẹ con cô cao chạy xa bay khỏi nơi máu lạnh này. Cuối cùng thì cả nhà cũng đã hội tụ lại đông đủ, mọi người đồng loạt bỏ phiếu ngừng cuộc nội chiến. Peaky Blinders sẽ một lần nữa tái xuất giang hồ quậy đục nước Anh quốc. Căn biệt thự của Thomas trở thành căn cứ phòng thủ, đạn dược súng ống được mang đến nơi tập kết. Thomas sử dụng khoản vườn trống làm nơi tổ chức tang lễ cho John. Một bầu không khí tang thương bao trùm lấy gia đình Shelby. Phía bên ngoài có hai tên sát thủ của Luca đang rình rập. Đang lúc chúng chuẩn bị nổ súng thì cả hai đều bị đăng xuất khỏi trái đất. Hóa ra Thomas đã âm thầm liên hệ với nhóm lính đánh thuê, cố tình dùng đám tang của John làm mồi nhử để triệt hạ hai gã sát thủ của phía kẻ thù. Vì việc làm này mà một số thành viên trong nhà cảm thấy vô cùng bức xúc, điển hình là dì Paul và Linda vợ Arthur. Cô ấy muốn bỏ về quê lập tức nhưng Ada ngăn không cho điều đó xảy ra, cô và đứa bé chính là điểm yếu của Arthur. Và chúng sẽ nhắm vào hai mẹ con cô làm con tin, thế nên Ada đưa cho chị dâu chìa khóa của căn nhà bí mật, hy vọng họ sẽ an toàn lánh nạn khi ở đó. Ngay khi có tin Michael đã tỉnh lại và vượt qua cơn nguy kịch, dì Paul đã lên sẵn kế hoạch để hai mẹ con trốn sang Úc làm lại cuộc đời. Tuy nhiên Michael biết anh phải mất 5 tuần nữa cơ thể mới hoàn toàn hồi phục, vì vậy anh đã cầu xin mẹ phải trở lại giúp đỡ Thomas. Không có bà, Thomas sẽ không sống nổi. Và nếu không có Thomas thì sẽ chẳng còn dòng tộc Shelby. Nghe con trai hứa sau này cậu sẽ cùng bà rời khỏi đây, dì Paul bắt đầu cảm thấy có chút hy vọng. Tối hôm đó, thanh tra Moss đến gõ cửa nhà Ada, nào ngờ lại gặp Linda ở đó. Ông nhờ cô chuyển lời cho Thomas rằng tình báo ở London đã cử 7 sĩ quan đến Birmingham nhằm điều tra những người có liên quan đến Cộng sản, trong đó danh sách đứng đầu có tên của Ada. Đúng thật, trước đây Ada từng hoạt động cho phe Cộng sản, giờ đây có lẽ họ phải xếp hàng đợi đến lượt nếu muốn tìm người nhà Shelby. Vài ngày sau, trong văn phòng của Thomas xuất hiện một vị khách không mời mà tới. Qua vài câu giao đãi, anh biết chắc chắn đó chính là Luca. Thomas lập tức rút súng ra phòng thủ, nhưng giờ đây khẩu súng đã trở nên vô dụng khi những viên đạn đều đã bị Luca cài người vào tháo ra hết. Hắn xếp từng viên đạn ra và bắt đầu đếm, số đạn này đủ cho những thành viên còn lại trong gia đình Shelby. Hắn muốn anh phải chịu đựng cảnh tượng chứng kiến người thân chết hết và chỉ còn lại một mình anh sống sót, bởi mẹ của hắn biết Thomas là một kẻ rất yêu gia đình. Luca vốn dĩ có thể giết chết Thomas bất cứ lúc nào hắn muốn, tuy nhiên hắn sẽ không làm điều đó một cách tầm thường như vậy. Nói xong, hắn còn chỉ trích Thomas việc phòng bị an ninh quá lỏng lẻo, từ việc cài người vào nhà bếp cho đến việc lấy hết đạn trong súng ra cũng đủ thấy Luca lợi hại thế nào. Lần này Thomas thật sự nể phục trước bộ não của đối thủ, anh hạ súng xuống chấp nhận lời khiêu chiến, cả hai thỏa thuận sẽ không giết dân thường trẻ em và không báo cảnh sát. Đây mới thật sự là cuộc chiến giữa hai người đàn ông công khai minh bạch và quân tử, khiến đối phương thua một cách tâm phục khẩu phục. Ngoại trừ việc bị khủng bố rình mò, nhà Shelby phải đối mặt với việc xưởng sản xuất bị công nhân phá hoại, những người lao động nam kéo nhau đình công và đập phá xưởng nhà Shelby, thậm chí còn phóng hỏa đốt xưởng ngay cả khi có mặt chủ nhân ở đó.
Lúc này Michael vẫn đang nằm viện nên không thể tham gia vào công cuộc chống đình công. Anh hưởng thụ cảm giác yên ả trên giường bệnh và gặp lại mẹ nuôi, người từng chăm sóc anh suốt hơn 10 năm trời trong khoảng thời gian anh bị bắt. Một tay bà chăm sóc nuôi nấng Michael nên mọi sở thích của cậu bà đều biết rất rõ. Đã lâu rồi Michael không được ăn món do mẹ nuôi nấu. Thật lòng mà nói, cuộc gặp này cũng khiến Michael có chút xao xuyến. Vậy nên trong cuộc họp cổ đông, Michael đã vô tình gọi dì Paul bằng tên thay vì bằng mẹ như mọi lần. Trực giác khiến bà cảm thấy vô cùng thất vọng và tổn thương. Mọi người vẫn đang đợi Arthur đến đông đủ rồi mới bắt đầu nội dung cuộc họp. Lúc này Arthur đang chuẩn bị rời khỏi văn phòng thì đột nhiên nhìn thấy Linda. Đã lâu rồi Arthur không về nhà nên hôm nay cô phải đích thân đến đây tìm anh. Còn cố tình ngăn cản không cho Arthur rời khỏi, Linda kéo hết rèm cửa lại, từ từ cởi bỏ y phục trên người. Phía bên kia mọi người vì quá sốt ruột nên đành triển khai nội dung họp trước mà không có Arthur. Họ cùng bỏ phiếu biểu quyết việc thay đổi nhân sự và điều khoản trong hợp đồng. Qua đó công ty sẽ phục chức cho dì Paul quay lại làm thủ quỹ. Tuy nhiên vẫn còn một vấn đề liên quan đến Arthur. Thuộc hạ đến văn phòng đập cửa giục anh nhưng thái độ của Arthur cho thấy anh không thể từ chối miếng thịt người này. Một lần nữa Thomas quyết định họp không có sự hiện diện của Arthur. 6 năm trước Arthur là người bắn chết bố của Luca. Do đó nguyên nhân của cuộc truy sát này đều bắt nguồn từ Arthur. Dì Paul đã tìm được tấm ảnh của Luca nhờ mối quan hệ quen biết với các thợ chụp ảnh. Giờ đây tấm ảnh này sẽ được treo ở khắp các quán rượu và nhà máy, mục đích để tất cả đều nhận dạng được hắn. Nếu ai phát hiện ra Luca và sớm báo tin cho nhà Selby sẽ được trọng thưởng. Để rút ngắn quá trình, mọi người đều đồng ý biểu quyết thuê người ám sát Luca. Khi Arthur xong việc với vợ thì cuộc họp cũng đã kết thúc. Anh tiếp tục công việc của mình đến xưởng giải quyết vụ công nhân đình công. Bất chợt anh phát hiện ra có hai tên sát thủ người Ý đã đột nhập vào trong từ lúc nào. Thomas nhanh chóng bỏ chạy tìm chỗ trốn. Sau đó bất ngờ xuất hiện từ phía sau tấn công tiễn hắn ta về miền cực lạc. Tiếp theo anh cướp súng của hắn để xử tên còn lại. Rất nhanh một mình đã giải quyết xong hai tên mafia người Ý do Luca phái đến. Thế nhưng bao nhiêu đây cũng không đủ để anh trả thù cho cái chết của John. Với sự thất bại lần này, phía Luca bắt đầu có động thái không ngờ tới. Hai tên thuộc hạ liên tục phàn nàn không quen thức ăn và nếp sinh hoạt ở đây. Bố khỉ hai cương đi trả thù làm như đi du lịch, Thomas thì vẫn sống sơ sơ ra đó. Quân địch chết ba, quân ta chết gần hết, vậy còn dám mở mồm ra đòi hỏi bố láo. Dạy dỗ đàn em xong, Luca bắt đầu triển khai kế hoạch. Thomas ăn ở ác như vậy chắc chắn có rất nhiều kẻ thù, vậy nên chúng ta cứ áp dụng công thức biến kẻ thù của kẻ thù thành bạn. Lúc này Thomas và Arthur có trận cãi nhau to vì việc Arthur vắng mặt tại cuộc họp, không ngờ Thomas lại mạnh tay loại anh mình ra khỏi hợp đồng. Tuy nhiên việc đó cũng không quan trọng bằng việc bọn mafia đã đột nhập được vào công xưởng. Arthur nhắc nhở Thomas rằng bên cạnh anh chắc chắn có kẻ phản bội. Đêm đó Arthur trở về nhà và nhận ra ý đồ của vợ. Việc cô xuất hiện tại văn phòng chính là ý đồ của Polly. Rốt cuộc hai người họ đã thông đồng để anh bị loại ra khỏi tổ chức. Đến giờ phút này Arthur vẫn chưa nhận ra được rằng không có anh công ty vẫn vận hành tốt. Tuy nhiên Arthur lại một lòng muốn trả thù cho John chứ không phải vì lợi ích cho riêng mình. Về việc điều tra kẻ phản bội, Thomas cho rằng người có chìa khóa nhà máy chỉ có duy nhất một mình tên quản đốc. Đã vậy anh còn phát hiện ra hắn đã âm thầm mua vé tàu bỏ trốn vào lúc nửa đêm. Nếu không phải hắn ra thông đồng mở cửa cho người của Luca thì còn ai vào đây? Gã quản đốc thật sự quá nhỏ bé khi đối mặt với thủ lĩnh băng nhóm Peaky Blinders tàn bạo. Sở dĩ hắn bỏ trốn là vì còn vợ con ở nhà. Dạo gần đây nhà máy liên tục xảy ra nhiều chuyện kinh khủng. Bạo loạn cháy nổ, thậm chí có người tử vong. Hắn lấy đứa con ra thề và cầu xin Thomas tin hắn không phải người tiếp tay cho giặc. Cũng bởi vì quá hoảng sợ nên hắn đã bỏ quên chìa khóa không mang theo bên người. Biết đâu là một tên nào đó trà trộn vào nhóm nhân công ăn cắp chìa khóa cổng sau cũng nên. Chẳng phải thường ngày Thomas có quá nhiều kẻ thù đó sao? Lời nói tuy có vẻ thuyết phục nhưng Thomas thà giết lầm còn hơn bỏ sót. Anh giữ người quản đốc lại để tránh phạm sai lầm thả hổ về rừng. Đêm đó Thomas đến tận nhà tìm gặp Eden, dùng huy hiệu O bế để nhờ cô điều tra xem trong nhóm nhân công có ai là người của Đảng Cộng sản hay không. Anh tin rằng đó là mấu chốt giúp anh tìm ra ai là kẻ đã mở cửa cho bọn sát thủ vào công xưởng để ám sát Arthur. Tuy nhiên Eden không đếm xỉa gì đến lời nói của Thomas mà chỉ luyên thuyên về việc cô đã điều tra được quá khứ chầu tre của anh. Từng yêu một cô gái người Ý và bị gia đình cô ấy ngăn cản, được vài năm cô ấy qua đời vì bệnh nặng khi tuổi đời chỉ mới tròn 19. Lúc đó Thomas cũng từng là một thành viên hoạt động cho Đảng Cộng sản, nhưng kể từ khi đi lính về thì anh đã thay đổi hoàn toàn. Mặt khác Linda vẫn đang rất tích cực níu kéo Arthur quay về bên mình. John đã mất và cô thật sự không muốn người tiếp theo sẽ là Arthur. Sáng hôm sau Thomas nghe tiếng súng phát ra từ nhà Arthur, anh ấy đã bắn viên đạn đi rồi, đó là viên đạn anh định dành cho Luca, nhưng giờ đây anh muốn từ bỏ nó. Theo cách hiện đại bây giờ là cứ để nhóm lính đánh thuê làm thay việc của họ, được chồng chống lưng nên Linda bước chân vào sòng bạc ngồi ở vị trí nhân viên nhận cược. Thomas tiếp tục thể hiện hiệu suất của chiếc máy dập để lấy tình cảm của Lizzie. Qua đó đề nghị cô tìm cách tăng quỹ đóng góp lên để xây thêm hai ngôi trường cho trẻ em nghèo từ hai nhà máy bị phá bỏ.
Trong khi đó, Polly bí mật đến quán rượu để thực hiện một giao kèo cùng Luca. Bà biết hắn rất thèm khát có được Thomas nên đã đưa ra đề nghị. Chỉ cần tha cho Michael và Arthur, bà sẵn sàng đánh đổi bằng Thomas, bởi vì đến giờ bà vẫn chưa thể tha thứ cho hành động của Thomas trong quá khứ. Hơn nữa, chính John và Arthur đã làm trái lệnh tha mạng cho mẹ của Luca, vậy nên người đáng chết nhất cũng chỉ có Thomas mà thôi. Ngay lúc này, mẹ của cậu nhóc đấm bốc bị Arthur đấm chết vào 4 năm trước đột nhiên đến tìm Thomas. Bà bày tỏ sự cảm ơn đối với những gì anh đã giúp đỡ các con của bà trong nhiều năm qua. Nhân dịp tổ chức tiệc sinh nhật, bà muốn mời Arthur đích thân đến tham dự, nghe bà ấy nhất quyết chỉ định Arthur. Thomas cảm thấy có điểm chẳng lành nhưng không vội nói ra. Anh âm thầm sắp đặt kế hoạch dự phòng và để Arthur đến nhà bà ấy như thỏa thuận. Tại đó, Arthur thành tâm xin lỗi và mong được bà tha thứ, thế nhưng bà ấy vẫn không muốn bỏ qua mối thù này. Bà yêu cầu đứa nhỏ chạy ra ngoài trước vẻ mặt ngây thơ như bò đeo nơ của Arthur. Hóa ra anh vẫn chưa được Thomas thông báo về kế hoạch đánh úp lần này. Bên ngoài, Finn mai phục sẵn canh chừng nhóm đàn ông có vẻ khả nghi. Đứa trẻ chạy ra ngoài đột nhiên vẫy khăn trắng báo hiệu. Thomas lập tức ra lệnh cho Finn nổ súng nhưng cuối cùng cậu lại không thể ra tay. Mấy tên đàn ông lên xe lái đi mất khiến Thomas bất ngờ. Hóa ra chúng chỉ dùng Arthur làm mồi nhử bởi mục tiêu thật sự lại là Michael. Tuy nhiên, chúng lại không giết chết Michael mà cố tình để cho Luca giải quyết. Lúc này Luca đưa súng lên bắn thẳng vào đầu Michael nhưng đạn lại bị lép. Hắn đã giữ đúng lời hứa với dì Paul, trả lại mạng sống cho con trai yêu quý của bà để đổi lại bằng cái chết của Thomas. Lúc này Thomas và Arthur chạy đến bệnh viện thì Luca đã kịp thời rời đi. Quyết không để yên việc này, Thomas gọi điện cho nhóm lính đánh thuê miêu tả lại chiếc xe của Luca. Từ đó họ đã chuẩn bị chặn đường bằng một cỗ xe ngựa và mai phục sẵn phía sau khu rừng. Khi xe của Luca đến nơi, vì không muốn chờ đợi nên hắn đã xuống xe yêu cầu cảnh sát dọn đường. Cảnh sát nói để rời cỗ xe này sang chỗ khác cũng mất ít nhất 20 phút. Luca quyết định sẽ đi tuyến đường khác nhưng khi quay trở lại thì tài xế đã bị cắt cổ từ lúc nào. Nhóm lính đánh thuê làm việc cho Thomas bắt đầu nổ súng xối xả về phía Luca. Hắn may mắn trốn trong xe nên thoát nạn, trái lại anh cảnh sát xui xẻo lại ăn một viên đạn. Vì để chủ địch thoát nạn nên Thomas chỉ trả một phần tiền cho nhóm lính đánh thuê. Việc cần làm là phải nhổ cỏ tận gốc tránh đêm dài lắm mộng. Michael vốn học cao hiểu rộng nên khá thông minh. Anh ngầm hiểu được phải có gì đó tên Luca mới để anh sống sót. Anh gặng hỏi nên dì Paul đành miễn cưỡng trả lời, để đổi lấy sự an toàn cho hai người đến Úc định cư sẽ là mạng của Thomas. Lúc này Michael, nàng huấn luyện viên chăn ngựa của Thomas, bất ngờ đến tìm anh. Cô chỉ bàn bạc vài vấn đề liên quan đến ngựa nhưng sự xuất hiện của cô dường như đã khiến Lizzie cảm thấy bất an. Ngoại trừ giải quyết cuộc nội chiến trong gia đình và cuộc ngoại chiến với băng mafia Ý, nay Thomas còn phải hết sức khéo léo để dàn xếp sự xung đột đến từ những chiếc lò nướng khoai. Đúng thật là thằng em sướng thì thằng anh chịu khổ. Sau khi Luca thoát khỏi cuộc truy sát, hắn gọi điện đến để gây sức ép lên cho dì Paul. Nếu không giao nộp Thomas, hắn sẽ sớm lấy mạng con trai bà. Không còn cách nào khác, dì Paul miễn cưỡng vạch ra một kế hoạch giúp gã trùm mafia gốc Ý kia tọa nguyện. Bà đến văn phòng hứa xem bói cho Lizzie để cô trao đổi lịch làm việc của Thomas. Xác định được ngày nghỉ của thằng cháu, dì Paul yêu cầu Lizzie đánh dấu đó là ngày bà hẹn gặp riêng Thomas. Cô thư ký vì muốn biết kết quả của quẻ bói trà nên ngoan ngoãn nghe theo. Xác nhận lịch hẹn cho Thomas và rồi nhận được câu trả lời từ dì Paul, hãy đi gặp bác sĩ để xin được tư vấn với đứa bé trong bụng. Nếu thật sự Lizzie đang có thai thì thật tội cho cô ấy, bởi hiện giờ ông thợ dập Thomas vẫn còn đang đi ve vãn cô nàng chăn ngựa. Cũng may gu đàn ông của cô ấy là những chàng trai đứng đắn đàng hoàng, cô chợt buộc miệng nói giá như Thomas có thể thay đổi thì tốt biết mấy. Anh biết rõ điều đó là không thể nên cũng sớm chấm dứt mối quan hệ với May. Lúc này Eden vẫn đang tích cực dẫn đầu cuộc biểu tình đình công chống lại việc bóc lột người lao động từ phía nhà Selby. Sự ảnh hưởng của cô đối với người lao động là quá lớn, thế nên Thomas đành sắp xếp cho Ada gặp Eden để thương lượng. Anh sẵn sàng cấp mức lương bình đẳng cho công nhân nam và nữ, đổi lại cô ấy phải đến gặp Thomas như trong thư hẹn. Nếu không tới, đề nghị này sẽ bị hủy bỏ. Không ngờ trước khi cuộc gặp đó diễn ra, Thomas còn có một cuộc gặp quan trọng khác với dì Paul. Sáng hôm đó Thomas đến nơi tìm dì Paul, thế quái nào dì Paul lại chơi đứt dây thun luôn không đến. Thomas định bỏ về thì đột nhiên bị người trên một chiếc xe dùng súng ám sát. Anh chắc 100% chúng thuộc băng đảng của Luca nên lập tức bắn trả, rất nhanh đã tiễn được một tên về với ông bà. Tuy nhiên do địch đông hơn có ngu mới ở lại cho chúng giết, Thomas luồn lách qua những ngôi nhà dân gần đó khiến bà con sợ muốn đái ra máu. Luca đuổi đến đọc kinh cầu nguyện cho người anh em vừa khuất xong tiếp tục truy lùng Thomas, thấy hắn máu chiến vậy chứ cũng là quân tử giữ lời hứa. Nhìn thấy người dân vô tội, hắn tuyệt đối không ra tay mà chỉ nhắm đến mục tiêu chính. Không lâu sau Thomas lại thành công hạ thêm hai tên thuộc hạ phe đối thủ. Lúc này hai gã thuộc hạ còn lại của Luca bắt đầu nản chí, chúng thuyết phục Luca rút lui vì đây là địa phận của Thomas. Trước khi đi, ông bà đã dạy rồi rừng nào cọp nấy, tuy nhiên Luca cho rằng hắn đã tính toán hết mọi thứ.
biết chắc Thomas sẽ gọi cảnh sát nên cần phải tiễn anh ta đi càng sớm càng tốt. Hai ông trùm vừa đối mặt nhau chưa kịp làm gì thì cảnh sát đã ập đến một cách vô cùng bất ngờ. Họ vây bắt Thomas trước mặt Luca và để hắn chạy thoát, cốt cũng là muốn cứu cái mạng quèn của Thomas mà không bị ai dị nghị. Thomas trở về báo tin cho anh em biết một tay anh đã hạ hết ba người của Luca. Điều đáng nói ở đây chính anh và dì Paul đã thông đồng từ trước. Dụ Luca đến điểm hẹn để gài bẫy hắn, bởi anh thừa biết Luca sẽ ra mặt vì hắn muốn tự tay lấy mạng anh. Arthur thật sự bất ngờ với máu điên và liều của thằng em trai, nếu là anh chắc sẽ không bao giờ muốn lấy mạng mình ra làm mồi nhử. Sau cuộc họp đó, Lizzie đã nói cho Thomas biết về đứa bé trong bụng cô và cô thật sự rất muốn giữ nó lại, dù gì đó cũng là con của anh. Thomas không ngờ đạn của mình lại chất lượng đến vậy, bắn đâu chúng đó. Để bảo tồn nòi giống, anh quyết định cho Lizzie nghỉ phép dài hạn dưỡng thai, đồng thời mua nhà và gửi tiền trợ cấp cho cô đều đặn mỗi tháng. Đây đúng là thứ mà bao lâu nay Lizzie luôn phấn đấu đạt được. Nhìn nụ cười ấy cũng đủ hiểu cô hài lòng đến mức nào, đúng thật làm công 3 tháng không bằng dạng háng 1 giờ. Không chỉ riêng mấy người trẻ yêu thích nghề này, ngay cả người trong hội cao tuổi như dì Paul cũng không kiềm chế được. Bà vào rừng nướng thỏ cùng thủ lĩnh nhóm lính đánh thuê, chưa kịp ăn thịt thỏ đã trở thành bữa thịt của hắn, công nhận gu của gã này còn mặn hơn nước biển. Nướng khoai với dì Paul về thì hắn đột nhiên nhìn thấy Solomon trong văn phòng của Thomas. Hóa ra hai người họ vốn đã không ưa nhau từ trước, vừa gặp đã lập tức như chó với mèo. Nhưng do nể mặt của Thomas nên cả hai đều cố nhịn để việc làm ăn được suôn sẻ. Thomas sẽ tổ chức một buổi đấm bốc lớn nhất lịch sử nhà cái. Do đó cần có Solomon cung cấp đối thủ để đấu với gà cưng của nhóm lính đánh thuê. Tuy nhiên vài ngày sau khi tin tức cá cược được lan truyền rộng rãi, Luca lại đề nghị Solomon giúp hắn đưa người vào tham gia trận đấu. Đổi lại, Solomon yêu cầu Luca phải giúp hắn phân phối số lượng lớn rượu lậu sang Mỹ. Luca nhanh chóng chấp nhận thỏa thuận mà không cần thương lượng, vô tình lại đúng với những gì Thomas đã từng nói với Solomon trước đây. Đột nhiên một ngày nọ, Ada không biết vì sao lại bị một gã đại tướng vây bắt về đồn. Để chống đối lạm dụng chức quyền, cô đã phải khỏa thân trước thị chúng. Thế nhưng gã đại tướng vẫn cứng cựa bắt cô về. Hiện tại đây là thời điểm nhạy cảm của cuộc chiến chống cộng sản, nên anh ta cần biết cô đến gặp Eden có việc gì. Họ sợ cô có liên quan bởi Eden đang bị theo dõi, có dấu hiệu làm việc cho cộng sản. Ada thuyết phục hết nước bọt rằng đó chỉ là việc làm ăn giữa Thomas và người phụ nữ kia. Thế nên gã đại tá đã thả cô về để hỏi Thomas xem giữa họ có chuyện mờ ám gì. Đêm đó Ada mặt nặng mày nhẹ gặng hỏi mãi Thomas mới chịu trả lời. Anh đã có một thỏa thuận với Bộ Nội vụ về việc trao cho anh cơ hội ngăn cách mạng. Và việc anh tiếp cận với Eden cũng là có tính toán từ trước. Không ngờ cuộc gặp giữa anh và Eden lại chính là mấu chốt để giúp anh đạt được mục đích. Thomas dùng Mỹ Nam kế để cô ấy chỉ điểm kẻ xúi dục. Chỉ cần một ngọn đèn le lói trên bàn rượu đơn sơ, không gian cạnh lò sưởi trong xưởng sản xuất dưới sự điều hành của gia tộc Selby. Khung cảnh không quá lãng mạn nhưng với biệt tài tán gái đỉnh cao của máy dập Thomas, anh cũng đã sớm dụ được Eden vào chồng. Không lâu sau buổi cá cược diễn ra trước sự tham gia đông đảo của nhiều con bạc từ khắp nơi trên thành phố. Họ đổ về để xem trận đấu đầy căng thẳng giữa ngôi sao là Bonnie, con trai của nhà gã thủ lĩnh nhóm đánh thuê, tay đấm bốc chưa từng biết thua là gì. Nhìn dáng người nhỏ nhắn như thế nhưng anh ta có thể hạ được đối thủ to gấp 2 lần cơ thể mình. Tuy nhiên để tăng thêm phần kịch tính cho trận đấu, Thomas đã đề nghị Bonnie chịu đấm ăn xôi đến hiệp thứ 3. Nếu vẫn còn chống đỡ được, cậu sẽ được Thomas thưởng cho 20% trên tổng số tiền đặt cược. Đến lúc trận đấu bắt đầu thì đột nhiên Solomon muốn rời đi. Hắn chỉ nhắc nhở Thomas một quy luật của tự nhiên rằng cá lớn sẽ nuốt cá bé. Thế nên không cần ở lại xem hết trận đấu, hắn cũng thừa biết ai sẽ là người thắng cuộc. Phía bên ngoài khán đài đang hô hào chào đón hai võ sĩ. Rốt cuộc ai sẽ là người mang lại tiền tài cho họ? Tuy nhiên giờ khắc quan trọng này lại vắng mặt Arthur và Thomas. Hóa ra Arthur đang vác súng đi vòng quanh kiểm tra. Vào một căn phòng, anh đột nhiên bị siết cổ bởi thuộc hạ của Luca. Thứ vũ khí hắn dùng là sợi dây thép vô cùng sắc bén. Arthur luồn ngón tay vào cố giảm ma sát của sợi dây. Tay còn lại anh bóp cò nổ súng báo hiệu. Thomas nghe tiếng súng vội chạy đến nơi, lập tức nổ súng vào tên sát thủ. Mỗi lần nghe một tiếng súng là dì Paul lại giật thót cả tim. Tiếc rằng khi Thomas đến thì Arthur đã không còn hơi thở. Phía bên ngoài cũng đã là trận đấu cuối. Tay đấm bốc của nhà cái giành chiến thắng trong niềm vui sướng tột đỉnh của các con bạc. Giữa những tiếng hò reo cổ vũ đó lại là tiếng khóc của các nữ nhân nhà Selby. Không biết Linda sẽ phải đối mặt với tin dữ này thế nào khi con của hai người còn quá nhỏ. Và cô thì lại còn quá trẻ đẹp. Phía trong, Thomas ra lệnh yêu cầu Finn trả thù tên sát thủ thay cho Arthur. Cơn giận dữ đã khiến đôi tay cậu nhuốm những giọt máu đầu tiên. Đây mới đúng thật sự là cách giải quyết của nhà Selby. Vì quá đau lòng cho cái chết của anh trai, Thomas đã leo lên khán đài nổ súng gây sự chú ý của mọi người. Anh thông báo cho tất cả biết rằng Arthur tao đã chết. Lại còn nhấn mạnh nhiều lần với nội dung đó. Đợt này Arthur chết sướng hơn John, được xe nhà quản đón tận nơi đưa tận chỗ. Linda bế con trai đứng bên đường nhìn theo chiếc xe nhà quản không một giọt nước mắt. Lẽ nào cô đã chuẩn bị trước cho kết quả của ngày hôm nay?
lại một cuộc họp khẩn cấp nữa diễn ra. Thay vì đưa Michael đến Úc như dự định, Thomas yêu cầu Michael đến New York vì ở đó có công ty có trụ sở làm ăn hợp pháp. Thomas thậm chí biết rằng Michael cũng thông đồng với dì Paul thỏa thuận hại chết anh, nhưng anh vẫn quyết định tha thứ cho Michael và còn chuẩn bị sẵn vé tàu cho Michael cao chạy xa bay. Sáng hôm sau, bà quả phụ mẹ của Luca đột nhiên trở về giơ cờ trắng đứng trước dòng tộc Shelby. Bà ấy đến để yêu cầu thủ lĩnh băng nhóm Peaky Blinders chấp nhận một điều kiện thỏa thuận. Các anh đã giết con trai và chồng bà, mỗi bên chết hai người có thể xem như huề, nhưng để đình chiến thì vẫn chưa đủ. Bà muốn Thomas phải chuyển giao hết việc kinh doanh sang tên cho Luca, nếu không sẽ còn nhiều người nữa phải đổ máu. Cuộc giao dịch sớm được thực hiện như thỏa thuận, Luca mang theo cả nhóm thuộc hạ trong khi Thomas chỉ đi cùng mỗi dì Paul và Finn. Lúc này Luca bắt đầu ca ngợi về chiến tích mà hắn thu hoạch được từ cuộc chiến hai gia tộc, toàn bộ quán rượu, nhà hàng, công xưởng, mọi thứ Thomas đã dày công xây dựng bao năm qua. Chỉ cần một chữ ký sẽ được chuyển giao tất cả cho Luca làm chủ. Hắn muốn Thomas phải sống một cách đau khổ khi trở về làm một kẻ trắng tay, quá đáng hơn khi hắn còn yêu cầu anh phải quỳ xuống sàn. Biết rằng đây là điều vô cùng nhục nhã, nhưng Thomas vẫn ngoan ngoãn làm theo. Tuy nhiên anh bất chợt nói với Luca rằng một người bạn thân đã nhắc nhở anh về quy luật của cuộc sống, cá lớn sẽ nuốt cá bé. Do đó Thomas đã phải tìm ai đó lớn hơn Luca để thao túng cuộc chơi này. Hóa ra anh đã âm thầm kết nối với một gia tộc lớn mạnh ở Brooklyn, kẻ thù lớn nhất đối với Luca. Vốn dĩ Luca cũng chẳng phải người sống tử tế lương thiện, nên việc có kẻ thù là điều tất nhiên. Hơn nữa, dòng họ đi theo Luca trong cuộc báo thù lần này đều đã bị Thomas triệt hạ. Những người còn lại đều đã bị Thomas dùng tiền mua chuộc, không kiềm chế được cả hai lao vào đánh nhau một trận thừa sống thiếu chết, vì đây là trận solo giữa hai con hổ. Nên những người bên ngoài không ai dám xen vào, họ chỉ đành đứng nhìn và âm thầm cổ vũ. Xem ra thể lực của Luca có phần thua kém Thomas, trong khi Thomas đang chiếm ưu thế thì bất chợt có một nhóm người xông vào, mà người đi đầu lại chính là Arthur. Ngay cả Luca còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì một tiếng bùm vang lên, Arthur đã chính tay tiễn vong Luca về suối vàng đoàn tụ cùng tổ tiên. Hóa ra tất cả đều là kế hoạch do Thomas sắp đặt, Arthur vốn chỉ bị thương nhưng Thomas lại cần khiến tất cả tin rằng anh trai mình đã chết. Theo đó dùng cái chết của Arthur để thắng cuộc chiến này, thật tội cho Luca đã rất cố gắng nhưng thiếu may mắn, tin lầm người để đều bị phản bội mà nhận cái kết đắng. Nhóm thuộc hạ của Luca được thưởng tiền và trả lại tự do. Ngoài ra Thomas còn hứa sẽ ký giấy ủy quyền phân phối 300 thùng rượu mỗi tháng để họ bán ở thị trường quê nhà. Đây là một bài học cho ai dám đối đầu với cô hồn Anh Quốc, à nhầm, bóng ma Anh Quốc, sau sự việc xảy ra với Luca. Thủ lĩnh băng Peaky Blinders đến gặp Solomon thì được hắn thông báo hắn đã bị ung thư, nghe đâu gần lên bàn thờ ngắm gà khỏa thân rồi, trông hắn ủy mị đến phát hờn chịu không nổi. Thomas thấy có điểm chẳng lành rút súng ra phòng thủ, quả nhiên không ngoài dự đoán, Solomon ra tay bắn lén nhưng anh cũng đã kịp tặng hắn một viên kẹo đồng. Kết quả Solomon chết còn Thomas thì đứng dậy vui vẻ ra về, kể từ đó thủ lĩnh Peaky Blinders bắt đầu bị ám ảnh bởi tiếng súng. Qua một thời gian cả bà quản gia cũng cảm thấy lo lắng muốn Thomas nhanh chóng đi khám bệnh, thế nhưng anh vẫn lì đòn không thèm đi khám bệnh. Khoảng thời gian đó anh cần yên tĩnh để vạch ra một kế hoạch không ai có thể ngờ tới. Anh trả lại tự do cho quản đốc với điều kiện hắn phải trao cho Eden một lá thư, chỉ còn một giờ nữa cuộc tổng đình công sẽ diễn ra và anh rất cần có Eden bên cạnh. Cô nàng nở một nụ cười đắc chí với kết quả này. Gặp lại Thomas, cô được nghe đầy những lời rót mật vào tai, để rồi nhớ chiếc máy dập công suất cực đại của Thomas. Cô đã tin tưởng tiết lộ cho anh thông tin về người đứng đầu phong trào chống cách mạng, không ngờ chiêu mỹ nhân nam lại hữu dụng đến thế. Thomas nắm chắc phần thắng trong tay, mang tin tức thỏa thuận với nhà vua, đổi lấy quyền được tham gia bầu cử vào vị trí quốc hội trong bộ nội vụ. Vì có công với cách mạng nên anh đã nhận được đặc quyền như ý muốn. Với gần 50.000 lá phiếu ủng hộ từ phía đảng lao động, Thomas đã đắc cử vị trí nghị sĩ quốc hội cho khu vực bầu cử phía nam Birmingham. Gia tộc Shelby hiện tại đã ở một cương vị mới. Thật sự là một bước tiến nhảy vọt so với họ của 2 đến 3 tháng trước. Chắc chắn kẻ thù của họ cũng phải có những sự thay đổi nhanh chóng, tiến bộ nhiều hơn để có thể theo kịp. Sớm thấu hiểu quy luật của cuộc sống, Michael đã quậy đục nước trụ sở công ty Shelby đặt tại Mỹ, thay vì làm việc và giúp phát triển kinh doanh. Cậu chỉ lo ăn chơi rồi học cách trở thành máy dập như các anh của mình. Bỗng một ngày nọ cậu nhận được tin thị trường chứng khoán phố Wall rơi tận đáy. Kéo theo số tiền đầu tư của nhà Shelby cũng bị tụt không phanh. Trước đó Thomas đã ra lệnh cho Michael nhanh chóng thanh lý toàn bộ số cổ phiếu. Thế nhưng không ngờ cậu lại ngoan cố bám trụ khiến công ty chịu thiệt hại nặng nề. Michael biết chắc thế nào cũng khó sống nên lập tức khăn gói mang theo bạn gái bỏ chạy. Lúc này tại London, dì Paul đang thuê phi công lái máy bay nhưng cũng đành bỏ chuyến giữa chừng để chuẩn bị quay lại Birmingham gấp. Tất cả cũng tại thằng báo con Michael mà ra. Về phía Thomas đang viên mãn bên cạnh gia đình, con gái của Lizzie đã lớn, đứa bé dự sẽ là viên ngọc sáng của nhà Shelby. Hôm ấy anh có một mật vụ yêu cầu Aberama Gold đi đột kích khu phố người Hoa, nào ngờ Finn cũng tham gia vào trận chiến, để rồi phút giây bất cẩn không may bị bắn trúng đạn.
Gold xông vào kịp thời bắn chết đối thủ, sau đó hỗ trợ đưa Finn về công ty. Tại đây vẫn là cảnh gấp đạn thủ công cực kỳ điệu nghệ đến từ những tay giang hồ chất chơi. Không ai biết lý do Thomas cho xử nhóm người Hoa với mục đích gì, nhưng dù cho điều đó có lợi như thế nào thì những nữ nhân nhà Shelby vẫn cảm thấy điều đó là không tốt. Hiện tại nhà Shelby chỉ nên tập trung làm việc hợp pháp, đã từ lâu họ muốn tránh xa khỏi việc làm phạm pháp ở thế giới ngầm, tiền tài danh vọng hiện có đã đủ để họ hưởng thụ suốt quãng đời còn lại. Tuy nhiên lòng tham con người là vô đáy, Linda cô vợ của Arthur phải nói là lộ rõ bản chất thật hay bị cuốn theo dòng xoáy tham vọng gia tộc. Không còn là cô gái đoan trang có hoài bão về vùng quê hẻo lánh sống cuộc sống yên bình với nghề nhà giáo nữa. Cô ấy nghiện và ăn nói cộc cằn thô lỗ trước mặt Thomas, thái độ như muốn làm mẹ Arthur thay vì làm vợ, buộc anh phải giành lấy vị trí chủ tịch trong công ty. Lúc việc kinh doanh của công ty đang gặp bất lợi thì đây chính là thời cơ để anh chứng tỏ năng lực của mình. Thế nhưng Arthur vẫn cảm thấy khá ổn với vị trí hiện tại, anh khuyên Linda phải biết hài lòng với những gì mình đang có. Không ngờ cuộc họp hôm ấy Thomas lại đến trễ, vì chút động lòng Arthur đã nghe theo vợ tự ý chủ trì cuộc họp. Giây phút anh đứng lên phát biểu với giọng nói ấp a ấp úng lại khiến mọi người chán ngấy. Họ chỉ cần đợi Thomas đến và chẳng cần biết Arthur đang luyên thuyên cái vẹo gì. Nhìn thái độ của mọi người, Linda thật sự cảm thấy thất vọng. Thế nên khi Thomas xuất hiện, cô đã liên tục gây hấn chọc ngoáy vào cách điều hành công ty của anh. Cũng may Thomas vẫn còn quyền lực và tiếng nói nên Linda đành bỏ về giữa chừng. Tại cuộc họp đó, mọi người được thông báo về tình hình kinh tế tại thị trường New York. Nghe đâu tổn thất mà Michael gây ra là cực kỳ lớn. Giá cổ phiếu chỉ còn chưa đến một xu, để trấn an mọi người rằng gia tộc Shelby vẫn ổn và nhiều tiền. Thomas kéo cả nhà ra quán rượu, sau đó mời tất cả khách hàng có mặt ở đó ăn chơi một bữa miễn phí. Thấy được lợi ích, họ lập tức tung hô Thomas và gia tộc Shelby lên như một vị thần thực thụ. Tại đây, Thomas tổ chức một cuộc họp nhỏ với quy mô gia đình. Mọi người cũng đang chờ câu trả lời từ anh, tại sao lại đến phố tàu gây sự. Hóa ra có một vị thẩm phán nào đó đã thuê Thomas ám sát người ở phố tàu với giá 50.000 bảng. Do có chính quyền đứng sau hậu thuẫn nên anh không thể nào từ chối. Lúc này nghe tin Ada đang có thai, Arthur uống ly rượu suýt tí sặc chết ngay tại chỗ. Đàn bà nhà Shelby cứ đụng là đẻ, thật là số vượng phu ích tử. Trở về từ cuộc họp, Thomas bí mật đến gặp bộ nội vụ để trao đổi về những tài liệu lấy được ở phố tàu. Hiện anh đang giữ toàn bộ thư tín và hình ảnh mật liên quan đến Đức Vua, do đó anh muốn tiền trao cháo múc cho sòng phẳng. Thư ký cả nhà vua nghe xong cảm thấy đang bị Thomas uy hiếp nên tỏ ra bức xúc. Hắn mắng anh thậm tệ, nhưng có lẽ hắn quên một điều rằng cả hai đều thối tha như nhau. Đêm đến, Thomas ở trong văn phòng và cho phép một nhà báo vào phỏng vấn. Không ngờ hắn chính lại là gã nhà báo năm xưa từng đăng tin anh đốt ảnh của Đức Vua ở Birmingham. Do là người xưa gặp lại nên ông ta biết khá nhiều bí mật của anh trong quá khứ, thời thế bây giờ đã thay đổi. Thomas có giấy phép hành nghề tổ chức cá cược, tự tạo dựng tài sản như sản xuất xe, xây dựng nhà và trường học cho trẻ mồ côi. Tuy nhiên càng nói gã nhà báo ấy càng không biết điều, hắn liên tục vạch lá tìm sâu, nhắc đến những việc đã xảy ra trong quá khứ và đến cái chết của thanh tra Campbell. Đến đây Thomas không chịu lép vế nữa, anh bắt đầu phản công bằng kết quả điều tra về giới tính của ông ấy, liệu ông có muốn thông tin ông không thích phụ nữ được lan truyền ra ngoài hay không. Thomas thật sự rất giỏi nắm thóp người khác, tuy nhiên anh còn giỏi hơn trong việc sắp đặt mọi chuyện. Từ kết quả cá cược cho đến cái chết của một ai đó, và đêm nay sẽ là đêm cuối cùng trong đời của gã nhà báo lắm chuyện. Nhà đang bao việc thì Thomas còn nghe được tin, thằng khứa Michael trốn lên một con tàu rồi bị nhóm người nào đó bắt giữ. Họ gọi điện cho Thomas không phải để đòi tiền chuộc mà là báo tin để anh đề phòng Michael, bởi trên tàu cậu ta đã nói chuyện với hai băng nhóm kẻ thù luôn muốn Thomas phải chết. Sau đó họ sẽ chia nhau những trường đua ngựa của anh, do Thomas đã chuyển sang chủ nghĩa xã hội để đứng về phía các thiên thần. Thế nên tin báo này cũng là một đặc ân của các thiên thần dành cho anh, thay vì giải quyết kẻ phản bội ấy ngay lúc này. Thomas lại yêu cầu họ thả cho Michael trở về an toàn, có lẽ là một thủ lĩnh anh cũng cần phải xác thực mọi chuyện trước khi đưa ra quyết định để tránh sai lầm đáng tiếc xảy ra. Kể từ thời gian đó, Thomas bắt đầu lo lắng và mất ngủ triền miên, bởi mỗi khi ngủ anh lại mơ và trong mơ anh thấy có kẻ muốn lật đổ anh để ngồi vào vị trí thủ lĩnh. Kẻ đó không ai khác chính là Michael. Không lâu sau thì quả thật gã Michael đó đã được thả về, lại còn dắt theo cô gái tóc vàng ra mắt mẹ và các anh. Polly nhận lệnh của Thomas nhất quyết không cho Michael về nhà khi chưa rõ sự thật. Michael hết giải thích rồi lại dãy nãy giận dỗi đòi dắt vợ bỏ đi, khiến dì Paul mềm lòng đành miễn cưỡng tha thứ cho thằng bé. Tuy nhiên Arthur lại không dễ bỏ qua mọi chuyện như vậy, anh vẫn tỏ ra cương quyết khi đứng trước mặt Michael, vì chuyện này vẫn chưa thể kết thúc khi chưa có gì rõ ràng. Từ ngày Michael quay về, đột nhiên có vài người khách lạ đến tìm Thomas, một gã đàn ông lịch lãm nhưng lại trèo kéo anh theo chủ nghĩa phát xít. Hắn còn đưa ra điều kiện sẽ thăng chức cho anh lên làm công tước, thế nhưng anh đã từ chối vì trước giờ anh chỉ muốn tập trung lo việc ở Birmingham. Gần đây thật sự có quá nhiều việc xảy ra, Linda đã ra mặt muốn giành phần cho Arthur, Aberama Gold cùng gã lính đánh thuê có cơ hội phản công bất cứ lúc nào.
kẻ thù phía Bắc lăm le dòm ngó và cuối cùng là thằng em trời đánh Michael. Thomas đề nghị Ada lập tức tìm hiểu xem trong thời gian qua, Michael đã từng gặp và tiếp xúc với những ai. Vậy ra ngoài miệng Thomas nghi ngờ là thế, nhưng trong lòng anh đã có câu trả lời cho kẻ phản bội. Hôm ấy anh lại tổ chức cuộc họp nhỏ với gia đình, mục đích muốn biết chuyện gì xảy ra trên con tàu mà Michael dùng để quay về Birmingham. Cậu ta nói hai người kết hôn trên tàu nên nhờ thuyền trưởng làm chứng, tay quản lý tàu có bạn bè điều hành chỗ sản xuất whisky. Họ muốn tìm cách đưa rượu vào Mỹ, tuy nhiên anh phát hiện họ là dân Scotland đến từ Glasgow. Họ còn nói Thomas đã hết thời và bị thương mại hóa khi tham gia quá sâu vào con đường chính trị. Michael quả thật rất thông minh, từng câu nói đều khiến người khác nghĩ hắn thật sự vô tội. Hắn còn thông báo tin vui rằng dì Paul sắp lên chức bà nội. Nhìn ánh mắt của bà ấy, Thomas biết được không thể làm gì khác ngoài việc tiếp tục giả vờ tin tưởng Michael. Tuy nhiên anh không nhắc nhở về đứa con trong bụng cô em dâu. Độ tin tưởng của tôi đối với cậu sẽ bằng với độ lớn của đứa bé ấy. Câu nói sặc mùi đe dọa khiến Michael nổi máu chó điên định xông vào cắn Thomas. Anh cả nhanh chóng đứng ra ngăn chặn lại, còn tao ở đây đố thằng nào động được vào cọng lông nách của Thomas. Trực giác của Thomas chưa bao giờ sai, thời gian qua ở Mỹ Michael đã thiết lập mối quan hệ và tạo dựng được một thế lực riêng cho bản thân. Trong khi Thomas còn chưa đoán được kẻ mà Michael cấu kết là ai thì ngay lúc này, trong khu rừng nơi bố con Aberama Gold ẩn nấp, họ bất ngờ bị nhóm Billy Boys úp sọt. Bonnie, chàng quán quân trong trận đấm bốc lịch sử năm xưa nay, cũng đành chịu trận bị chúng đóng đinh vào thập tự giá hành quyết. Aberama Gold đau đớn khi phải chứng kiến con trai chết trước mặt mình. Chúng không tha cho ông vì để ông quay về báo tin cho Thomas biết. Hãy nhường lại toàn bộ quyền điều khiển trường đua cho chúng, nếu không người tiếp theo được đóng lên cây thập tự giá đó sẽ là Thomas. Trong khi giặc ngoài đang âm thầm từng bước chiếm đoạt quyền lực, Arthur và Thomas vẫn đang cố gầy dựng lại tài chính cho gia đình bằng cách sắp xếp kết quả cá cược của các trận đua ngựa. Lúc cả hai đang cố gắng gìn giữ thì hai người phụ nữ ở nhà là Linda và Lizzie lại âm thầm cấu kết với nhau. Linda dụ Lizzie làm nhục ý chí của Thomas, kéo anh về với gia đình để nhường lại vị trí chủ chốt trong công ty cho Arthur. Tuy nhiên Thomas biết rõ những gì mình đang làm là tốt hay xấu. Đã bước chân vào thế giới này chỉ có một con đường duy nhất mới thoát ra được, đó là con đường chết. Vậy nên họ không cần người phụ nữ bên cạnh suy tính quá nhiều, hãy cứ ngoan ngoãn an phận làm một người vợ ngoan và chăm sóc con cái. Hôm ấy Lizzie tổ chức sinh nhật cho hai đứa con thì đột nhiên Thomas phát hiện có khách đến nhà, hóa ra người lái chiếc xe mang theo con tin đến lại là Aberama Gold. Ông ta nói nhóm Billy Boys đã giết chết Bonnie, và hắn tin trong tổ chức có kẻ phản bội vì chỉ có những người thân tín mới biết được vị trí của hai bố con. Thomas cố giữ Aberama Gold bình tĩnh tránh làm hại đến Johnny Dog. Bất chợt Lizzie vác súng ra bắn chỉ thiên vài phát và chửi mắng họ xối xả. Tất cả các người hãy tránh xa căn nhà của tôi, tránh xa những đứa con của tôi. Một ông già chưa đủ hay sao bây giờ lại đến người đàn bà bên cạnh mình. Thomas muốn phát điên với những gì đang xảy ra. Bọn trẻ đã bắt đầu tò mò về những chuyện mà bố chúng làm. Giữa Thomas và con trai đã có một khoảng cách vô hình vì cậu bé biết bố đã bắn chết con ngựa mà cậu yêu quý. Đúng thật, dù có làm gì thì sự thật cũng khó mà che đậy hết được. Nếu lúc này có Gray bên cạnh có lẽ anh đã không phải mệt mỏi và không cần bận tâm quá nhiều về việc gia đình. Dù sao thì trong lòng anh cô vẫn có một vị trí nhất định không ai có thể thay thế. Rạng sáng Thomas cùng dì Paul đến một tu viện. Đây là nơi họ đã rót tiền vào để các sơ chăm lo cho những trẻ em mồ côi. Thế nhưng những người ở đây lại đánh đập một số trẻ da màu. Dù là giang hồ nhưng cả Thomas và dì Paul đều không đồng ý việc phân biệt đối xử như thế này. Do đó họ quyết định thời gian tới sẽ cho đóng cửa tu viện. Hành động này cho thấy dù là giang hồ nhưng ít ra họ vẫn có lương tâm hơn những người khoác bộ áo tu sĩ. Bên cạnh đó Thomas còn phải tìm cách giải quyết mâu thuẫn với băng nhóm Billy Boys. Cho đến khi anh biết họ có mối quan hệ với đảng phát xít, anh đợi thời điểm sau khi tổ chức đám tang cho con trai của Aberama Gold xong. Lập tức cùng Arthur và Michael họp mặt bàn việc hợp tác với Oswald, người đại diện kêu gọi đồng minh cho đảng chủ nghĩa phát xít. Không ngờ trước khi đến đây hắn ta đã điều tra rất rõ về nhân thân nhà Shelby. Hắn biết rõ hành tung của Michael khi ở Mỹ đã làm những gì, thậm chí còn thông báo cho Arthur biết anh vừa cao thêm 20cm vì bị vợ cắm sừng. Nghe xong Arthur lập tức nổi máu điên lên, còn Thomas hiện đang có rất nhiều kẻ thù và các thế lực khác đe dọa. Chẳng hạn như cái chết đột ngột của gã nhà báo Birmingham. Tuy nhiên Oswald đã thể hiện sự thiện chí bằng cách giúp Thomas dập tắt vụ này. Việc thỏa thuận coi bộ diễn ra đúng như dự định. Thế nhưng Arthur không còn tập trung được vào đại cuộc nữa. Anh đã bị sự ghen tuông che mờ đi lý trí. Đây cũng là điểm yếu khiến anh không bao giờ vượt qua được Thomas. Đêm đó Linda đến tìm Lizzie tâm sự. Cô thừa nhận mình đang say nắng một người đàn ông có học thức và giàu lòng nhân ái. Mặc dù anh ta không khá giả bằng Arthur và lại còn có một đứa con riêng, đứng trước tình huống này Lizzie không ngần ngại giảng dạy cho cô ấy một bài học, muốn gì thì phải giành lấy cái đó. Không ngờ câu nói của Lizzie lại giúp Linda thức tỉnh ra điều cô thật sự muốn. Kể từ lúc đó không còn ai nhìn thấy Linda đâu nữa, lúc này ai cũng nghĩ cô ấy đã bỏ trốn theo gã nhân tình. Đâu ai ngờ được đây chính là kế hoạch của Lizzie.
cô cố tình kích động để gia đình anh chồng mình rạn nứt, từ đó sẽ không còn ai đe dọa đến vị trí độc tôn của Thomas nữa. Ngay lúc này, chồng cô cũng dè chừng đối với em dâu của mình. Thomas yêu cầu Ada nhận lệnh bám sát vợ của Michael. Biết đâu đứa bé trong bụng là giả, do đó cần phải xác minh được Gina thật sự mang thai với kinh nghiệm hai lần có con của mình. Ada theo Gina đến bệnh viện trực tiếp lấy kết quả, đứa bé thật sự có tim thai, vậy là hai vợ chồng họ không hề nói dối việc gì Paul đã được lên chức bà nội. Tuy nhiên, bà nội tương lai lại âm thầm giúp Aberama rời khỏi biệt phủ của Thomas. Bà đưa ông ấy trở về nơi vốn dĩ thuộc về ông ấy, cứ ở đây dưỡng già mọi chuyện báo thù đã có Thomas lo liệu. Tuy nhiên, ngay khi dì Paul vừa đi khỏi, ông ta đã lập tức triệu tập người cùng mang vũ khí đến Scotland trả thù cho cái chết của đứa con trai xấu số. Còn về đứa con trai của dì Paul, khi biết tin đứa bé đã có tim thai, Michael càng muốn chứng tỏ mình là một người đàn ông bản lĩnh đủ sức để bảo vệ vợ con. Anh nói thẳng mặt Thomas rằng đợi đến khi đứa bé lọt lòng một cách an toàn, mối quan hệ giữa hai anh em sẽ chấm dứt. Thomas nhận thấy tham vọng trong đôi mắt ấy ngày càng cao. Đêm đó, khi nghe Johnny Dog nói lại việc Aberama đã tìm người Do Thái để trả thù, anh lập tức ra lệnh cho Johnny Dog đi bắt Aberama về cho bằng được. Nghe đến đây, Johnny Dog có vẻ lưỡng lự bởi anh biết Aberama có ý định cấu kết với nhóm người của Fury. Họ là một băng đảng chỉ dùng súng để thương lượng. Gương mặt của Johnny Dog nhăn nhó khó chịu, có vẻ bất mãn. Chuyến đi này e rằng sẽ lành ít dữ nhiều. Đêm đó, sau khi nướng khoai với Lizzie xong, anh nghe được cô nói rằng Linda đã bỏ đi, từ thông tin mà Linda từng tâm sự với Lizzie. Anh điều tra ra được gã nhân tình dám cà nhín với chị dâu nên lập tức gọi điện mách anh cả. Đây chắn sẽ là điểm yếu khiến anh dễ dàng điều khiển Arthur. Vì nôn nóng trả thù cho cặp sừng trên đầu, Arthur đã đồng ý đi bắt Aberama về với điều kiện phải được đích thân trừng trị tình địch trước. Với thế lực của nhà Selby hiện tại, thật không khó gì để điều tra ra được nơi ở của một gã hướng đạo sinh. Hắn ta không biết đã đắc tội gì với Arthur mà lại bị đập cho tơi bời. Ôi đàn bà, là những niềm đau khiến cả hai người đàn ông chảy máu. Gã nhân tình chảy máu bên ngoài, nhưng Arthur già nua tội nghiệp lại chảy máu từ trong tim. Tại Glasgow lúc này, Aberama Gold đang giường êm nệm ấm trong một ngôi nhà gỗ. Thế nhưng không ngờ ông ta lại bị Arthur tìm thấy được một cách dễ dàng. Đã vậy, Arthur còn loan truyền thông tin của ông cho nhóm Billy Boys biết. Giờ họ đang tìm đến đây để tính sổ với ông. Aberama chỉ còn hai đường lựa chọn, một là ở lại và chết, hai là theo Arthur về lại với gia tộc Selby. Không lâu sau khi người của Billy Boys tìm đến nơi, suýt tí họ đã rơi vào chiếc bẫy lựu đạn mà Arthur và Aberama đã gài từ trước. Bằng một sự may mắn nào đó, một gã người Hoa làm việc cho hội Tam Hoàng lại đến tìm gặp Thomas để thỏa thuận việc làm ăn. Tuy nhiên, trước khi đến đây, ông ta đã đặc biệt gửi tặng cho Finn một em gái xinh đẹp. Chỉ ít phút sau, Thomas lập tức nhận được điện thoại cầu cứu của Finn. Cậu không sử dụng được khẩu súng nước của mình, trái lại còn bị cô chĩa súng vào đầu uy hiếp. Hắn ta không có ý định giết chết Finn, chỉ là muốn dọa Thomas rằng hắn cũng không phải tay vừa. Hiện tại hắn có một lô hàng thuốc phiện tinh khiết nhất châu Âu, với số lượng 7 tấn mỗi năm sẽ thu lại lợi nhuận được hơn 1 triệu bảng. Do là người Hoa nên hắn không thể xuất hàng ra biên giới được, vì vậy hắn cần có sự trợ giúp từ phía người bản địa, nhất là những người có quyền lực và địa vị như Thomas. Vô tình thấy được cơ hội làm ăn khá thích hợp với Michael, vậy nên Thomas đã gọi dì Paul đến để trao đổi về lợi ích của phi vụ lần này. Phía hội Tam Hoàng cần giúp vận chuyển hàng đến thị trường San Francisco, tiền công vận chuyển một lần bằng nửa số tiền mà Michael đã làm mất. Do đó, đây vừa là cơ hội để Michael lấy công chuộc tội, vừa là để anh nhận cậu ấy trở lại làm việc cho vị trí trống ở công ty, đồng thời gợi ý cho dì Paul việc nhận lời cầu hôn của Aberama. Hóa ra anh đã có kế hoạch từ trước, yêu cầu bắt Aberama về nhằm đình chiến với Billy Boys, tập trung mọi nguồn lực vào những phi vụ làm ăn lớn sắp tới. Và Thomas đã giữ Aberama lại bằng cách gả dì Paul cho hắn. Đúng là già thì vẫn có cái giá của người già. Chiêu cũ từng dùng cho John nay một lần nữa lại hữu dụng với dì Paul. Nhân dịp sinh nhật của Lizzie, Thomas quyết định tổ chức một bữa tiệc thật hoành tráng để mời cả Oswald và những nhân vật quan trọng đến tham dự. Để chuẩn bị cho bữa tiệc đó quả thật không hề đơn giản. Thomas cần mọi thứ diễn ra đúng như kế hoạch mà anh đề ra, do đó anh cần phải sử dụng thuốc phiện để giải tỏa bớt áp lực. Cũng từ đó mà những ảo giác về Grey cứ liên tục hiện về, như người nhận ra thủ lĩnh của Peaky Blinders đang bất ổn chỉ có mỗi mình cô em gái xinh đẹp Ada. Trước khi buổi tiệc bắt đầu, dì Paul đã thuyết phục Michael quay về công ty làm việc. Nhưng cậu ấy lúc này lại bị mắc kẹt ở giữa bởi Gina không muốn sống tại Anh Quốc. Cô ta thông báo với Mộng Chè rằng bằng mọi giá con của cô phải có quốc tịch Mỹ, nếu như bà cũng chịu sang Mỹ định cư thì cả nhà sẽ được đoàn tụ bên nhau. Đứng trước thế lực thuộc hàng top 1 trong thế giới ngầm, một cô gái non tơ như Gina lại dám nói ra những lời đầy đanh thép như vậy. Nếu không phải vì đứa bé trong bụng, có lẽ dì Paul đã phải dạy cho cô ta một bài học để biết thế nào là Peaky Blinders. Ngày hôm sau, dì Paul đích thân đưa cho Michael giấy tờ ủy quyền vị trí giám đốc quản lý công ty vận tải Selby, mục đích cụ thể là chuyên vận tải than sang Mỹ. Đây là cơ hội tốt để cậu thể hiện bản lĩnh của mình,
Tuy nhiên Michael lại trả lời rằng cần hỏi ý vợ xem cô ấy như thế nào. Nghe đến đây dì Paul cố nhịn mà nói, không phải ai cũng may mắn có cơ hội bán than nâu như thế này, chẳng hạn như bố của cậu lúc trước, ông ta đã phải làm việc trong mỏ than đen đúng nghĩa, để cuối cùng bị quỵt tiền công vì không có người bợ đỡ chống lưng. Nếu Gina biết được lợi nhuận từ vụ này, chắc chắn con bé sẽ suy nghĩ lại. Chẳng mấy chốc buổi tiệc sinh nhật của Lizzie đã đến, giữa lúc mọi khách mời đều đang chờ đợi nhân vật chính xuất hiện thì đôi vợ chồng đó lại đang nướng khoai trong phòng. Hóa ra đây là hành động đánh dấu chủ quyền của Thomas đối với vợ của mình, bởi anh biết quá khứ không trong sạch của cô từng là gái bán hoa. Và không may Oswald lại là một khách hàng mà cô từng phục vụ, do đó anh căn dặn cô ấy rằng nếu hắn dám đụng vào người cô, anh sẽ cho hắn xuống hầm cá tra chơi hết con trăng này. Phía bên ngoài, Michael cố thuyết phục vợ về vụ làm ăn lớn mà Thomas vừa giao, vì 1 triệu bảng mỗi năm hãy cố gắng nhẫn nhịn làm việc dưới trướng của Thomas. Có tiền rồi muốn làm gì cũng được, Gina chợt đặt ra một câu hỏi, nếu chẳng may bị bắt thì sao? Michael tự tin trả lời rằng mọi thứ đã có Thomas lo liệu. Oswald giữ đúng lời hứa đến buổi tiệc từ rất sớm. Hắn gặp dì Paul và bị bà ta khịa về lịch sử vét máng khắp mọi nơi. Kể cả em vợ hay người thân trong nhà hắn cũng không tha, vì vậy dì Paul khẳng định lại một lần nữa. Ở đây ngoài những con thiên nga ngoài kia thì tất cả người nhà Selby đều là vật mẫu trưng bày đụng vào chỉ có nước cụt tay. Khi đã ký thỏa thuận hợp tác với Thomas xong, hắn được Thomas đưa ra ngoài để gặp chủ nhân của buổi tiệc. Không ngờ cái lò anh từng xúc than ngày xưa nay đã trở thành lò vi ba sang trọng của riêng Thomas, vì mối giao hữu giữa hai bên hắn đã cố hết sức tỏ ra thật lịch sự khi đối mặt với Lizzie. Buổi tiệc mở đầu bằng màn múa ba lê con thiên nga dãy chết đậm chất nghệ thuật cổ điển. Oswald thích thú các nàng vũ công ba lê nhìn không rời mắt. Về phía Arthur thì chán đến độ ngủ gà ngủ gật. Theo kế hoạch thì Aberama sẽ cầu hôn dì Paul bằng cách ném hộp nhẫn về phía bà rồi cả hai cùng kéo nhau ra bụi cây ngoài sân. Thomas tập trung cao độ nghe tiếng xe đến lập tức gật đầu với Michael. Cậu gọi Arthur dậy để ra ngoài đón một vị khách quý. Nào ngờ người bước xuống xe lại chính là cô vợ Linda yêu dấu. Biết vợ ngoại tình nhưng anh không trách lấy cô ấy nửa lời, trái lại cô ta không ngừng trách Arthur tàn nhẫn. Giữa cô và gã hướng đạo sinh kia chưa từng xảy ra việc gì ngoài giới hạn. Vậy nên hành động của anh thật sự quá tàn ác, anh đã biến dung mạo người đàn ông kia trở nên xấu xí giống hệt như tâm hồn bên trong con người anh, mặc cho Arthur xuống nước cầu xin hết lời. Linda bất chấp rút súng ra chĩa về phía anh và bất ngờ một tiếng nổ vang lên. Dì Paul đã nhanh tay dạy cho đứa cháu dâu này một bài học nhớ đời. Linda trúng đạn nằm vật ngã xuống sân cỏ. Màn biểu diễn thiên nga dẫy chết bên trong kết thúc một cách thật xuất sắc, đủ để thu hút mọi sự chú ý của khách mời nhằm che giấu mớ hỗn độn xảy ra trong nội bộ của gia tộc Selby. Cả nhà Picky Blinders nhanh chóng có mặt tại hiện trường và hỗ trợ đưa Linda vào cấp cứu. Thấy chị dâu đang gặp nguy hiểm, Thomas còn sát muối vào trái tim cô. Nếu cô chết, cả nhà sẽ giúp nuôi con cô thật béo tốt nên cứ yên tâm chết đi. Vẫn là cảnh tượng đổ rượu vào vết thương khử trùng rồi gấp đạn sống ra đặc trưng cho sự liều mạng của nhà Picky Blinders. Nghe tiếng la hét của vợ, Arthur già nua cảm thấy đau xót vô cùng. Trong lúc này, Thomas là người giữ bình tĩnh nhất. Yêu cầu anh trai ra ngoài lấy đồ rồi bên trong pha thuốc phiện cho chị dâu uống. Ngay khi Arthur quay lại nhìn thấy vợ nằm im trên bàn, suýt tí thì anh khóc tiếng mán vì nghĩ rằng vợ mình đã chết. Trong khi nhà Picky Blinders đang loạn xì ngầu lên bởi mối tình ngang trái của anh cả, lúc này Oswald trở thành tâm điểm chú ý trước mọi người. Hắn ta tuyên bố về chủ nghĩa đảng phát xít sẽ mang lại lợi ích cho người dân như thế nào, những thứ mà đảng Dân Chủ và cả đảng Cộng sản đều không thể có được. Cuối cùng, để thực hiện lý tưởng này, hắn cần phải liên minh với Thomas, thủ lĩnh của băng nhóm Picky Blinders. Tuy nhiên, đối với Thomas mà nói đây chính là cuộc chơi mạo hiểm. Oswald muốn nhúng tay vào việc gia đình của Thomas, yêu cầu anh chấm dứt những chuyện tranh chấp hạ cấp không đáng có. Thậm chí việc ở công ty hắn cũng muốn chen vào, đề nghị Thomas sa thải gấp gã luật sư mang dòng máu Do Thái đang làm việc cho nhà Selby. Hắn cho rằng đây chính là cuộc đua quyền lực, nếu thành công ngay cả nhà vua cũng phải hai tay chịu thua dưới triều đại phát xít. Ngoài ra, Oswald còn tự chỉ định để Jimmy kiểm soát các trường đua phía Bắc, nghĩa là miếng bánh thị phần ở London của nhà Selby sẽ phải nhượng quyền lại cho hắn ta. Và quyền lực của nhà Selby sẽ được chuyển về khu vực miền Trung xa xôi hẻo lánh. Chưa biết thành công đến đâu nhưng việc này là quá sức chịu đựng của Thomas. Từ trước đến giờ, nhà Selby nói chung và Thomas nói riêng đều không muốn bị bất cứ ai điều khiển, kể cả nhà vua Anh Quốc còn phải chịu lép vế trước họ thì bọn phát xít này có là gì. Do đó, Thomas bên ngoài giả vờ phục tùng mệnh lệnh nhưng bên trong anh đã có những sự tính toán của riêng mình. Vẫn là chiêu thức cũ, chơi hai mang liên minh với Oswald để lấy tin tức tình báo cho chính quyền Anh Quốc. Thomas gặp gỡ đại tá Jonger, yêu cầu ông ta báo lại với các cấp chính quyền về hành tung hoạt động của đảng phát xít, hiện tại chúng đang rất được lòng người dân. Từ các bài báo đã đăng về nội dung hắn thuyết trình trong buổi tiệc tại nhà Thomas cho thấy được ngay cả các tầng lớp thượng lưu trung lưu đều một lòng ngưỡng mộ tư tưởng phát xít. Tuy nhiên, cũng vì việc tình báo chống lại phát xít mà Jonger đã bị các tai mắt khắp nơi để ý, nếu may mắn sắp tới có thể anh ta được chuyển sang bộ phận khác. Nhưng không may thì ngay cả tính mạng cũng khó giữ nổi,
Thomas không nghĩ sự việc sẽ nghiêm trọng đến vậy. Nào ngờ hôm đó Jonger vừa trở về từ nhà Thomas thì một vụ nổ lớn chấn động xuất hiện. Thomas đang ngồi trong nhà cũng suýt điếc tai vì thứ âm thanh kinh hoàng đó. Anh lập tức ra ngoài kiểm tra, một vài đứa bé đang chơi gần hiện trường bị thương khá nghiêm trọng. Thomas vội vã đưa chúng vào nhà và kiểm tra xung quanh. Chiếc xe của Jonger đang bốc cháy dữ dội, chắc chắn có kẻ đã cài bom vào đó để ám sát Jonger. Đây chính là lời cảnh báo cho những ai dám có ý định chống lại đảng phát xít. Đêm đó, Thomas thông báo với Ada rằng đại tướng Jonger đã chết. Cô không khỏi xúc động vì anh ta là bố của đứa bé trong bụng. Kiểu này Ada phải đi chấm tử vi lại xem số cô tuổi thân hay dần. Yêu ai cũng khổ mà ai dính đến cô cũng đều chết thảm. Lẽ nào cô là người phụ nữ sát phu trong truyền thuyết? Tuy nhiên đây không phải lỗi của cô. Lần đầu tiên Thomas tự nhận đây chính là lỗi của mình. Bởi vì anh đã ép Jonger tình báo với các hoạt động của phát xít, lại còn khiến một đứa trẻ 10 tuổi bị thiệt mạng trong vụ đánh bom ám sát đó. Ngay lúc này, Arthur vẫn mãi chìm đắm vào một tương lai bình yên tại thị trấn nhỏ vùng ven. Tại đó, anh sẽ cùng Linda xây dựng lại mái ấm gia đình. Thế nhưng cô ấy vẫn nhất định rời xa Arthur. Rạng sáng cô ấy đã bỏ đi khi vết thương vẫn còn đang âm ỉ. Còn Arthur mang theo vết thương trong lòng không bao giờ lành, hết bị bố lừa gạt rồi lại bị vợ phản bội. Trái tim anh giờ đây đóng băng rồi vỡ vụn ra thành trăm mảnh. Hôm đó được tin kho hàng của hội Tam Hoàng đã bị bại lộ, Arthur điên loạn vác súng vào khu phố tàu bắn xối xả về phía bọn cướp. Chẳng mấy chốc mà quân địch ngã xuống như ngả dạ. Arthur hùng hổ vác khẩu súng trên tay tuyên bố một câu đầy tự hào: đừng có giỡn mặt với Peaky Blinders. Sau khi vào trong kiểm tra lô hàng vẫn còn nguyên, anh quyết định sẽ đích thân vận chuyển hết tất cả về khi ở Birmingham. Mặt khác, Thomas lại có sự chuẩn bị kỹ lưỡng cho kế hoạch lật đổ Oswald. Anh đến trại tâm thần tìm gặp một người đồng đội cũ tên Barney, với biệt tài bắn tỉa giỏi nhất đội khi còn đi lính. Thomas cho Barney hai sự lựa chọn, một là giúp anh ám sát Oswald và hai là uống viên thuốc độc gây trụy tim này. Dĩ nhiên Barney chỉ bị ảnh hưởng tâm lý nên lúc điên lúc tỉnh thôi chứ không hẳn là ngu. Chỉ cần đồng ý với điều kiện mà Thomas đưa ra, anh sẽ có lại được sự tự do của mình. Vậy thì tội gì mà không bắt tay vào việc ngay lập tức. Theo tính toán của Thomas, anh gặp Jimmy để tỏ thiện chí sẽ bàn giao lại thị trường phía Bắc cho hắn quản lý. Tối đó một nhân vật đặc biệt bỗng dưng tìm đến. Ông Churchill biết Thomas đang dò thám một tên phát xít và yêu cầu anh nên làm những gì anh phải làm. Nếu có cần gì thì cứ việc gọi cho ông ta. Sắp tới Thomas sẽ đồng hành cùng Oswald trong một buổi meeting, do đó anh cần tổ chức họp gia đình để thông báo vài vấn đề quan trọng. Nào ngờ Michael lại đưa ra đề nghị tái cơ cấu toàn bộ công ty để hắn làm giám đốc, còn Thomas chỉ làm chủ tịch bù nhìn và không được tham gia bất kỳ hoạt động nào nữa. Đối mặt với tên nhóc vắt mũi chưa sạch này, Thomas bình thản vứt tệp hồ sơ vào lò sửa không thèm để tâm. Rõ ràng trước sự thúc giục của Gina, Michael đã ra mặt khiêu chiến muốn chiếm đoạt quyền lực của Thomas. Hắn ta muốn dẫn dắt công ty theo cách làm hiện đại như người Mỹ. Rằng kiểu thống trị giang hồ của Thomas đã lỗi thời rồi, ngay cả dì Paul là mẹ ruột của Michael cũng cảm thấy hành động của con trai mình chướng tai gai mắt. Bà tác động vật lý vào mặt Michael một phát rồi lườm nguýt cô con dâu, dù gia đình này có giang hồ đi chăng nữa cũng không cần một đứa ngoại tộc như cô ta lên tiếng. Tiếp tục nội dung của cuộc họp, Thomas giao nhiệm vụ cho Aberama lấy mạng gã Jimmy, đây chính là cơ hội để ông tự tay trả thù cho cái chết của con trai mình. Cái chết của Jimmy sẽ khiến cảnh sát bận rộn, những người còn lại nhân cơ hội này vận chuyển chuyến tàu chở thuốc phiện dọc bờ kênh. Nếu phi vụ thành công, tất cả người tham gia sẽ được trả 30.000 bảng. Cũng trong ngày hôm đó, Thomas đã tranh thủ giải quyết xong vấn đề có kẻ đã phản bội lại tổ chức. Gã làm việc ở quầy ba là người biết rõ ai thường xuyên đến đây bàn việc làm ăn và cũng là người nghe ngóng được nhiều thông tin nhất. Chính hắn đã để lộ tin tức khiến tướng Jonger bị ám sát và suýt mất lô hàng, do đó gã xứng đáng được Peaky Blinders ban phát cho một cái chết đầy nhân ái. Tiếp tục hành trình chuẩn bị cho kế hoạch trả thù, Thomas đã điều tra ra tung tích của Solomons. Hóa ra vết bắn năm xưa không đủ để ông ấy đang xuất ra khỏi trái đất. Gương mặt chỉ để lại một vết sẹo dài, vì lệnh diệt chủng người Do Thái của Oswald nên hiện tại người Do Thái cũng phải sống trốn chui trốn nhủi. Solomons chết đi sống lại được người dân tôn sùng như một vị thần của Do Thái và không ai thích hợp hơn Solomons làm chủ cuộc khởi nghĩa chống lại phát xít lần này. Chốt lại lần cuối, Arthur sẽ mở cửa cho đội quân Do Thái của Solomons tấn công và gây náo loạn cuộc meeting. Nhân lúc không ai chú ý, Barney sẽ bắn tỉa Oswald từ phía tầng cao đối diện sân khấu. Aberama sẽ giải quyết Jimmy và chiến thắng sẽ thuộc về Peaky Blinders. Kế hoạch được vạch ra rõ ràng chi tiết và không một kẽ hở. Nào ngờ tối đó Finn lại vô tình nói cho Billy Boyce biết: tối nay tôi rất bận vì họ đang chuẩn bị ám sát một tên phát xít. Nói rồi Finn để lại cọc tiền cho ông ta và rời khỏi văn phòng. Thật là một cậu nhóc vô tri. Tại buổi meeting bên ngoài, Eden dẫn dắt một đội quân biểu tình chống phát xít không ngừng gào thét. Khi Thomas đến nơi nhìn thấy cô ấy đang bị cảnh sát vây bắt, anh đã dùng quyền lực của mình để yêu cầu họ thả Eden ra. Bọn phát xít này thật sự không dễ đối phó. Hơn nữa, chúng đang được người dân ủng hộ nên cách biểu tình của cô sẽ chẳng đi đến đâu. Anh cố thuyết phục cô ấy nhanh rời khỏi đây,
vì anh đã có cách phá hủy đảng phát xít một cách triệt để từ bên trong. Khán phòng lúc này đã chật kín những người quan tâm đến chủ nghĩa phát xít. Oswald xuất hiện trong màn chào đón nồng nhiệt hơn bao giờ hết. Hắn tiến lên sân khấu với khẩu hiệu hủy diệt người Do Thái, người dân cũng hô hào cổ vũ theo đầy phấn khởi. Thomas chỉ biết im lặng đi theo hắn để làm tròn vai diễn đêm nay. Oswald đứng ngay vị trí chính diện trên sân khấu, nơi được ánh đèn liên tục soi chiếu vào. Đây là nơi dễ dàng quan sát nhất để Barney tiện ra tay. Mọi người đều đã vào vị trí của mình, chỉ cần đợi Thomas ra dấu hiệu nữa là xong. Oswald tuyên bố sẽ đánh bại Churchill cũng như hủy hoại nền dân chủ cũ kỹ lỗi thời. Đúng thời điểm đội quân Do Thái của Solomons bắt đầu tràn vào trong khán phòng, Thomas hồi hộp đếm 10 giây đếm ngược ngay từ khoảnh khắc này. Aberama đã áp sát được Jimmy, Arthur cũng đã vào vị trí. Barney nhắm thẳng về phía Oswald và chuẩn bị bóp cò bất cứ lúc nào khi Thomas ra lệnh. Thế nhưng một sự sắp đặt không như ý muốn, Barney đã bị bắn chết. Aberama không kịp ra tay thì đã bị bức tử ngay sau cánh gà. Gã Jimmy thoát chết trước sự ngạc nhiên của Thomas. Phía bên này có kẻ muốn ám sát Arthur nhưng anh đủ may mắn để thoát nạn. Phải nói anh xứng đáng đạt danh hiệu là nhân vật sống dai nhất bộ phim này. Oswald có lẽ đã biết tất cả mọi chuyện, thế nhưng hắn vẫn rất bình tĩnh và tỏ ra bình thường trước mặt Thomas. Điều đó càng khiến Thomas hoang mang. Không thể nào kế hoạch của anh lại thất bại như vậy. Arthur thông báo cho Thomas biết rằng Aberama đã bị sát hại. Hàng ngàn câu hỏi tại sao vì sao liên tục xuất hiện trong đầu anh. Oswald chắc chắn không biết gì về kế hoạch này. Chắc chắn nội bộ có kẻ đã tiết lộ cho hắn, nhưng người đó là ai? Thomas nghĩ mãi vẫn không thông. Sau bao nhiêu năm lãnh đạo Peaky Blinders vào sinh ra tử, đây là lần đầu tiên Thomas nếm trải mùi vị thất bại. Cảm giác còn khó tả hơn cả lần anh thoát chết khỏi huyệt chôn của Churchill. Lần này Thomas thật sự như phát điên. Giặc ngoài anh có thể đối phó nhưng đã là thù trong thì cũng đành phải bó tay. Có lẽ điểm yếu nhất của Thomas chính là quá tin tưởng vào gia đình. Hiện giờ anh không biết rằng dì Paul sẽ chọn theo phe nào. Dường như lúc này bên cạnh anh chỉ còn mỗi Arthur là đáng tin cậy. Đối với Thomas, đây là khoảng thời gian đen tối nhất cuộc đời. Anh thất bại thảm hại đến mức muốn sống không được chết không xong. Vì Lizzie và các con nên anh đành phải tiếp tục cố gắng tồn tại. Khái niệm sống như một con người đã mất đi từ bao giờ. Bỗng một hôm người của tổ chức Island gọi thông báo cho anh biết chính họ đã can thiệp vào cuộc ám sát Oswald bởi họ cần giữ lại mạng sống cho ông ta. Đồng thời họ gửi tặng đến Thomas 3 cái xác một của gã lính bắn tỉa nhận nhiệm vụ ám sát Oswald, một của Aberama và thi thể còn lại là của dì Polly yêu quý. Vậy là chị đại nhà Selby cũng đã ngàn thu yên giấc. Nếu nghĩ theo hướng tích cực thì ít ra bà cũng không cần phải khó xử khi phải chứng kiến cảnh thằng con và thằng cháu tàn sát lẫn nhau. Kể từ đó để tinh thần minh mẫn hơn, Thomas đã quyết tâm cai nghiện thuốc phiện và rượu. Không động đến bất kỳ một loại chất kích thích nào nữa, về phía Michael cũng đã thỏa hiệp sẽ cùng vợ di cư đến Mỹ sinh sống. Tuy nhiên trong thâm tâm Michael hắn chưa bao giờ tha thứ cho Thomas, bởi hắn cho rằng sự tham lam và ích kỷ của Thomas chính là nguyên nhân gây ra cái chết cho mẹ hắn. 4 năm sau vào giai đoạn cuối của lệnh cấm rượu ở Hoa Kỳ, Thomas quyết định lợi dụng thời cơ này để làm một vố lớn. Anh tìm đến hòn đảo Maquette thuộc địa phận của Pháp, nơi tập trung hơn phân nửa dân số sống nhờ vào nghề buôn rượu lậu, tổ chức một cuộc họp với Michael và một số quan chức địa phương, nói về vấn đề giao thương khi lệnh cấm rượu bị hủy bỏ. Cánh cửa này khép lại sẽ có cánh cửa khác mở ra, tận dụng bộ máy sẵn có trên đảo để người dân vận chuyển thuốc phiện. Anh đã thỏa thuận với cảnh sát trưởng với giá 12 triệu franc cho một chuyến hàng. Thế nên vụ này chỉ cần làm sẽ thành công chót lọt, thời gian giao dịch và địa điểm đã được thiết lập sẵn và anh chỉ định Michael phải là người trực tiếp thực hiện phi vụ đầu tiên. Trước khi rời khỏi, Thomas ném cho Michael chiếc cặp đựng thuốc phiện và nói cho họ biết trong tổ chức hiện có gián điệp trà trộn, vì vậy nên cẩn thận thanh lọc nội bộ trước khi điểm chẳng lành xảy ra. Trong 4 năm qua Thomas càng trưởng thành và điềm tĩnh bao nhiêu thì Arthur ngược lại hoàn toàn, anh ta ngập chìm trong thuốc phiện và gần như phải sống lệ thuộc hoàn toàn vào nó. Ada được giao nhiệm vụ trông nom Arthur như kiểu chăm con mọn, còn phải đích thân đến phố tàu ra lệnh cấm không được phép bán thuốc cho Arthur dưới bất kỳ hình thức nào. Đêm đó sau khi trở về, Thomas bí mật gọi cuộc điện thoại nặc danh đến cảnh sát chỉ điểm cuộc vận chuyển thuốc phiện của Michael. Quả nhiên vào rạng sáng Michael đã bị bắt vào nhà giam, Gina vào thăm và không ngừng nghi ngờ đây là âm mưu của Thomas, thế nhưng Michael lại tin rằng trong tổ chức có kẻ chỉ điểm. Nên việc này không liên quan gì đến Thomas cả, có lẽ tổ chức cần phải diễn ra cuộc thanh trừng nội bộ, chỉ cần Gina nhờ ông chú làm quan của cô sớm giúp anh thoát ra là được. Ấy vậy mà Thomas lại chủ động tìm đến Gina nhờ cô chuyển lời cho ông chú, cùng nhau thực hiện việc vận chuyển hàng trắng đến Mỹ. Gina biết chú của cô có bạn bè trong chính phủ hiện tại đã vươn lên tận đỉnh cao chính trị, đâu thể dễ dàng để bột trắng dính vào chân. Biết mình sẽ bị từ chối nên Thomas cũng đã chuẩn bị sẵn kế hoạch B, anh tiết lộ cho Gina biết chính anh là người chỉ điểm để Michael đi tù. Sở dĩ anh làm vậy là để chú cô rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan, vì cháu rể buộc lòng ông ta phải can thiệp vào quyền lực. Nếu ông ta không mua số hàng này, anh sẽ bán cho dân Do Thái mà cụ thể là nhà Solomons ở miền đông Boston.
Thomas cố tự tin một lần nữa, chỉ một phi vụ này nữa thôi anh sẽ rút lui khỏi thế giới mafia, cũng đồng thời cho băng Peaky Blinders nghỉ việc vô thời hạn. Thế quái nào hôm đó Lizzie lại gọi báo tin rằng Ruby bị sốt rất cao hiện đang mê sản, con bé còn nói vài câu tiếng Gypsy, nghe lời vợ tường thuật về tình trạng của con gái. Thomas hoàn toàn mất bình tĩnh yêu cầu vợ phải trông con thật kỹ, tuyệt đối nghe lời Johnny Depp và bảo vệ con bé tránh xa bờ sông. Sáng sớm Thomas tranh thủ đến gặp Michael đưa cho cậu một lá thư, nó là do thư ký riêng tổng thống gửi cho Jack chú của Gina. Trong thư ông ta khuyên hãy để Michael ngồi tù thêm một thời gian nữa. Chưa hết Jack đã mua vé cho 5 người để bay đến London bao gồm cả vợ của Michael. Vậy thì kết quả đến đây đã rõ Michael phải đợi bốc lịch đến ngày được trả lại tự do. Đây đúng là một tin không hề vui vẻ gì đối với Michael. Giải quyết xong việc với thằng em họ, Thomas lập tức trở về nhà gặp các con. Tiếp đó hai vợ chồng nhanh chóng đưa Ruby đến bệnh viện thăm khám. Đó cũng là nơi anh đã bỏ tiền đầu tư xây dựng. Bác sĩ chẩn đoán con gái anh mọi thứ vẫn ổn. Hai vợ chồng thở phào nhẹ nhõm vì viên ngọc quý của họ không gặp vấn đề gì về sức khỏe. Cả hai dự định sau phi vụ lần này sẽ rửa tay gác súng. Thomas muốn dành nhiều thời gian hơn cho gia đình. Thế nhưng đêm đó trong khi tắm Thomas đột nhiên lên cơn co giật. Hóa ra do áp lực nên anh đã uống rượu lại khiến thần kinh kích động đột ngột. Cũng may Lizzie phát hiện kịp thời đưa anh về phòng sơ cứu. Đúng là thuyền to thì sóng lớn, không ngành nghề nào là dễ ăn cả. Kết thúc những cơn đau thầm kín, Thomas nhanh chóng lấy lại phong độ đứng trước người lao động tuyên truyền về việc đòi lại phúc lợi cho người dân ở Birmingham. Anh tuyệt đối sẽ không im lặng và mang những tiếng khóc ai oán của họ đến Hạ viện. Mọi người hào hứng cổ vũ Thomas bằng cả tính mạng. Lúc kết thúc anh gặp một người phụ nữ tên Laura, cô ta là tiểu đoàn trưởng phục vụ bên phe của Ireland. Đây là lần gặp mặt đầu tiên của cả hai người. Thomas báo cáo tình hình về chuyến hành trình của Jack. Ông ta đến Anh Quốc với mục đích kiểm soát tin tức đánh giá mức độ ủng hộ phát xít. Nhưng theo một lá thư tình báo khác gửi cho người bạn Do Thái, có vẻ như Jack cũng muốn xác nhận phát xít sẽ thắng trong công cuộc cách mạng này. Do đó, Thomas cho rằng nên để Jack gặp gỡ Oswald, biết đâu hai tư tưởng lớn gặp nhau sẽ mang lại một kết quả bất ngờ. Laura suy nghĩ một lúc và đưa ra quyết định đồng ý cho cuộc gặp gỡ này. Tuy nhiên, vẫn như bao lần trước, Thomas sẽ không dễ dàng gì làm việc mà không có lợi ích. Anh đến gặp người bạn tri kỷ Solomons ngay cả khi ông ấy đang cố thu mình. Cả ngày cô độc ám ảnh về một dòng nhạc opera Ý đậm chất quý tộc, có vẻ như sự mất mát trong cuộc ám sát Oswald là nỗi đau lớn nhất đối với ông. Solomons, ông trùm một thời nay lại chẳng thể dập nổi điếu thuốc của người khác thì nói gì đến việc trả thù cho dân tộc. Đối với ông mà nói mọi thứ giờ đây đã chấm dứt. Nhưng Thomas không cho phép điều đó xảy ra, anh ngồi xuống nói chuyện thẳng thắn về thực trạng hiện tại. 5 tấn thuốc tinh chế nguyên chất đã nằm sẵn trong kho Liverpool, chỗ chứa hàng an toàn nằm ngay eo biển Canada, có người sẵn sàng phân phối lô hàng đó vào Mỹ. Chỉ cần tiền đổ về, cán cân quyền lực sẽ lập tức thay đổi, lúc đó muốn báo thù hay làm gì đều tùy ý ông quyết định. Nước đi này của Thomas thật sự vô cùng táo bạo. Bởi vì anh phải thừa biết rằng vợ chồng thằng em họ Michael hiện đang hận anh đến tận xương tủy. Nếu có người giết Thomas nhất định phải để Michael tự ra tay. Hôm đó Thomas cùng Lizzie tham gia buổi meeting do Oswald tổ chức. Dân lao động thấy anh xuất hiện tại đây. Họ không khỏi oán trách và phỉ nhổ thậm tệ bởi họ cho rằng Thomas là kẻ phản bội. Một nhà báo đại diện người dân xuất hiện đặt câu hỏi với Thomas. Vì sao nghị sĩ lại tham gia meeting của phát xít? Thomas bình thản trả lời vai trò của anh trong buổi tối ngày hôm nay chỉ đơn giản là làm nhịp cầu tư tưởng dựa trên phương diện hòa bình. Xem ra nếu có cuộc bình chọn chắc Thomas sẽ đạt giải ông hoàng xử lý truyền thông đỉnh cao. Vừa trả lời xong lại nhìn thấy Arthur đang gây rối ở một góc phòng. Anh ta được Oswald mời đến nhưng phải mặc trang phục âu đen. Điều này nói lên rằng Oswald đã âm thầm lôi kéo kẻ vô tri như Arthur ủng hộ chủ nghĩa phát xít của hắn. Anh cả nhà Shelby giờ đây chẳng khác gì một gã gầy gò vô dụng. Thomas mệt mỏi nhưng không dám lơ là bất kỳ phút giây nào, lập tức bắt Arthur thay áo và đổi nó cho Johnny Depp, sau đó đưa cho Arthur lá thư do chính tay Linda viết. Cô ấy hiện giờ đã là một cơ đốc nhân và cô tin vào sự tha thứ. Nếu anh cai nghiện thành công, Thomas sẽ có cách giúp anh tìm lại Linda. Arthur già nua tội nghiệp xem đó là niềm hy vọng để tiếp tục sống, lập tức đồng ý với điều kiện mà Thomas đưa ra. Trên đường thoát hiểm khỏi nhà hát, bất chợt có một nhóm người Do Thái xông vào, hai phe phát xít và Do Thái đánh nhau tóe khói. Thấy vui nên Arthur cũng lao vào tham gia cho có tụ. Thomas mệt mỏi ra lệnh cho Johnny Depp lập tức đưa Arthur trở về. Trong khi đó anh ở lại cùng vợ và đến gặp Oswald. Nghe đâu vợ ông đã mất nhiều năm về trước, vậy nên người đi cùng ông hôm nay chắc chắn là nhân tình. Trường hợp cũng khá giống với hoàn cảnh quá vợ của Thomas. Tuy nhiên Diana, người phụ nữ bên cạnh Oswald lúc này lại nằm ở một đẳng cấp khác xa so với Lizzie. Dù đứng ở một khoảng cách nhưng vẫn ngửi thấy mùi tiền và quý tộc toát ra trên người cô ấy. Thậm chí Diana còn muốn tham gia vào cuộc họp của cánh đàn ông. Điều mà trước đây Lizzie chưa từng có tiền lệ. Tại đó Thomas báo cáo hành tung của Jack và cố kết nối họ với nhau. Giữa lúc đàm phán, Lizzie có vài biểu hiện khiến họ không hài lòng.
Oswald nhắc nhẹ với Thomas rằng anh cần phải xử lý cô ấy nếu muốn hợp tác thêm. Câu nói này cũng thay cho câu trả lời đồng ý gặp mặt Jack. Hôm đó, Thomas đợi thời cơ Jack vừa đáp chuyến bay xuống London, lập tức hẹn ông ấy đến một nhà thờ thương lượng về việc đưa thuốc phiện vào thành phố. Anh thắc mắc vì sao Jack cũng vận chuyển whisky mà không vận chuyển ma túy, thằng nào cũng đều như nhau cả thôi. Trong khi đó, thuốc phiện là thần dược giúp tinh thần con người trở nên hưng phấn. Nếu ông muốn nhập thêm rượu thì Thomas còn có hai xưởng whisky và rượu gin mang thương hiệu Selby được dân lao động ưa dùng. Ngoài ra, Thomas sẵn sàng cung cấp thêm thông tin tình báo về các hoạt động của Churchill. Nhiều lợi ích đến vậy, thật sự không có lý do gì để Jack từ chối phi vụ hợp tác này. Trong khi mọi kế hoạch đã được sắp xếp ổn thỏa, chỉ đợi sắp xếp cuộc hẹn cho Jack và Oswald gặp nhau nữa là xong. Nào ngờ lúc này ở nhà, Ruby lại sốt cao và nói mê sản. Lizzie đã mời bác sĩ riêng đến túc trực bên cạnh con gái. Cô cố gắng liên lạc với Thomas nhưng anh lại đang bận vận động sự ủng hộ từ phía người dân. Nhìn thấy con bé ho ra máu, Lizzie thật sự hoảng loạn không biết làm gì khác. Ngay khi cuộc họp kết thúc, Thomas mới nhận được bức điện tín và lập tức trở về nhà. Nào ngờ lúc này anh lại bị một người đàn ông tấn công. Trên người anh ta mặc bộ quân phục dính đầy bụi cho xám xịt. Thomas cố gắng chống cự và dùng hung khí giết chết gã quân nhân đó. Tuy nhiên đó chỉ là cảnh tượng xảy ra trong quá khứ khiến Thomas ám ảnh bấy lâu nay, trải qua cơn động kinh vừa rồi. Thomas tỉnh lại vội vàng chạy về nhà, thế nhưng Lizzie lại ngăn không cho anh đến gần con gái vì bác sĩ lo lắng một căn bệnh truyền nhiễm. Hiện tại Ruby đã ho ra máu, mặt Thomas tái mét khi nghe điều này, anh lập tức liên lạc tứ phía để tìm cho được cô em dâu nhà họ Lee. Cả đời mình Thomas cũng không thể nào ngờ tới được con gái anh có thể mắc căn bệnh lao thế kỷ. Vào thời đại đó thì đây chính là án tử hình dành cho bất kỳ ai có khuẩn lao trong người, có khi anh và vợ cũng bị truyền nhiễm rồi cũng nên. Thomas bắt đầu lo lắng về lời nguyền của người Gypsy. Lẽ nào anh đang bị trừng phạt bởi những điều ác mà mình gây ra? Cảm giác thật đau lòng khi biết tin sự sống của con gái anh đang ngày càng mỏng manh, thế nhưng anh vẫn nhất định không đeo vải che mặt khi tiếp xúc với con bé. Việc làm ăn thì lại không thể chậm trễ, để ở bên cạnh con gái anh đành nhờ đến Ada thay mặt anh ở xử lý công việc ở London. Những ngày sau đó, Ada đã hẹn gặp Diana để bàn việc làm ăn, một bên là quá phụ còn một bên thì đang chờ chồng chết đối mặt nhau. Hóa ra chồng của Diana đang mắc bệnh rất nặng, đó là lý do cô ngoại tình với Oswald để củng cố thêm quyền lực cho bản thân. Tuy nhiên bao nhiêu đó vẫn chưa đủ với lòng ham muốn của cô ta. Cô ta hứa với Ada rằng sẽ chỉ có dân Do Thái bị thanh lọc và trừ lại người Gypsy. Lúc này Thomas không muốn mình trở thành người vô dụng, anh phải làm một việc gì đó để cứu lấy sinh mạng bé bỏng của con gái. Niềm tin vào khoa học không đủ lớn để Thomas ngồi yên chờ đợi, thế là anh đã đánh xe chạy khắp các miền rừng núi hoang sơ. Quả nhiên anh đã tìm thấy cô em dâu của mình. Dù sao thì Esme cũng là người Gypsy và anh cho rằng cô ta đã nguyền rủa con gái anh vì muốn trả thù cho cái chết của John. Điều này hoàn toàn trái ngược với tính cách thường ngày của Thomas. Anh là một người đàn ông thích kiểm soát và có niềm tin mạnh mẽ bản thân có thể vượt qua bất kỳ vấn đề nào. Thế nhưng khi có chuyện xảy ra vượt ngoài tầm kiểm soát, anh lại đổ thừa cho lời nguyền và ma thuật. Esme biết rõ căn bệnh lao nguy hiểm như thế nào và cô chợt nhắc đến sợi dây chuyền Sapphire bị nguyền rủa khiến Gray mất mạng. Sau khi anh mang tặng nó cho một bà đồng, bà ta lại mang tặng nó cho cô em gái vừa tròn 7 tuổi. Và cô bé ấy vừa chết cách đây vài năm, có thể cô bé đã đợi đến lúc con gái anh đủ lớn để tiếp tục thực hiện lời nguyền của sợi dây chuyền. Câu chuyện của Esme càng khiến Thomas tin vào những linh hồn, anh sẵn sàng bỏ tiền và vàng ra để tìm gặp lại bà đồng năm xưa, hy vọng bà ấy có thể giúp anh cứu mạng của con gái. Tuy nhiên người Gypsy có lối sống du mục nay đây mai đó, không ai biết họ sẽ làm gì ở đâu vào thời điểm nào nên rất khó để tìm được. Thời gian vừa qua khi Thomas đi vắng, Lizzie đã rất bất mãn khi biết chồng mình không tin vào y học, cũng đành hết cách bởi đó là niềm tin là lối sống ăn sâu vào máu người Gypsy từ nhiều thế hệ. Cho đến khi Thomas quay về, Ada sẽ là người phụ trách việc tại công ty. Hôm ấy đến văn phòng cô mở nhật ký hành trình và thấy một tờ ghi chú giao dịch. Chỉ còn một ngày nữa thì không kịp để chuẩn bị, do đó cô đành giao nhiệm vụ lại cho Asia, một thành viên trong Peaky Blinders. Tuy nhiên nếu không có người nhà, Selby e rằng anh ta không đủ uy lực, do đó Ada đề nghị anh mang theo Arthur đến Liverpool. Dù đang trong quá trình cai nghiện không làm được trò trống gì, nhưng tên tuổi của Arthur Selby cũng có thể khiến người khác phải khiếp sợ. Chỉ cần mượn danh Arthur làm nhiệm vụ và đưa anh ấy trở về nguyên vẹn là xong. Arthur tái xuất giang hồ, cùng Asia tuyển chọn vài anh em lên đường đến Liverpool gặp gỡ người vận chuyển của công đoàn. Gần đây hắn bị phát hiện đang có hành vi ăn trộm heroin được giữ ở bến tàu. Trộm của công ty Selby, tức là trộm của nhà Big Blinders, Arthur cho rằng anh ta phải chịu hình phạt thích đáng cho hành vi trộm cắp của mình. Nào ngờ Hayden lại dùng chiêu thao túng tâm lý nhắc về vấn đề nghiện ngập và vợ con của Arthur. Trước đây Hayden cũng từng nghiện nhưng bây giờ hãy nhìn xem. Anh đã trở thành một con người hoàn toàn bình thường, không còn phải sống phụ thuộc vào heroin nữa. Nếu Arthur có thể cai nghiện thì tại sao không cố đến cùng? Nếu gia đình không thể giúp đỡ Arthur thì lời khuyên hữu ích từ một người lạ lại rất có giá trị.
Kết quả Arthur đã mủi lòng tha mạng cho Hayden và yêu cầu Aisha rút quân về. Lúc này Thomas vẫn đang điên cuồng chạy khắp nơi tìm bà đồng. Anh biết Ruby sẽ khỏe lại nếu anh đền tội cho những điều anh đã làm trong quá khứ. Thomas thề trước nghĩa địa cho các vong linh nghe thấy rằng từ nay anh sẽ thành tâm hướng thiện chỉ làm người tốt. Anh nuôi khát khao to lớn ấy quay về bệnh viện. Trong đêm mưa gió ấy, Lizzie đã nổi điên quát vào mặt anh. Con bé mất rồi. Thomas chết lặng gương mặt không tí cảm xúc nào. Có lẽ đây là quả báo nhãn tiền mà người ta thường nhắc đến. Ngày làm đám tang cho cô bé, tất cả đều mặc một màu trang phục đen tang tóc. Đây là lần đầu Thomas không dám đọc bài phát biểu mà phải nhờ đến sự giúp đỡ của Arthur. Thế nhưng cuối cùng anh vẫn phải tự làm phần việc của mình. Mọi người xung quanh đứng một cách nghiêm trang lắng nghe từng câu từng lời thốt lên từ Thomas. Ruby đã dạy cho họ vô số những bài học, và sự ra đi của cô bé chính là bài học cuối cùng về hòa bình và lương thiện. Thomas không muốn tự tay châm lửa mà phải nhờ một thành viên trong Peaky Blinders thực hiện điều đó. Vàng bạc tài sản của anh tích góp cả đời cũng không thể giúp mang cô bé quay trở lại. Trước mặt mọi người Thomas vẫn cố tỏ ra là điểm tựa vững chắc, nhưng sau lưng khi không còn ai Thomas cũng cần có một điểm tựa, chỉ là không biết tựa vào đâu. Đúng lúc này Esme lại giúp Arthur lấy lại niềm tin và sức sống. Cô đưa anh đến bên bờ sông cạnh một ngôi nhà gỗ. Cậu bé đang ngồi bên cạnh bờ sông đó chính là con trai của anh. Trước khi nhập ngũ, Thomas từng soạc với một cô gái và để lại được hạt giống này. Nếu Ruby ra đi để lại một hố sâu nơi anh thì đây chính là sự bù đắp mà Chúa dành cho anh. Oswald đến nhà Thomas trong đêm nhằm mục đích thành kính phân ưu. Nỗi đau mất con vẫn chưa nguôi với hai vợ chồng Thomas. Sự ra đi của Ruby đã khiến Lizzie muốn từ bỏ tất cả. Tuy nhiên Thomas cần phải giải quyết xong kế hoạch của mình. Cũng trong đêm đó Arthur không kìm chế được cơn nghiện nên đã đến phố tàu cướp thuốc phiện. Lúc này tại bàn tiệc Diana đã thách thức Thomas bằng cách yêu cầu đại diện phía Ireland hát một bài hành khúc. Điều đó thật không phù hợp với hoàn cảnh lúc này. Thomas đứng trong bóng tối thật lâu để quan sát. Ngay khi tiếng hát kết thúc, anh bước ra ánh sáng với gương mặt hết sức bình tĩnh để bắt đầu cuộc họp. Giờ đây Ireland có thể chuyển từ Cộng hòa sang Phát xít, về phía Thomas nắm trong tay Đảng Dân chủ. Liệu anh có sẵn sàng từ bỏ vị trí để theo đại nghiệp không? Oswald muốn Thomas hãy chứng minh bằng hành động bằng cách thực hiện nghi lễ hủy diệt Judah. Thomas đồng ý làm theo để lấy lòng tin tưởng của họ, nhưng sau lưng anh vẫn miệt mài gõ đúng nguyên văn về cuộc họp để gửi cho Churchill. Chưa bao giờ niềm khao khát trở thành người tốt trong anh lại mãnh liệt đến thế, và việc làm tốt đầu tiên mà anh thực hiện sẽ là chống lại phe phát xít. Hôm ấy Thomas cố tình theo dõi xe của Oswald, anh cố tình đậu xe đợi bên ngoài rất lâu. Không ngờ bên trong hắn lại đang soạc cô em dâu người Mỹ của anh Gina, đợi đến khi Oswald rời khỏi căn nhà. Thomas lập tức gõ cửa và gặp Gina và dọa rằng anh đã biết bí mật của cô. Nếu Jack biết cháu gái mình lén lút soạc đối tác làm ăn, không biết ông ấy sẽ phản ứng như thế nào. Thomas quả thật rất giỏi ở việc nắm thóp người khác. Sắp tới Oswald có chuyến đi Berlin họp với quân đội Đức và Thomas muốn cô giúp anh làm công cụ thu thập thông tin từ cuộc họp đó. Gina không còn sự lựa chọn nào khác. Hơn nữa, nếu cô nói dối anh cũng sẽ có cách biết được bởi vì anh là người Gypsy, bộ tộc nổi tiếng về dùng những mánh khóe pháp sư và phù thủy. Thomas mải vùi đầu vào công việc mà không để ý gì đến sức khỏe của bản thân, ngay cả thư của bệnh viện gửi đến anh cũng không mảy may đọc. Cho đến khi bác sĩ riêng phải tìm đến tận nơi gặp trực tiếp để thông báo, kết quả chụp X-quang phổi của Thomas trước đó không có vấn đề gì nghiêm trọng. Tuy nhiên ở não của anh lại có khối mờ nghi là u lao do nhiễm khuẩn từ con gái, hơn nữa rất có thể cả nhà Selby cũng đều mang mầm bệnh do di truyền. Tuy u lao không truyền nhiễm như lao nhưng trường hợp của anh khối u phát triển ở não, đó là lý do anh thường lên cơn động kinh và choáng váng dạo gần đây. Với vị trí này ngay cả bác sĩ giỏi nhất của châu Âu cũng không thể phẫu thuật được, Thomas Selby luôn ngoan cường chống lại mọi kẻ thù. Nhưng giờ anh đã có kẻ thù mới ngay trong chính con người anh, một kẻ thù mà anh không thể nào chống lại nó, Thomas không muốn hy vọng thêm về phương pháp chữa trị. Bởi lẽ giờ đây anh cần thời gian hơn bất cứ điều gì, sau 18 tháng chắc chắn anh cần phải có người thật sự yêu thương túc trực bên cạnh hỗ trợ. Tương lai Thomas Selby nếu không chết cũng sẽ sống cuộc đời như phế nhân. Vậy ra lời tiên tri của dì Polly đã ứng nghiệm, sẽ có chiến tranh trong nhà này và một đứa sẽ phải chết. Từ khi biết mình đang mắc phải căn bệnh thế kỷ, Thomas thật sự hạ quyết tâm. Để trở nên tốt hơn, anh bắt đầu từ việc không làm điều xấu nữa. Hôm ấy Thomas mang theo một vali thuốc nổ đến phố tàu, đề nghị đôi vợ chồng người Hoa giao lại hết toàn bộ số thuốc phiện tại cửa hàng, nhân danh nghị sĩ của thành phố. Anh tuyên bố thuốc phiện đã khiến nhiều gia đình nhà tan cửa nát, do đó vì phúc lợi chung của cộng đồng, anh chỉ cho phép kinh doanh thuốc lá, bánh và trà. Đôi vợ chồng không biết sợ hãi vì Thomas Selby hay sợ bởi chiếc vali biết nổ kia. Thế nhưng nhìn thái độ rừng rưng của Thomas, người vợ đã cho rằng trong chiếc cặp đó chẳng có gì. Mãi cho đến khi Thomas đi đến cây cầu và ném chiếc cặp xuống, vài giây sau một vụ nổ vang lên chấn động cả khu phố. Thấy chưa, Thomas Selby chưa bao giờ biết dọa ai là gì. Tiếp đến hành trình sửa sai của mình, Thomas triệu tập cả tộc đến và giới thiệu về sự tồn tại của cậu con rơi. Thằng bé là đúc sản phẩm của anh trong một lần mây mưa dưới gốc cây phỉ.
Do đi lính đột ngột nên anh không biết về sự tồn tại của thằng bé. Giờ đây mẹ của Đúc cũng đã chết rồi. Lizzie ngồi rít một hơi thuốc lá cố chịu đựng trước những bê bối tình trường của chồng mình. Quả thật cuộc đời Thomas đã mắc những sai lầm không bao giờ khắc phục được, nhưng ít ra anh cũng phải có trách nhiệm với chúng. Anh tìm Linda thỏa thuận với cô ấy hãy tha thứ cho Arthur. Đổi lại anh sẽ quyên góp cho tổ chức đạo giáo của cô số tiền 10.000 bảng Anh. Cô là một tín đồ ngoan đạo và chắc rằng Arthur là một linh hồn đáng được cứu rỗi. Sau đó Thomas đến gặp Hayden để nói về việc vận chuyển hàng. Anh ta vốn đã muốn rửa tay gác súng rồi và anh ta thắc mắc tại sao một người như Thomas có đầy đủ tất cả nhưng lại không chịu ngừng tay. Cuộc đời anh chỉ xoay vòng trong hai việc muốn người khác nói lời cảm ơn và xin lỗi, như vậy thì sống còn ý nghĩa gì? Thomas rút súng ra dọa đúng anh là người như thế. Khi đã cấm tiệt được thuốc phiện anh sẽ chấp nhận trở về làm một con người bình thường, không súng ống, dao găm, đạn đạo, không chính trị tranh đua. Bên cạnh đó Arthur cũng thừa nhận anh vô cùng hối hận vì đã cưới Lizzie, khiến cô gặp quá nhiều đau khổ. Như thể bị dính phải lời nguyền của số mệnh, thật ra bao lâu nay Lizzie vẫn cảm nhận được mình chỉ như một công cụ giải khuây của anh. Dù đã có tất cả nhưng cô vẫn chưa một lần nào thấy được anh thật lòng. Có lẽ đó là cái giá mà cô phải trả khi trở thành người bên cạnh ông trùm Peaky Blinders. Trong thời gian Thomas đi vắng, Arthur nắm giữ quyền điều hành văn phòng cá cược. Hôm ấy có một trận bóng đá cần được sắp xếp tỷ lệ, Arthur và Billy đưa Đúc đến mua chuộc trọng tài của trận đấu. Bằng mọi giá phải để đội Birmingham City thắng, tuy nhiên trọng tài không muốn nhận tiền để gian lận. Với khẩu hiệu bất cứ ai dám chống lại nhà Peaky Blinders đều phải chết. Arthur nổi điên lên buộc Billy giết trọng tài ngay trước mặt Đúc. Chứng kiến cảnh tượng tàn nhẫn ấy Đúc không chịu nổi lập tức bỏ đi. Về phía Billy sau khi giết người xong cũng trở nên khờ khờ dại dại. Không lâu sau gã lại bị Jack hù dọa. Hiện nay mọi việc đã được xử lý xong, cần phải dọn dẹp công cụ chính trị để chuẩn bị cho một kỷ nguyên mới tôn thờ phát xít. Điều đó đồng nghĩa với việc Thomas Shelby đã hết giá trị lợi dụng. Billy phải chỉ điểm để đảng phát xít loại trừ cả nhà Shelby, nhổ cỏ tận gốc tránh hậu hoạn về sau. Đêm đến Linda trở về gặp Arthur, nhìn thấy cái lò hư hỏng của mình, anh cả nhà Shelby không khỏi xúc động quỳ xuống cầu xin cô và ngoan ngoãn đọc theo những lời kinh cầu. Mong sao có thể xóa bỏ tất cả tội lỗi để cả hai có thể trở lại như xưa. Cùng lúc này Đúc thổ lộ với Thomas rằng cậu không phù hợp với việc làm ăn của gia đình. Cậu cần anh cấp cho một chiếc xe 4 bánh và hai con ngựa khỏe có thể leo được những ngọn đồi cao. Nơi đó có sự tự do và không bị ràng buộc. Nếu đã vậy Thomas có một đề xuất khác phù hợp với Đúc hơn là việc bỏ đi bụi. Anh sắp xếp cậu ở lại chuồng ngựa với sự quản lý của Johnny Dog, có thể tự do tự tại làm một tên chăn ngựa lắm tiền nhiều của không cần phải nay đây mai đó. Việc nhà đã sắp xếp ổn thỏa, Thomas tiếp tục xử lý việc chính trị còn dang dở. Anh đến gặp Diana bàn bạc về vấn đề xây nhà từ thiện. Cô sẽ là nhà đầu tư chính thức cho những dự án của anh sắp tới, do đó cần phải thâu tóm càng nhiều đất đai càng tốt. Thế nhưng Diana lúc này lại không quan tâm đến những lời nói của Thomas. Cô nhìn anh bằng ánh mắt của một người phụ nữ lẳng lơ. Oswald soạc vợ anh nên tôi cũng phải được soạc lại anh. Ông ăn trả thì bà ăn nem xem như đôi bên hòa. Một lần nữa Thomas bán thân cầu vinh thành công. Tuy nhiên điều anh lo lắng nhất lúc này không phải cho bản thân mình mà là cho gia đình. Anh quyết định giấu căn bệnh đến cùng không muốn bất kỳ ai biết kể cả Lizzie. Đột nhiên thấy chồng đổi mã số két sắt, không tránh khỏi Lizzie bắt đầu có những suy nghĩ mông lung. Nhưng cô vẫn trao trọn hy vọng cho anh lần cuối. Mong là khi anh xong việc sẽ kể hết cho cô nghe. Lizzie đã cố gắng tin tưởng Thomas tuyệt đối. Ấy vậy mà trong cuộc họp gần đây, Diana đã chọc tức Lizzie bằng câu nói cô sướng thật mỗi ngày đều được dùng cái tôi mới thử một lần. Câu nói nhẹ như lông hồng nhưng lại có sát thương chí mạng khiến Lizzie không chịu được đành bỏ ra khỏi phòng. Nhìn cách cư xử kém sang ấy, Oswald tỏ ý không hài lòng và khuyên Thomas. Anh cần phải tìm người vợ thích hợp hơn, người có quá khứ như Lizzie không xứng với anh. Quả thật với vị thế hiện giờ của Thomas, anh muốn cưới bao nhiêu cô vợ cũng đều được. Và những gì Oswald nói cũng không phải là sai. Thế mà bao lâu nay anh vẫn không bỏ rơi Lizzie, chấp nhận cô ấy với quá khứ dù đen tối hay nhem nhuốc. Đến một ngày định mệnh khi Jack đã chuẩn bị xong mọi thứ, hắn đã cho người cứu Michael ra khỏi song sắt với điều kiện anh phải trả lời đúng câu hỏi. Michael trả lời không vấp một chữ, khi tôi được ra ngoài điều đầu tiên tôi làm sẽ là giết chết Thomas. Tuy nhiên sau đó anh lại nôn nóng tìm gặp vợ và tranh thủ soạc trước. Lúc bấy giờ Gina có đề nghị anh hãy giết hết cả nhà Shelby, kể cả những đứa con của Thomas và Arthur. Tuy nhiên quy tắc của anh từ xưa đến giờ là không đụng đến trẻ con. Hơn nữa Arthur không liên quan gì đến việc báo thù cho mẹ. Gina chỉ lo xa rằng các con của Thomas sẽ có ngày trưởng thành và chúng có thể trả thù cho bố chúng. Và nếu anh giết Thomas thì Arthur cũng sẽ tìm anh tính sổ. Cần phải tỉnh táo loại trừ những trường hợp có khả năng gây bất lợi cho mình. Lời khuyên của Gina không phải hoàn toàn sai. Nhưng nó lại không phù hợp với phong cách sống và làm việc của Michael, nên anh đã từ chối những gì cô vừa nói, chốt hạ lại chỉ xử một mình Thomas và chấm dứt mọi chuyện. Trong khi đó, vợ chồng Lizzie Thomas lúc này lại lục đục,
Cô cay anh bởi con gái vừa mất chưa được bao lâu mà anh lại ngủ với người phụ nữ khác, đã vậy còn ngủ với kẻ thù. Charlie giờ đã lớn và hiểu chuyện, dù thằng bé không phải con ruột của Lizzie, nhưng cậu cảm nhận được Lizzie mới là người thật sự yêu thương và chăm sóc nó bao lâu nay. Vì vậy, khi biết rằng Lizzie sẽ dọn ra khỏi ngôi nhà này và rời xa Thomas, cậu bé con của Gray đã ngỏ lời muốn đi cùng mẹ kế, thấy tình cảm hai mẹ con họ khăng khít như vậy. Thomas không đành lòng từ chối, còn sắp xếp sẵn chỗ tốt cho cả hai, hy vọng ở đó họ có thể nguôi ngoai được nỗi mất mát bởi sự ra đi của Ruby. Bắt đầu từ đó, Thomas lại điên cuồng kiếm tiền từ những hợp đồng làm ăn. Anh cho rằng tiền là tác dụng của anh, đó là di sản duy nhất mà anh có thể để lại cho người nhà Shelby. Dân Gypsy trước giờ đã chịu quá nhiều sự đàn áp và anh không muốn con cháu đời sau của mình phải chịu những điều tương tự. Tuy nhiên, Arthur đã vô tình phát hiện ra được căn bệnh hiểm nghèo của Thomas. Hai anh em họ đã có một trận đánh đấm túi bụi vì không ai chịu nghe ai, nhưng cuối cùng Arthur vẫn phải chịu thua trước sự cứng đầu của em trai mình. Sắp tới, Thomas muốn mở một bữa tiệc ăn mừng cũng như để chia tay cho chuyến bay của anh. Billy vừa nghe xong cả nhà Shelby sẽ tập hợp tại đó, đây chính là cơ hội tốt để ra tay. Hắn lập tức hỏi Thomas chính xác thì khi nào mở tiệc. Thomas nói thật cho hắn biết về thời gian và địa điểm nhưng trong đầu anh đã có sự tính toán. Hôm đó Thomas đến bàn việc với Diana, nhưng xem ra mối giao hữu giữa hai người từ nay đã chấm dứt. Oswald bất ngờ xuất hiện đưa cho Thomas một tấm thiệp cưới, đồng thời cảnh báo rằng từ nay cả hai không dùng chung lò nướng nữa. Ngày Oswald tổ chức đám cưới, Thomas không đến dự được, vì anh phải đi chuyến bay đến Canada thực hiện cuộc giao dịch trị giá 5 triệu đô, đó là cả một gia tài. Lúc này phía Michael cũng đang chuẩn bị thuốc nổ đích thân đi xử Thomas. Tại buổi tiệc diễn ra ở nhà máy rượu, hai đứa trẻ Đúc và Phin choảng nhau như chó với mèo, bất đồng quan điểm nên Đúc đã nổ súng thể hiện quyền lực trước mặt Phin. Không may Billy lại bị trúng đạn lòi hột nhãn, Phin xót bạn nên mắng Đúc chỉ là thằng con hoang, tuy nhiên Phin lại không có máu giang hồ của Thomas để lại. Một tay Đúc cướp cò bắn chết Billy khi hắn đang có ý định tấn công cậu từ phía sau. Dòng máu Shelby phải thể hiện qua hành động chứ không chỉ là một cái tên hữu danh vô thực. Quân Island mai phục bên ngoài buổi tiệc để ám sát Arthur. Không ngờ Arthur ném quả bom khói ra và chuẩn bị sẵn cả mặt nạ phòng độc. Chỉ trong nháy mắt, những tên sát thủ đã bắn triệt. Cả người phụ nữ làm việc cho quân tình báo cũng bị thủ tiêu. Cuối cùng anh cũng đã trả thù được cho dì Paul. Kế hoạch thanh trừng nhà Shelby của Jack chính thức phá sản. Giờ chỉ còn biết trông cậy vào Michael. Rạng sáng, Thomas tiếp cận Michael tại quán rượu thực hiện cuộc trao đổi tiền và thuốc phiện. Đến nơi lấy xe, Michael đáng ra sẽ đi cùng Thomas nhưng hắn đột nhiên bỏ vào trong. Lúc này Thomas vẫn một mình bước lên xe ngồi nghiêm trang như đang chờ đợi một điều gì đó xảy đến. Bên trong quán rượu, Michael bình thản rót một ly rượu uống, bất chợt tiếng nổ dữ dội vang lên khiến ai nấy cũng phải giật thót tim. Michael chưa bao giờ nghĩ giết Thomas lại dễ dàng như vậy, đang vui mừng thì phát hiện Thomas vẫn còn sống, đã vậy còn bị anh ta vác súng chĩa vào đầu. Hóa ra trước đó Thomas đã yêu cầu Johnny Dog giúp chuyển quả bom ra khỏi chiếc xe, chiêu này quá cũ và non vì Thomas từng gặp trường hợp này ở mùa phim thứ nhất rồi. Quả thật chẳng ai có thể thoát nổi Thomas Shelby, đôi bàn tay anh thao túng tất cả mọi người và hôm nay cũng chính bàn tay quyền lực này tiễn Michael về nơi đất mẹ. Cái gai nhọt trong mắt đã được loại bỏ, Thomas an nhiên trở về đánh bom dinh thự của mình, tạo hiện trường giả cho mọi người tin rằng anh đã bị ám sát. Sau đó Thomas trở về làm dân Gypsy sống cuộc đời du mục, anh tổ chức buổi tiệc ngoài trời để từ biệt mọi người, đến giờ vẫn không một ai hay tin về căn bệnh của anh ngoại trừ Arthur. Một tháng sau, Thomas chính thức trở thành người vô gia cư, sống trên một chiếc xe ngựa gỗ ở vùng núi đồi xa xôi hẻo lánh. Lúc chuẩn bị tự sát, anh chợt nhìn thấy cô con gái bé nhỏ chạy đến. Cô bé nói thật ra anh không chết và cũng không bị bệnh, bố phải sống. Đúng lúc đó, Thomas nhặt được tờ báo đăng tin về lễ cưới của Diana và Oswald. Trên hình có sự xuất hiện của gã bác sĩ người đã thông báo rằng anh mắc bệnh sắp chết. Á đủ thì ra tất cả chỉ là một cú lừa. Căn bệnh chính là kế hoạch do hắn thông đồng với phe phát xít dựng lên nhằm thao túng tâm lý, hạ gục ý chí để Thomas từ bỏ quyền lực. Thomas lập tức quay về tìm gã bác sĩ để xử lý, thế nhưng cuối cùng vì một chút lòng trắc ẩn, anh đã quyết định bắn trượt phát súng kết thúc chuỗi ngày đâm thuê chém mướn. Liệu rằng đây có phải là việc tốt cuối cùng mà Thomas cố gắng thực hiện hay không? Nội dung vừa rồi cũng đã khép lại phần 6 và là phần cuối của series phim Peaky Blinders. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Hẹn gặp lại cả nhà vào những video tiếp theo nhé!